chương 2322. Đạo Minh làm khó dễ. Nguồn. Mê truyện audio com Đào Minh đề nghị tiếp xuống tiếng công thiên ngô đại lộ vẫn như cũ từ kiếm môn sung làm tiên phong, nghe lời này, chư vị ở đây đế tôn, cùng với tiêu trần đám người sắc mặt đều là phát sinh biến hóa. Đào Minh đề nghị tiếp xuống tiếng công thiên ngô đại lộ vẫn như cũ từ kiếm môn sung làm tiên phong, nghe lời này, chư vị ở đây đế tôn, cùng với tiêu trần đám người sắc mặt đều là phát sinh biến hóa. Tiêu trần trong mắt rõ ràng là có một đạo hàng ý thoáng qua, đã sớm đoán được đào minh chắc chắn không có lòng tốt quả nhiên gia hỏa này hiển nhiên là muốn muốn mượn đao giết người sung làm tiên phong hạ tràng là cái gì tất cả mọi người tại chỗ đều rất rõ ràng nhìn một chút lần này kiếm môn sung làm tiên phong tử thương cơ hồ là thế lực khác mấy lần suy cho cùng cùng tà đạo võ giả giao chiến tiên phong tự nhiên là đứng mũi chịu sào mà giống như hợp thiên môn lần này tiến quân viêm phong giới căn bản cũng không có tổn thất một binh một tốt thân là đoạn hậu bọn hắn căn bản cũng không có tham dự chiến đấu đã làm qua một lần tiên phong rồi, Đào Minh lại còn muốn cho kiếm môn lại sung làm một lần tiên phong, cái này tướng ăn đích thật là có chút khó coi. Bất quá nghe Đào Minh lời này, chư vị ở đây đế tôn, thế mà đều rơi vào trầm mặt, trong lúc nhất thời thế mà không có ai mở miệng phản đối. Bầu không khí bởi vì Đào Minh một phen, có vẻ như trở nên có chút cổ quái, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần cũng là đoán được chư vị đế tôn ý nghĩ trong lòng. Quân vô nhai thực lực mạnh mẽ, đầy đối với đại thiên thế giới đích thật là chuyện tốt, nhưng mà trừ cái đó ra, cũng đồng dạng nhường chư vị đế tôn cảm thấy uy hiếp không chỉ là Đào Minh, cái khác đế tôn cũng cảm thấy, suy cho cùng đại thiên thế giới qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn có thể nói là quần hùng cùng nổi lên, thế nhưng là đột nhiên, toát ra một cái thực lực cơ hồ có thể nói là nghiền ép cái khác đế tôn quân vô nhai, đã như thế, để những người khác nghĩ thế nào? Chẳng lẽ sau này đại thiên thế giới muốn lấy quân vô nhai vi tôn? Đồng thời đế tôn, đều là đại thiên thế giới tồn tại cao cấp nhất, muốn để bọn hắn thần phục với quân vô nhai, đám người tự nhiên là không muốn. Nói trắng ra là chính là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy đại thiên thế giới một nhà độc quyền cục diện xuất hiện, vì lẽ đó, dù cho mọi người đều biết, đào minh cái này một đề nghị mục đích, là vì suy yếu kiếm môn thực lực, là mượn đao giết người, nhưng mà đám người nhưng không ai phản đối. Mới tám một màn tiếng trung điện thoại mang. Tất cả mọi người rất rõ ràng, quân vô nhai rất mạnh, vì lẽ đó suy yếu kiếm môn thực lực, cũng chẳng khác nào là liền hướng hạn chế quân vô nhai. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, chư vị đế tôn thế mà cùng đào minh đứng ở chung một chiến tuyến bên trên, mà đối mặt đào minh nhìn chăm chú quân vô nhai cũng là mặt không đổi sắc thậm chí còn lộ ra nụ cười nhạt nói chư vị đều đồng ý đề nghị của đào minh nói xong quân vô nhai ánh mắt đảo qua mọi người ở đây mà đối mặt quân vô nhai ánh mắt đám người cũng là không dám cùng hắn đối mặt suy cho cùng liên tiếp nhường kiếm môn làm hai lần tiên phong cái này tướng ăn nói thế nào đều có chút quá mức khó coi nghe quân vô nhai lời này là tin ngược lại là mở miệng nói ra ta không đồng ý đại gia nếu là liên minh nào có nhường cùng một thế lực liên tiếp hai lần sung làm tiên phong đạo lý là tin một mực ái mộ quân vô nhai cho nên nàng tự nhiên không sợ quân vô nhai một nhà độc quyền mà lại nàng lại là một nữ nhân bất quá kèm theo hắn lời này đào minh cũng là lúc này mở miệng phản bác cái này có gì không công bình người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà lại kiếm môn thực lực rõ như ban ngày nhường kiếm môn sung làm tiên phong hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất lại nói bây giờ đại địch trước mặt nếu là chúng ta còn muốn tính kế lẫn nhau đây chẳng phải là nhường tà đạo một phương chê cười đào minh lời này có thể nói là nói hiên ngang lẫm liệt bất quá con mắt của nó đại gia cũng là ngầm hiểu lẫn nhau mà đào minh như vậy kiên trì cũng là chuyện không có cách nào khác hoàn toàn là có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác cùng những người khác khác biệt đào minh đối mặt thực lực mạnh mẽ như vậy quân vô nhai không chỉ là cảm thấy uy hiếp thậm chí có thể nói là sợ hãi vì lẽ đó vì tự vệ đào minh nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp suy yếu hạn chế kiếm môn thực lực cùng phát triển đào minh khăng khăng muốn cho kiếm môn sung làm tiên phong mà ngoại trừ lạc tinh bên ngoài những người khác nhưng là đã không phản đối cũng không ủng hộ. Bọn hắn không có phản đối đào minh, là bởi vì đám người cũng muốn suy yếu kiếm môn thực lực, hạn chế kiếm môn phát triển, không phải vậy kiếm môn sau này tại đại thiên thế giới một nhà độc quyền, mà không ủng hộ đó là bởi vì không có có người muốn đi đắc tội quân vô nhai, suy cho cùng quân vô nhai thực lực còn tại đó. Thậm chí liền thiên tổ đều là một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm dáng vẻ, im lặng không nói. Đào Minh thoại âm rơi xuống, tiếp xuống liền nhìn quân vô nhai rồi, mà quân vô nhai lúc này, thế mà nhìn nói với tiêu trần, Trần Nhi, ngươi là kiếm môn tông chủ, chính ngươi quyết định đi. Quân vô nhai thế mà đem quyền quyết định giao cho Tiêu Trần, đối với cái này, mọi người ở đây đều là sững sờ, bao quát Tiêu Trần đều là không nghĩ tới. Bất quá khi Tiêu Trần nhìn thấy Quân vô nhai nở nụ cười biểu lộ là, Tiêu Trần liền biết, Quân vô nhai hiển nhiên là cảm thấy phiền phức, vì lẽ đó không muốn làm quyết định này, dứt khoát đem cái này khoai lang bỗng tay ném cho Tiêu Trần. Quân vô nhai tính tình, Tiêu Trần rất rõ ràng, không quan tâm hư danh, càng không quan tâm cái gì quyền lực địa vị nếu không phải bởi vì chính mình đoán chừng quân vô nhai nói cái gì cũng sẽ không gia nhập vào kiếm môn làm cái này kiếm môn lão tổ quân vô nhai ngại phiền phức đối với cái này tiêu trần chỉ có thể ngầm cười khổ bất quá cũng không có cách lúc này đang lúc mọi người chăm chú tiêu trần cũng là chỉ có thể nhắm mắt đứng dậy đối với chiêu vị để tôn thi lễ một cái ngay sau đó chậm rãi nói bây giờ đại địch trước mặt ta kiếm môn tự nhiên không muốn làm phá hoại đoàn kết sự tình tất nhiên chiêu vị đều không phản đối đào minh tiền bối đề nghị ta kiếm môn có thể đáp ứng bất quá có một cái điều kiện đó chính là hợp thiên môn cũng nhất thiết phải trở thành tiếng công thiên ngô đại lộ tiên phong cùng ta kiếm môn cùng nhau xuất phát từ vừa rồi chư vị tại chỗ đế tôn biểu hiện đến xem tiêu trần đã sớm đoán được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì vì lẽ đó lúc này cự tuyệt hiển nhiên là sẽ đắc tội tất cả mọi người mà lại đối với chiến đấu kế tiếp cũng cực kỳ bất lợi lại nói nếu như lúc này đem tất cả mọi người cho đắc tội ngươi cũng chẳng khác nào là đem chư vị đế tôn cùng đang ngồi tất cả thế lực đều đẩy tới đào minh phía bên kia đến lúc đó kiếm môn tình cảnh đem càng ngày càng khổ sở tất nhiên đại gia bởi vì kiên kỵ quân vô nhai thực lực, vì lẽ đó lựa chọn nằm thừa nhận, như vậy tiêu trần liền thuận nước đẩy thuyền, đón lấy cái này tiên phong nhiệm vụ, bất quá, dựa theo tiêu trần tính cách, cho dù đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể vô ích buông tha hợp thiên môn, vì lẽ đó, tiêu trần đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Nghe tiêu trần lời này, đào minh sắc mặt lúc này vừa nói, tiêu trần, tiên phong chỉ cần một cái như vậy đủ rồi, cần gì phải hai cái tiên phong đây. Đào Minh hoàn toàn không nghĩ tới tiêu trần thế mà lại chọn lựa như vậy, bất quá ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, còn lại đế tôn lúc này cũng là nhao nhao mở miệng nói ra. Hai cái tiên phong cũng chưa chắc không thể, suy cho cùng cầm xuống thiên ngô đại lộ đối với chúng ta mà nói việc quan hệ trọng đại, nếu như thế, hai cái tiên phong cũng càng có thể bảo đảm không có sơ hở nào, ta cảm thấy đề nghị của tiêu trần không sai. Ta cũng cảm thấy không sai, phải biết, lần này tiến công thiên ngô đại lộ, ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại, vì lẽ đó, hợp thiên môn cũng sung làm tiên phong, ta cảm thấy không có vấn đề. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2323 Ám hố đào minh Nguồn Mê truyện audio com Chư vị đế tôn nhau nhau mở miệng, lần này bọn hắn ngược lại là rõ ràng biểu thị ra chống đỡ đề nghị của tiêu trần, mà đối với cái này, đào minh mặt đen thui, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm chư vị đế tôn nhau nhau mở miệng, lần này bọn hắn ngược lại là rõ ràng biểu thị ra chống đỡ đề nghị của Tiêu Trần, mà đối với cái này, Đào Minh mặt đen thui, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Đối với chư vị đế tôn phản ứng, Tiêu Trần kỳ thực đã sớm đoán được, đầu trước chính mình đáp ứng ở đây sung làm tiên phong, đã như thế, chư vị đế tôn vốn cũng không tốt nói thêm gì nữa, bởi vì nếu như phản đối nữa chính mình, đó đã không phải là tướng ăn có đẹp hay không vấn đề. Thứ yếu, chư vị đế tôn vốn chính là muốn phải suy yếu kiếm môn thực lực, Tất nhiên tiêu trần đáp ứng sung làm tiên phong, như vậy lại mang lên một cái hợp thiên môn, cũng không có vấn đề gì, ngược lại tổn thất cũng không phải là thực lực của bọn hắn. đã như thế, chư vị đế tôn tự nhiên không thể lại phản đối, tuy hợp thiên môn không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng mà hợp thiên môn thực lực bị suy yếu, đối với tại chỗ cái khác đế tôn cũng không quan hệ gì. Tất nhiên việc không liên quan đến mình, như vậy đám người bán tiêu trần một bộ mặt, lại có vấn đề gì đây? Cái khác đế tôn nhau nhau mở miệng biểu thị đồng ý, sau cùng đào minh dù cho một vạn cái không muốn nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, giống như tiêu trần, đào minh cũng không nguyện ý phạm vào chúng nộ. Như thế, tiếng công thiên ngô đại lộ tiên phong liền từ kiếm môn cùng hợp thiên môn động thủ, đương nhiên, phụ trách người tự nhiên là tiêu trần cùng dương trần hai vị này tông chủ rồi. Đến nỗi nói đào minh cùng quân vô nhai hai người bọn họ, vẫn như cũ cùng chư vị đế tôn một đạo, chỉ có tại tử xa tà tôn xuất hiện thời điểm mới sẽ động thủ. Một hồi tính kế lẫn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hội nghị kết thúc như vậy, đại gia lần lượt tán đi sau đó, Tiêu hiểu cùng tiêu trần một đạo, nhìn về phía tiêu trần, tiêu hiểu có chút không vui nói, những người này thật đúng là quá đáng, đều loại thời điểm này rồi, lại còn muốn phải suy yếu kiếm môn sức mạnh. Tiêu hiểu tự nhiên cũng đoán được chư vị đế tôn suy nghĩ trong lòng, mà đối với cái này, tiêu trần cũng là không quá để ý cười nói, rất bình thường, suy cho cùng ai cũng không muốn nhìn thấy đại thiên thế giới một nhà độc quyền. Thế nhưng là coi như như thế, cũng đánh bại tà đạo một phương mới được a, à, nếu là thua, cái kia đừng nói là một nhà độc quyền, toàn bộ đại thiên thế giới đoán chừng đều muốn rơi vào tà đạo võ giả trong tay nghe tiêu trần lời này tiếu hiểu bất mãn khẽ nói quân vô nhai triển lộ ra tuyệt cường thực lực nhưng mọi người lòng tin tăng nhiều đồng thời cũng làm cho không ít người sinh ra lòng kiên kỵ tiếu hiểu là thật vì tiêu trần đuổi tới bất bình bất quá cái này có biện pháp nào đây mà lại bây giờ kết quả như vậy tiêu trần cũng không phải là không thể tiếp nhận mặc dù kiếm môn lại một lần nữa sung làm tiên phong nhưng mà hợp thiên môn không phải cũng bị chính mình kéo xuống nước rồi lại nói đối với tiếp xuống tiến công tiêu trần trong lòng cũng đã có cách đối phó muốn mượn tà đạo võ giả tay tới suy yếu kiếm môn thực lực tiêu trần tự nhiên không thể nào ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ kiếm môn là tông môn của mình tiêu trần tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem kiếm môn đệ tử không công chịu chết một đường trở lại quay về chỗ ở ngay tại tiêu trần trở về chính mình cư trú tinh không hàm lúc tiếu hiểu đã rời đi mà quân vô nhai nhưng là chờ đợi ở đây chính mình thấy tiêu trần trở về quân vô nhai mỉm cười chỉ chỉ bên cạnh mình bồ đoạn nói ngồi nghe vậy tiêu trần cũng không có khiêm nhường đặt mông ngồi ở quân vô nhai bên cạnh mà quân vô nhai cũng là tự tay vì tiêu trần rót một chén nước trà ngay sau đó mới chậm rãi nói ngươi không trách ta quân vô nhai rõ ràng là tại nói mới trong hội nghị sự tình mới tại trong hội nghị quân vô nhai đối mặt chư vị đế tôn cũng không có bất kỳ cái gì phản bác mà là đem tất cả mọi chuyện đều giao cho tiêu trần lúc này nghe lời này tiêu trần ngược lại là sao cũng được cười nói ta biết sư phụ tính tình cũng biết tại vừa rồi dưới tình huống đó sư phụ nếu là nói lời phản đối khó tránh khỏi để những người khác đế tôn lòng sinh chống đối cảm thấy sư phụ là lấy thế đè người Tiêu Trần đích xác không có trách cứ quân vô nhai ý tứ, thậm chí liền quân vô nhai phía trước vẫn giấu kín thực lực, Tiêu Trần đều không có chút nào trách cứ. Mà nghe Tiêu Trần lời này, quân vô nhai cũng là khẽ mỉm cười nói, lấy vi sư thực lực, kỳ thực đích thật là có thể diệt sát đào minh, giúp ngươi dễ như trở bàn tay hủy diệt hợp thiên môn, bất quá bởi như vậy, kiếm môn thì ít đi nhiều một khối đá mài đao. Nhớ kỹ, kiếm môn tông chủ là ngươi, mà kiếm môn có thể trưởng thành đến mức nào? cũng đều quyết định bởi ngươi một cái tùy tiện liền thành công tông môn chú định là không thể nào lâu dài minh bạch chưa Quân vô nhai mở miệng nói ra, nghe vậy, tiêu trần cũng minh bạch hắn ý tứ, nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Kỳ thực quân vô nhai từ đầu đến cuối không có chém giết đạo minh, vì chính là giữ lấy hợp thiên môn để rèn luyện kiếm môn, bất quá long uyên chết, đoán chừng quân vô nhai chính mình cũng không nghĩ tới. Suy cho cùng quân vô nhai dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không được thần, không có biết trước năng lực. Nói xong những cái này, quân vô nhai sau cùng trịnh trọng nhìn nói với tiêu trần, buông tay đi làm đi, bất kỳ cái gì sự tình vi sư đều sau lưng ngươi. Tiêu Trần hiểu rất rõ quân vô nhai tính cách, quân vô nhai đồng dạng cũng rất hiểu Tiêu Trần tính cách, Tiêu Trần là một cái tuyệt đối không chịu thua thiệt người, coi như là ăn phải cái lỗ vốn, cũng không khả năng sẽ không có một chút biểu thị. Vì lẽ đó, dù cho hôm nay tại trong hội nghị, kiếm môn bị cái khác đế tôn nhầm vào, nhưng mà, theo quân vô nhai, Tiêu Trần rõ ràng là không thể nào ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, trong lòng của hắn chắc chắn cũng tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ rồi, nghe quân vô nhai lời này, Tiêu Trần cũng làm mỉm cười, ngay sau đó gật đầu đáp, vẫn là sư phụ giải ta à tiêu trần hoàn toàn chính xác đã là có đối sách mà lại lần này nhất định phải hung hăng hố một cái hợp thiên môn cũng liền tại tiêu trần cùng quân vô nhai hai người nói chuyện thời điểm một bên khác đồng dạng trở lại quay về chỗ ở đào minh lúc này cũng là tại cùng đệ tử của mình dương trần ngồi vây chung một chỗ bởi vì tiến vào viêm phong giới thời điểm hợp thiên môn là phụ trách đoạn hậu vì lẽ đó dương trần cũng không nhìn thấy quân vô nhai đại sát tứ phương hình ảnh mà đào minh cũng không có giấu giếm đem quân vô nhai thực lực chân chính đúng sự thật nói cho dương trần đáng chết quân vô nhai hắn lừa tất cả mọi người, lão già này vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, phía trước bản tọa vẫn cảm thấy, coi như không địch lại quân vô nhai, ít nhất cũng có thể cùng chúng chống lại một hai, nhưng là bây giờ xem ra, bản tọa căn bản liền không phải là đối thủ của quân vô nhai, quân vô nhai đúng sự thật thật muốn giết chính mình, bản tọa thậm chí ngay cả chạy trốn khả năng cũng không có. Cũng không có cố kỵ cái gì mặt mũi, Đào Minh thực sự cầu thị nói, đến lúc này, nếu là còn muốn đi băng khoăn cái gì cái gọi là mặt mũi, cái kia Đào Minh liền thật sự ngu xuẩn. Quân vô nhai thực lực vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người vì lẽ đó đào minh nhất định muốn nhường dương trần đối với kiếm môn có một cái nặng nhận thức mới trước đây những ý nghĩ kia không thể lại có nhất định muốn làm ra thay đổi bởi vì đào minh căn bản liền không phải là đối thủ của quân vô nhai một khi hợp thiên môn cùng kiếm môn lại lần nữa bộc phát xung đột như vậy đào minh căn bản là ngăn không được quân vô nhai không thể giống như phía trước như thế sau này muốn đối phó kiếm môn nhất định muốn đổi một cái loại phương thức phương pháp bởi vì từ trên thực lực đến xem hợp thiên môn rõ ràng đã không phải là đối thủ của kiếm môn, nhất là tại song phương đế tôn ở giữa, có to lớn thực lực sai biệt. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2324 Hợp tác xuất kích Nguồn Mê truyện audio com Nghe Đào Minh một phen giận mắng, Dương Trần sắc mặt cũng là cực kỳ đặc sắc, cho tới nay, Dương Trần đều lấy hủy diệt kiếm môn, chém giết tiêu trần làm mục tiêu, tại dương trần tâm lý đối với kiếm môn cùng tiêu trần hận ý cũng sớm đã là tới cực hạn nhưng là bây giờ đào minh thế mà nói với mình quân vô nhai đã một chân bước ra đế tôn cấp độ dù hắn cũng không phải là đối thủ của quân vô nhai thậm chí ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có tin tức như vậy đối với dương trần tới nói không thua gì một đạo trời trong phích lịch nhưng cả người hắn đều tự như quả cầu da xì hơi đồng dạng vô luận như thế nào đều muốn hủy diệt kiếm môn mà lại coi như dương trần có thể bỏ xuống trong lòng thù hận thế nhưng là tiêu trần đây tiêu trần sẽ bỏ qua hợp thiên môn sao hiện nay bởi vì tà đạo võ giả xuất thế đại địch trước mặt tiêu trần đằng không xuất thủ thế nhưng là một khi giải quyết tà đạo võ giả tiêu trần chẳng lẽ còn sẽ tùy ý hợp thiên môn nhảy nhót cho nên nói bất luận dương trần có nguyện ý hay không đều nhất định muốn cùng tiêu trần là địch bởi vì hai người sớm đã không có hóa thù thành bạn khả năng trong lòng đồng dạng tại không ngừng giận mắng bất quá hiện nay quân vô nhai giống như là một tòa núi lớn đặt ở hợp thiên môn đỉnh đầu lúc nào cũng có thể nhường hợp thiên môn cho một mồi lửa một phen quát mắng sau đó đào minh rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại trong mắt lập lòe ánh sáng âm lãnh nói bất luận như thế nào chúng ta bây giờ mấu chốt nhất cũng là muốn không ngừng suy yếu kiếm môn sức mạnh mượn tà đạo võ giả tay, đem kiếm môn đánh cho tàn phế đã thương vì lẽ đó lần này tiến công thiên ngô đại lộ người biết phải làm sao sao tiến công thiên ngô đại lộ hợp thiên môn cùng kiếm môn đồng dạng đều là tiên phong nghe đào minh lời này dương trần gật đầu nói ta biết dương trần tự nhiên biết muốn làm thế nào tốt nhất là có thể mượn tà đạo võ giả tay, trực tiếp đem tiêu trần chém giết, như thế liền hoàn mỹ. Chỉ nếu không có tiêu trần, lấy quân vô nhai tính tình, đoán chừng căn bản liền sẽ không lại tại kiếm môn qua dừng lại lâu, đến lúc đó không còn tiêu trần, không còn quân vô nhai kiếm môn, còn có cái gì uy hiếp đây? Sư đồ hai người bên này tại tính toán tiêu trần, mà một bên khác, tiêu trần cũng là đã sớm có kế sách. Sớm định ra sáng sớm ngày mai liền hướng thiên ngô đại lộ tiến quân, mà xem như tiên phong kiếm môn cùng hợp thiên môn, Tự nhiên là người đầu tiên xuất phát rồi, bọn hắn nhất thiết phải dẫn đầu đánh vào Thiên Ngô Đại lộ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hợp Thiên môn cùng Kiếm môn sở thuộc tinh không hạm chính là chậm trải động, hướng về Thiên Ngô Đại lộ bước đi. Bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Kiếm môn bên này, thế mà chỉ vẹn vẹn có hai chiếc tinh không hạm. Hợp Thiên môn một phương, Dương Trần đều vận dụng hai mươi chiếc tinh không hạm, phía trên đều là Hợp Thiên môn đệ tử, nhân số chừng bảy, tám vạn người, mà Tiêu Trần bên này thì sao, chỉ là hai chiếc hơn nữa nhìn nhân số, giống như cũng cũng không nhiều. Đối với tiêu trần phương pháp làm, Dương Trần tự nhiên là không đồng ý, trực tiếp ngăn lại tiêu trần chỗ tinh không hạm, trạm trên bông thuyền, Dương Trần nhìn về phía tiêu trần lạnh giọng quát lên. Tiêu trần ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Nghe vậy, tiêu trần một mặt nghi ngờ hỏi. Ngươi đừng đánh trống lãng, chúng ta hai tông cùng là tiên phong, thế nhưng là ngươi thế mà chỉ phái ngần ấy người, chẳng lẽ coi chúng ta đều là kẻ ngu hay sao? Thấy thế, Dương Trần lúc này lạnh giọng quát lên. Tiêu Trần chỉ phái ra hai chiếc tinh không hàm, cái này rõ ràng là qua loa cho xong, cũng khó trách Dương Trần sẽ tức giận như thế rồi, vốn là lần này liền định mượn tà đạo võ giả tay suy yếu kiếm môn thực lực, thế nhưng là Tiêu Trần chỉ phái điểm này trước mặt người khác đi, cái kia còn thế nào xử lý. Kèm theo Dương Trần lời này, một mực chú ý nơi này chư vị đế tôn cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, suy cho cùng Tiêu Trần làm như thế xác thực là có hơi quá. Bất luận lần này kiếm môn lại lần nữa sung làm tiên phong, là bởi vì tại sao nguyên nhân, nhưng mà như là đã tiếp nhận nhiệm vụ này, vì đại cục suy nghĩ, tiêu trần cũng không nên rõ ràng như thế qua loa cho xong a à, nói trắng ra là nếu như chỉ là phái ra hai chiếc tinh không hạm cái kia kiếm môn cái này tiên phong có hay không trên cơ bản đều có thể hoàn toàn không hề khác gì nhau đối với tiêu trần phương pháp làm chư vị đế tôn đều là có chút bất mãn bất quá rất nhanh tiêu trần chính là mở miệng nói ra thực sự là một kẻ ngu ngốc ngươi cho rằng ta đây là tại qua loa cho xong làm dáng một chút chẳng lẽ không đúng sao dương trần quát lên trận to mắt chó của ngươi cho ta xem tin tường. Tiêu Trần nói. Kèm theo Tiêu Trần tiếng nói, liên thủ kiếm môn tinh không trên hàm, từng người từng người kiếm môn cường giả lần lượt đi tới trên bông thuyền, sớm nhất, tàng hình phó tông toàn viên đến đông đủ, thứ yếu, kiếm môn kiếm thủ trưởng lão, trưởng lão, thập đại kiếm si đệ tử, cơ hồ có thể nói, kiếm môn ngộ cảnh tu vi trở lên cường giả, toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Đem kiếm môn tất cả ngộ cảnh trở lên cường giả đều mang theo, đã như thế, Tiêu Trần mặc dù chỉ xuất động hai chiếc tinh không hàm, nhân số cũng bất quá chỉ là hai vạn người, thế nhưng là luận chất lượng, nhưng lại xa xa muốn vượt qua hợp thiên môn. Bởi vì nhìn một chút Dương Trần mang đến những người này, có tám thành đều là hợp thiên môn phổ thông đệ tử, chỉ cảnh cấp phó tông khác chủ, càng là chỉ có hai người, còn lại đạo cảnh cùng ngộ cảnh cường giả, số lượng cũng không nhiều. Có thể nói, Tiêu Trần cùng Dương Trần hoàn toàn chính là hai thái cực, Tiêu Trần đi là tinh anh con đường, nhân số không nhiều, nhưng chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường, mà hợp thiên môn đây, Dương Trần mang đều là hợp thiên môn phổ thông đệ tử, chân chính hợp thiên môn cường giả, tinh nhuệ, Dương Trần cũng không có mang đến bao nhiêu nhìn xem dương trần sắc mặt không ngừng biến hóa tiêu trần biểu môi nói bây giờ ta ngược lại còn cảm thấy ngươi có phải hay không tại qua loa cho xong ngươi hợp thiên môn cường giả đây làm sao lại chỉ có ngần ấy những người khác như thế nào không cùng lúc tiêu trần có thể nói là đem kiếm môn tất cả lực lượng tinh nhuệ đều mang theo đã như thế chư vị đế tôn sắc mặt rõ ràng dễ nhìn không ít mặc dù lần này kiếm môn người xuất động số không nhiều nhưng chất lượng cũng rất cao đem hai cùng so sánh ngược lại là dương trần càng giống là qua loa cho xong làm dáng một chút rồi suy cho cùng hợp thiên môn cường giả có thể là căn bản không gặp bao nhiêu a à. đối với cái này dương trần trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì chỉ có thể lạnh trên một tiếng theo sau chính là hạ lệnh xuất phát hướng về thiên ngô đại lộ bước đi nhìn xem dương trần rời đi thời điểm bóng lưng tiêu trần khóe miệng dần dần phát họa ra một cái tia cười lạnh dương trần đang suy nghĩ gì tiêu trần lại há có thể không biết chỉ bất quá lần này đoán chừng muốn cho Dương Trần thất vọng. Muốn muốn mượn tà đạo võ giả tay tới suy yếu kiếm môn thực lực, cũng không biết sau cùng đến tột cùng là ai ăn thiệt thòi. Không nói nhảm, Tiêu Trần cũng là trực tiếp hạ lệnh xuất phát, rất nhanh, hai đạo tông môn chính là biến mất ở trong tinh không, sau đó, Đao Tông, Nguyệt Cung, Thiên Âm Lâu, Thiên Sách Phủ những tông môn khác cường giả cũng là lần lượt xuất phát, theo sát tại hợp thiên môn cùng kiếm môn sau đó. Tiểu đệ, ngươi trong hồ lô đến tột cùng tại mua bán thuốc gì? biết rất rõ ràng bọn hắn muốn mượn tà đạo võ giả tay suy yếu lực lượng của chúng ta, ngươi vì cái gì còn chỉ đem ngần ấy người đi, mà lại toàn bộ đều là kiếm môn tinh nhuệ, nếu như tổn thất quá lớn, cái kia đối kiếm môn đã kích cũng không nhỏ. Trong khoang thuyền, Long Thanh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Trần nói, càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2325 Một lên bên trên Nguồn Mê truyện audio.com Dương Trần tính toán cho dù ai đều thấy rõ ràng, mà đối với cái này, Tiêu Trần chẳng những không có phản đối, càng giống là không có phòng bị đồng dạng, không vẹn vẹn mang theo chỉ là hai, ba vạn người, hơn nữa còn đều là kiếm môn tinh nhuệ, tu vi không có một cái nào là thấp hơn ngộ cảnh cấp độ. Phải biết, những người này có thể nói chính là kiếm môn trụ cột, nếu là bọn họ chết sạch, cái kia kiếm môn đoán chừng cũng liền xong rồi, không thấy vừa rồi Dương Trần một câu nói đều không nói thì trực tiếp hạ lệnh xuất phát sao, rất rõ ràng, hắn lúc này trong lòng đoán chừng đã sớm vui nở hoa rồi. Cũng thế, Tuy tiêu trần mang người thiếu, thế nhưng là những người này đều là tinh nhuệ a, à, nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ đều lưu lại Thiên Ngô đại lộ, cái kia kiếm môn chẳng khác nào ném đi nửa cái mạng. Theo lý thuyết, tiêu trần cũng cần phải giống như Dương Trần Đồng Dạng, mang nhiều một chút phổ thông đệ tử đến, bởi vì bọn hắn cho dù chết, đối với kiếm môn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, cùng lắm thì kêu thêm thu một nhóm đệ tử mới là được rồi. Nghe Long Thanh lời này, tiêu trần thản nhiên nói, nhị tỷ cảm thấy ta phải cùng Dương Trần Đồng Dạng, đều mang phổ thông đệ tử, như thế có thể tránh cho kiếm môn thương vong phải không? Chẳng lẽ không đúng sao sao? Nghe vậy, Long Thanh nói. Long Thanh lời nói hoàn toàn chính xác có chính mình đạo lý, mà lại, người bình thường đối mặt cục diện như vậy, chắc chắn cũng có thể như vậy lựa chọn, nhưng mà, Tiêu Trần lại không đồng dạng, liền thấy Tiêu Trần lắc đầu nói. Ta thừa nhận nhị tỷ nói có đạo lý, bất quá cứ như vậy chẳng phải là muốn hy sinh vô ích những đệ tử bình thường kia rồi. Mặc dù bọn hắn là kiếm môn tầng dưới chót đệ tử, thế nhưng là để bọn hắn không công chịu chết, nhị tỷ không cảm thấy làm lòng người rét lạnh sao có thể là như thế này làm, ít nhất có thể đủ kiếm môn thực lực. Đối với cái này, Long Thành cũng không phủ nhận, bất quá vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình, dù cho là những cái này phổ thông đệ tử hy sinh vô ích, thế nhưng là sau cùng lại có thể mức độ lớn nhất kiếm môn thực lực, hai tướng kỳ hại lấy hắn nhẹ, Long Thành cũng không cảm thấy mình có lỗi gì. Thế nhưng là thân ta là kiếm môn tông chủ, biết rõ là chết, còn để bọn hắn đến đây, chính ta liền qua không được chính ta cửa này, tất nhiên gia nhập kiếm môn, như vậy bất luận thực lực làm sao, liền đều là ta tiêu trần người nhà, ta sẽ không để bọn hắn vô ích đi chịu chết. Nói xong, Tiêu Trần cũng là đem ý nghĩ của mình đúng sự thật nói cho Long Thanh bọn hắn, mà lại, đối với tiếp xuống đám người cần thiết việc cần phải làm, Tiêu Trần cũng là không giữ lại chút nào nói cho đám người. Vừa bắt đầu còn không hiểu Tiêu Trần phương pháp làm, bất quá tại nghe thấy Tiêu Trần lời nói này về sau, Long Thanh đám người đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là rất nhanh lấy lại tinh thần, nở nụ cười nhìn về phía Tiêu Trần nói, tiểu đệ, ngươi phát hiện ngươi thực sự là biến thành xấu. Không có cách, cái này cũng là bị buộc, lần này ta ngược lại thật ra muốn cho Dương Trần xuất ra đại giới một lần. Đối với cái này, Tiêu Trần không lắm để ý cười nói. Đối với Tiêu Trần kế hoạch, Long Thành đám người là giơ hai tay đồng ý, không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà hư hỏng như vậy, hoàn toàn đem Dương Trần cho đi mưu hại. Còn không biết mình sớm đã bị Tiêu Trần tính toán, lúc này Dương Trần, đúng như là cùng Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Ha ha, cái này Tiêu Trần đơn giản chính là một thằng ngu, thế mà đem kiếm môn tất cả tinh nhuệ đều mang ra ngoài, lần này nếu là có thể đem những người này toàn bộ lưu lại thiên ngô đại lộ, cái kia kiếm môn chẳng khác nào là triệt để phế đi. Trong khoang thuyền, Dương Trần cười vang nói. Vốn cho rằng Tiêu Trần cũng giống như mình, chỉ sẽ phái ra phổ thông đệ tử, nhưng mà ai muốn đến, Tiêu Trần người mang tới, thế mà toàn bộ đều là kiếm môn tinh nhuệ, tu vi tất cả đều là tại ngộ cảnh trở lên. Trước mắt phản phất đã thấy kiếm môn suy bại hình ảnh, Dương Trần trong lòng đơn giản chính là vô cùng sảng khoái. Đối mặt tâm tình thật tốt Dương Trần, một bên hai tên hợp thiên môn phó tông chủ cũng là mặt lộ nụ cười, hoàn toàn chính xác, tiêu trần lần này thật là cho hợp thiên môn một niềm vui vô cùng to lớn. Song phương một đường hướng về thiên ngô đại lộ mở ra, rất nhanh, thiên ngô đại lộ đã là gần ngay trước mắt, mặc dù lần trước bởi vì quân vô nhai cùng tử xà đám người đại chiến, thiên ngô đại lộ cơ hồ đều muốn bị đánh nát, thế nhưng là như trước vẫn là có quá nửa diện tích giữ lại. Xa xa đã có thể nhìn thấy thiên ngô đại lộ hình dáng, đứng trên bông thuyền, dương trần mặt lộ nụ cười nói, đến rồi, kiếm môn chúng cường giả phần mộ phải đến, chờ bản tọa bây giờ liền đi cùng tiêu trần thương nghị một phen ha ha hưng phấn cười ngay sau đó dương trần chính là chủ động tới đến tiêu trần chỗ tinh không hạm mà đối với cái này tiêu trần cũng là không có làm khó đem dương trần mời đến trong khoang thuyền hai người ngồi đối diện nhau dương trần mặc lộ nụ cười nói tiêu trần phía trước hai chúng ta tông đích thật là có chút hiểu lầm chẳng qua hiện nay đại địch trước mặt ta vẫn là hy vọng có thể thả xuống ngăn cách chung sức hợp tác suy cho cùng bất luận làm sao Ta đạo võ giả mới là lúc này chúng ta địch nhân lớn nhất dương trần chủ động mảy may mục đích cũng là bỏ đi tiêu trần phòng bị đối với cái này tiêu trần đồng dạng cười theo nói ngươi nói không sai trước kia thù hận tạm thời để qua một bên trước tiên giải quyết tà đạo võ giả lại nói tốt tiêu trần huynh quả nhiên rõ lý lẽ đến vì sự hợp tác của chúng ta càng một chén nghe vậy dương trần chủ động nâng ly mời rượu đối với cái này tiêu trần tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt hai người đầy uống một ly sau đó dương trần rốt cục nói thẳng vào vấn đề tiêu trần huynh thiên ngô đại lộ đã thấy ở xa xa tiếp xuống chính là đệ nhất chiến, ta xem tiêu trần huynh lần này mang tới đều là kiếm môn tinh nhuệ, không bằng từ tiêu trần huynh chủ công, ta hợp thiên môn ở một bên phối hợp tác chiến, làm sao? Dương Trần tự nhiên là hy vọng tiêu trần chủ công, đến nỗi hợp thiên môn tới phối hợp tác chiến, như vậy, đơn giản chính là hư không thể lại giả dối, hận không thể kiếm môn cường giả toàn bộ chết ở thiên ngô đại lộ, hợp thiên môn làm sao có thể cũng sẽ phối hợp tác chiến đây. Mà đối với cái này, tiêu trần vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó nghe Dương Trần lời này, tiêu trần lúc này liền là giả bộ giận dữ nói, dương trần tất nhiên muốn chung sức hợp tác những cái này thủ đoạn nhận không ra người tốt nhất ít một chút để cho ta kiếm môn chủ công ngươi cho rằng ta là đứa trẻ ba tuổi sao ta xem không nếu như để cho ngươi hợp thiên môn chủ công ta kiếm môn ở một bên phối hợp tác chiến làm sao tiêu trần giả bộ giận dữ thấy thế dương trần cũng là vội vàng cười theo nói tiêu trần huynh bớt giận ta không phải là ý tứ này hừ đó là ý gì dương trần ngươi chẳng lẽ không biết lần này ta mang tới đều là kiếm môn tinh nhuệ nhân số vốn lại ít để chúng ta chủ công, đây chẳng phải là tương đương tự tìm đường chết, suy cho cùng mảnh hổ cũng khó chống lại đàn sói. Nghe vậy, Tiêu Trần lạnh trên một tiếng nói. Tiêu Trần bộ mặt tức giận, thấy thế, Dương Trần trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh, từ vừa mới bắt đầu Dương Trần liền không nghĩ tới muốn cho Tiêu Trần chủ công, bởi vì hắn biết, Tiêu Trần cũng không phải người ngu, căn bản cũng không khả năng đáp ứng chủ động, lúc này nhìn xem nổi giận bên trong Tiêu Trần, Dương Trần nhìn như là nhượng bộ một bước nói. Đã như vậy, Tiêu Trần huynh, không bằng chúng ta hai tông cùng nhau chủ công làm sao? vốn là chúng ta đều là tiên phong, ai chủ công ai phối hợp tác chiến đều không thể nào nói nổi, như thế, không bằng chúng ta cùng nhau chủ công, cùng nhau xuất thủ, như vậy ai cũng không mất mát gì, tiêu trần huynh nghĩ như thế nào. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2326 lẫn nhau tính toán. Nguồn: Mê truyện audio.com. Dương Trần đề nghị từ song phương cùng nhau chủ công, nghe lời này, Tiêu Trần sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút nói, nếu như thế, vậy cứ như vậy đi. Dương Trần đề nghị từ song phương cùng nhau chủ công, nghe lời này, Tiêu Trần sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút nói, nếu như thế, vậy cứ như vậy đi. Mặt ngoài, Tiêu Trần giống như như trước vẫn là có chút chính xác, bất quá ở trong lòng, Tiêu Trần cũng là cũng sớm đã cười nở hoa rồi. Song phương đồng thời chủ công, đây là tiêu trần vừa bắt đầu liền kế hoạch tốt mà lại tiêu trần cũng có thể chắc chắn dương trần nhất định sẽ đáp ứng bất quá dương trần lại còn chủ động đưa ra vừa vặn trúng tiêu trần ý muốn chung nhau gánh chịu chủ công nhiệm vụ cứ như vậy dương trần liền triệt để đã rơi vào tiêu trần cái bẫy chỉ tiếc lúc này dương trần còn không biết chút nào thấy tiêu trần gật đầu đồng ý dương trần còn nở nụ cười nói tốt cứ quyết định như vậy đi cùng tiêu trần thương nghị xong việc tình song phương ước định cẩn thận chờ đến thiên ngô đại lộ sau đó liền cùng nhau khởi xướng tiến công ngay sau đó, Dương Trần cáo từ, quay trở về hợp thiên môn tinh không hạm, nhìn xem Dương Trần bóng lưng rời đi, Tiêu Trần mặt lộ cười yếu ớt nhẹ giọng nỉ non nói, cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Hai người đều có các tính toán, Tiêu Trần bên này trong lòng cười lạnh, mà trở về nhà mình tinh không hạm Dương Trần, càng là không nhìn được lên tiếng phá lên cười. Ha ha, xem ra ta đánh giá quá cao cái này Tiêu Trần rồi, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế ngu xuẩn, ha ha. Dương Trần thoải mái cười to, mà một bên hai tên hợp thiên môn phó tông chủ nhưng là mở miệng hỏi, tông chủ chuyện gì cao hứng như thế a à? đối mặt hai người hỏi thăm dương trần liền đem vừa rồi chính mình cùng tiêu trần nói chuyện đúng sự thật nói cho hai người cuối cùng dương trần còn vừa cười vừa nói các ngươi nói cái này tiêu trần có phải là ngốc hay không khả ái a à? lần này hắn mang tới toàn bộ đều là kiếm môn tinh nhuệ mà chúng ta người mang tới tất cả đều là phổ thông đệ tử đồng thời gánh chịu chủ công nhiệm vụ coi như là đồng dạng thương vong cũng rõ ràng là chúng ta hợp thiên môn chiếm tiện nghi thậm chí coi như là thương vong của chúng ta càng lớn cũng không quan việc quan trọng bất quá tiêu trần có thế lại khác biệt, nó mang tới những người kia, đều là kiếm môn trụ cột A. Khi sợ sẽ là chết một cái, đối với kiếm môn tới nói đều là tổn thất khổng lồ, ha ha. Dương Trần trong lòng cao hứng không gì sánh được, hắn thấy, tiêu trần căn bản cũng không có mảy may phòng bị đã trúng tính rồi, tiếp xuống, chính mình chỉ cần thật tốt nhìn xem kiếm môn tử thương là được rồi. Nghe Dương Trần lời này, cái này hai tên hợp thiên môn phó tông chủ cũng là đồng dạng mặt lộ nụ cười nói, tông chủ anh Minh dùng phổ thông đệ tử cùng kiếm môn cường giả đi đổi tử thương, cái này hiển nhiên là hợp thiên môn kiếm, chỉ bất quá, tiêu trần thật sự sẽ để cho Dương Trần như ý sao. Dương Trần phản phất đã thấy kiếm môn tử thương thảm trọng hình ảnh, đang mừng rỡ trong đó, mà tiêu trần lúc này cũng là tại làm sao cùng tôn ti, đem hiên viên lăng, long thanh, tàn hình đám người triệu tập cùng một chỗ, kỹ càng giảng thuật kế hoạch của mình, đồng thời nói cho đám người hẳn là chú ý hạng một công việc cũng liền tại tiêu trần cùng dương trần mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hướng về thiên ngô đại lộ tiến lên thời điểm một linh tông trong đại điện tử xa tà tôn cũng là đã biết đại thiên thế giới chuẩn bị đối với thiên ngô đại lộ khởi xướng tấn công tin tức chỉ bất quá biết được tin tức này sau đó tử xa tà tôn lại cũng không có có chút quả nhiên như chúng ta sở liệu đại thiên thế giới mục tiêu thứ nhất thực sự là thiên ngô đại lộ nếu như thế liền có thể dựa theo kế hoạch tiến hành viêm đồng đang bế quan dưỡng thương vì lẽ đó cũng không có phát hiện thân tử xa lúc này nhìn về phía tại chỗ cái khác tà tôn cười nói không sai tại thiên ngô đại lộ tận khả năng kiềm chân đại thiên thế giới thế công, vì tà thần đại nhân tranh thủ thời gian. Nghe vậy, một bên xích mị vừa cười vừa nói. Phía trước liền đã ngờ tới đại thiên thế giới mục tiêu thứ nhất địa chỉ rất có thể chính là thiên ngô đại lộ, suy cho cùng thiên ngô đại lục là khoảng cách không gian thông đạo gần nhất một tòa đại lục. Cũng không có tử thủ thiên ngô đại lộ dự định, bất quá, chư vị tà tôn ý tứ, cũng là lợi dụng thiên ngô đại lộ tới kéo dài thời gian, vì lẽ đó, lúc này ở thiên ngô trên đường lớn, cũng là tụ tập số lượng đông đảo tà đạo võ giả, những cái này tà đạo võ giả nhiệm vụ cũng không phải tử thủ thiên ngô đại lộ mà là hết khả năng kéo dài thời gian vừa đánh vừa lui đương nhiên tận cố gắng lớn nhất tiêu diệt đại thiên thế giới một phương sinh lực cũng là cần thiết còn không biết chư vị tà tôn dự định mà lúc này tiêu trần cùng dương trần đã là đi tới thiên ngô đại lộ bên ngoài nhìn lên trước mặt thiên ngô đại lộ song phương đều là mang người tới trên bông thuyền lúc này dương trần nhìn về phía tiêu trần cười nói tiêu trần huynh bây giờ liền động thủ tự nhiên nghe vậy tiêu trần gật đầu nói ân ừ, vậy thì động thủ đi cùng nhau tiến công nghe vậy dương trần nụ cười trên mặt không giảm nói giống như căn bản cũng không có phát hiện dương trần quỷ kế đồng dạng ngay sau đó hợp thiên môn cùng kiếm môn cường giả đồng thời động thủ nhảy xuống tinh không hàm trực tiếp hướng về thiên ngô đại lộ công tới tiêu trần cùng dương trần tự nhiên cũng là tại trong đội ngũ mắt thấy tiêu trần quả nhiên không có lừa gạt mình đích thật là dốc toàn bộ lực lượng, nghiễm nhiên chính là một bộ tấn công trạng thái, Dương Trần trong lòng đơn giản chính là đại hỷ quá đổi, giờ khắc này, Dương Trần trong lòng sau cùng một vẻ lo âu cũng biết triệt để tiêu tán. Chỉ cần cùng tà đạo võ giả đưa trước tay, Dương Trần liền không sợ Tiêu Trần lại lừa gạt mình, vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, Dương Trần cũng là buông xuống trong lòng hơn phân nửa phòng bị, thậm chí còn hưng phấn cao thận quát lên, giết. Nghe Dương Trần lời này, hợp thiên môn đông đảo đệ tử cũng là nhau nhau hướng về thiên ngô đại lộ phóng đi, cùng lúc đó, thiên ngô trên đường lớn sớm liền ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch đông đảo tà đạo võ giả đối mặt kiếm môn cùng hợp thiên môn công kích cũng không có lựa chọn lui bước mà là trực tiếp chạy ra đón chào tất nhiên muốn kéo dài thời gian tự nhiên không thể nào trực tiếp rút lui nhất định phải là muốn chiến bên trên một trận chiến dương trần trong lòng âm thầm hưng phấn phản phất đã thấy kiếm môn tử thương thảm trọng kết quả kèm theo song phương giao thủ kiếm môn mấy chục ngàn người này rất nhanh liền bị tà đạo võ giả bao vây lần này kiếm môn nhân số vốn lại ít lúc này hiển nhiên là bị triệt để vây quanh thấy thế dương trần càng là trong lòng đại định hận không thể ngửa mặt lên trời gào to một tiếng ha ha tiêu trần ngươi tên ngu ngốc này chỉ bất quá dương trần rất cuối cùng vẫn là nhìn được bởi vì lúc này hiển nhiên là không thích hợp nói như vậy song phương đại đánh nhau mà dương trần bởi vì dần dần buông xuống trong lòng phòng bị hắn cũng không có phát hiện lúc này kiếm môn đám người tại chiến đấu đến nổi từ từ chia làm khác biệt tiểu đội bắt đầu chậm rãi hướng hợp thiên môn đệ tử tới gần vốn chỉ là bao vây kiếm môn một phương tà đạo võ giả, kèm theo kiếm môn di động, dần dần liên hợp thiên môn đông đảo đệ tử đều bao vây lại. Hoàn toàn không có phát hiện biến hóa này, đương nhiên, kiếm môn đám người động tác cũng rất cẩn thận, cũng không có lộ ra chân tướng gì. Nhìn xem vẫn như cũ đắm chìm trong sự hưng phấn dương trần, chém dết một cái tà đạo võ giả sau đó, Long Thanh cười lạnh đối với một bên tiêu trần nói, gia hỏa này, bây giờ còn tưởng rằng là chúng ta trúng kế rồi, ngươi nhìn hắn biểu tình kia, còn kém trực tiếp cất tiếng cười to đi ra rồi càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2227 Dương Huynh Bảo Trọng Nguồn Mê truyện audio com Nhìn xem Dương Trần nở nụ cười, Long Thành không che giấu chút nào trong mắt mình vẻ khinh bỉ, nghe lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói, yên tâm, hắn cao hứng không được bao lâu. Dương Trần không phát hiện chút nào đến có một chút không đúng, cũng không có ý thức được, lúc này không chỉ là kiếm môn, liền hắn hợp thiên môn đệ tử cũng là bị tà đạo võ giả bao vây. đồng thời, theo càng ngày càng nhiều tà đạo võ giả chạy đến, vòng vây cũng là càng ngày càng kiên cố. song phương chiến đấu kịch liệt, nhìn kiếm môn tư thế, giống như thực sự là là muốn cùng tà đạo võ giả quyết nhất tử chiến đồng dạng. bất quá theo thời gian trôi qua, có một cái hợp thiên môn phó tông chủ cũng là cuối cùng phát hiện không đúng, một đường dết tới dương trần bên cạnh, nhỏ giọng đối với dương trần nói: tông chủ, tình huống có chút không đúng a, à, chúng ta cũng bị bao vây hả nghe tên này phó tông chủ dương trần liếc mắt nhìn trên sân chiến cuộc trong lúc nhất thời chân mày hơi nhíu lại hoàn toàn chính xác lúc này không chỉ kiếm môn đám người bị bao vây hợp thiên môn đông đảo đệ tử cũng là bị tà đạo võ giả bao vây cục diện mặc dù rất loạn nhưng mà lúc này tà đạo võ giả cũng là tạo thành một vòng vây đem kiếm môn cùng hợp thiên môn người đều bao vây ở bên trong dương trần lúc này tự nhiên không biết sở dĩ tà đạo võ giả có thể dễ dàng như vậy liền tạo thành như vậy một cái vòng vây to lớn trong đó có hơn phân nửa công lao là kiếm môn cường giả cái gọi là nếu không phải kiếm môn cường giả tận lực hướng hợp thiên môn đệ tử tới gần cố ý lưu thủ cấp đủ tà đạo võ giả tạo thành vòng vây cơ hội lớn như vậy một vòng vây rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế tạo thành mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào xác định nhưng mà dương trần trong lòng chung quy có một loại dự cảm xấu trong lòng mơ hồ cảm thấy tiêu trần chắc chắn có âm mưu gì chỉ bất quá tùy ý dương trần nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến tiêu trần đến tột cùng có âm mưu gì, bởi vì lúc này không chỉ là hợp thiên môn đệ tử, kiếm môn cường giả cũng thân hãm trong vòng vây A, tiêu trần cũng không có làm đến chỉ lo thân mình. Chẳng lẽ tiêu trần muốn cùng ta ngọc thạch câu phần? Nghi ngờ trong lòng nói, bất quá rất nhanh, dương trần chính là lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này của mình, không thể nào. Tại dương trần xem ra, tiêu trần tuyệt đối không thể có thể sử dụng kiếm môn tất cả tinh nhuệ tới cùng mình ngọc thạch câu phần bởi vì dù cho đến sau cùng chính mình mang tới những cái này phổ thông đệ tử toàn bộ chết sạch hợp thiên môn tổn thất cũng xa xa không có kiếm môn tới trầm trọng bởi vì coi như những cái này phổ thông đệ tử toàn bộ chết sạch nhân số chết nhiều hơn nữa thế nhưng là hợp thiên môn tinh nhuệ vẫn còn trụ cột vẫn còn nhưng mà kiếm môn khác biệt một khi những cái này kiếm môn cường giả chết hết kiếm môn chẳng khác nào chỉ còn lại một cái xác rỗng rồi giống như là ngươi dùng đồ sứ dây vào nhân gia mảnh ngói, dù cho kết quả cuối cùng đều là phá toái, nhưng nhất định là mảnh ngói chiếm tiện nghi a, à. Dương Trần không nghĩ ra Tiêu Trần đến tột cùng có thế có âm mưu gì, thậm chí có trong nháy mắt như vậy, Dương Trần chính mình cũng cảm thấy, có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá ngay tại Dương Trần bốn phía lúc không tìm được manh mối, chỉ nghe Tiêu Trần âm thanh đột nhiên truyền đến. Đáng chết, tà đạo võ giả số lượng nhiều lắm, đại gia rút lui. Tiêu Trần không có dấu hiệu nào hạ mệnh lệnh rút lui, nghe lời này, Dương Trần trực tiếp trợn tròn mắt, tình huống như thế nào. Thế mà rút lui. Trong lúc nhất thời, Dương Trần nhìn về phía trước mắt chiến cuộc, liền thấy kiếm môn rất nhiều cường giả, ngay lập tức chia làm hơn 20 cái tiểu đội, phân biệt từ hiên viên lăng, long thanh, tàn hình chí cảnh đại năng dẫn dắt, bắt đầu hướng ra phía ngoài phá vây mà đi. Hơn 20 cái tiểu đội, trong nháy mắt, phản phất biến thành hơn 20 chui đao nhọn rất nhanh liền xé rách tà đạo võ giả vây quanh. Lần này tiêu trần người mang tới vốn cũng không nhiều, mà lại đều đều là kiếm môn tinh nhuệ, như thế phối trí, tại dạng này phá vòng vây thời điểm, tác dụng rõ ràng liền nổi bật đi ra rồi. Bởi vì vì mọi người thực lực đều không yếu, vì lẽ đó phá vây đứng lên, tự nhiên là như cá gặp nước, mà lại nhân số không nhiều, cũng lại càng dễ chỉ huy. Không giống với hợp thiên môn, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng đại đa số người thực lực đều chẳng có gì đặc sắc, vì lẽ đó lúc này, kiếm môn cường giả có thể phá vây, nhưng mà hợp thiên môn các đệ tử cũng rất khó khăn xong ra vòng vây. Đây chính là tinh nhuệ tác dụng, mắt thấy kiếm môn một phương bắt đầu phá vây rút lui, dương trần sắc mặt trầm xuống, lúc này cũng là mở miệng quát lên, rút lui, đi theo kiếm môn người. Dương trần phản ứng cũng không chậm, mà lại ngay lập tức liền để hợp thiên môn đệ tử đi theo kiếm môn chúng cường giả, đã như thế, có kiếm môn cường giả ở phía trước mở đường, phá vây tự nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, dương trần có ý nghĩ như vậy, tiêu trần làm sao có thể sẽ không ngờ rằng đây, nghe dương trần lời này, tiêu trần khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nỉ non nói. Theo kịp sao? Dương Trần muốn nhường hợp thiên môn đi theo kiếm môn cường giả đằng sau phá vây, chỉ tiếc, Tiêu Trần rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội này, mà lại, lấy hợp thiên môn đệ tử thực lực, muốn đuổi theo kiếm môn cường giả, căn bản cũng chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá nghe Dương Trần mệnh lệnh, hợp thiên môn đông đảo đệ tử nhau nhau bắt đầu đi theo kiếm môn cường giả phá vây, nhưng mà, bọn hắn căn bản là theo không kịp kiếm môn cường giả. Một bên là tầng dưới chót đệ tử, một bên là chân chính tinh nhuệ, tu vi cũng không có thấp hơn ngộ cảnh cấp độ, chênh lệch của song phương tự nhiên là rõ ràng mà lại tại phá vây trên đường kiếm môn cường giả dựa theo tiêu trần trước đây chỉ điểm cố ý đem những cái kia nát vụn đường tà đạo võ giả dẫn hướng hợp thiên môn đệ tử nơi đó trong lúc nhất thời mặc dù hợp thiên môn đệ tử muốn đi theo kiếm môn cường giả phá vây có thể chẳng những không có thành công sau cùng còn từng cái lâm vào trùng vây trái lại kiếm môn một phương rất nhanh liền có không ít người thành công phá vây mà ra mà những cái kia tà đạo võ giả rõ ràng sẽ không để ý ngươi là hợp thiên môn vẫn là kiếm môn người mắt thấy kiếm môn cường giả phá vây mà ra tà đạo võ giả chính là chuyển sang công hướng hợp thiên môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, hợp thiên môn đệ tử tử thương thảm trọng, hoàn toàn lâm vào tà đạo võ giả vi sát chi trung. Nghe hợp thiên môn đệ tử không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng với trơ mắt nhìn xem từng người từng người hợp thiên môn đệ tử ngã xuống bị giết, dương trần trong mắt gầm thét không nhìn được phun ra ngoài. Đến lúc này nếu như Dương Trần còn không biết mình trúng tiêu trần quỷ kế, vậy hắn liền thật có thể mua khối đậu hủ đụng chết đến bây giờ, Dương Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tiêu Trần chỉ đợi ít như vậy người, hơn nữa còn đều là kiếm môn tinh nhuệ, vì chính là dễ dàng hơn phá vây, dễ dàng hơn hố chính mình. Đáng chết, Tiêu Trần, ta nhất định cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Triệt để trúng Tiêu Trần quỷ kế, lúc này kiếm môn cường giả nhau nhau phá vây, thế nhưng là hợp thiên môn đệ tử lại là trở thành hình nhân thế mạng, bị tà đạo võ giả điên cùng vây giết. Ngay tại Dương Trần lửa giận thiêu đốt thời điểm, Tiêu Trần tiếng nói cũng là truyền đến. Dương Huynh, tà đạo võ giả hung mãnh ta rút lui trước rồi, chính ngươi bảo trọng a. À. Phốc. Nghe tiêu trần những lời này, dương trần tức giận một ngụm lão huyết phun ra, quay đầu căm tức nhìn tiêu trần chỗ, mà đối mặt dương trần nhìn hầm hầm, tiêu trần lại còn mặt lộ nụ cười phất phất tay, cái này càng làm cho dương trần giận không kìm được. hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2228 Trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nguồn Mê truyện audio com Kiếm môn rất nhiều cường giả nhau nhau xông ra vòng vây, đây chính là một người thực lực cường đại chỗ tốt, mà hợp thiên môn đệ tử, bởi vì vì thực lực vốn cũng không mạnh, lại thêm kiếm môn một phương cố ý trụ tính, trong lúc nhất thời liền lâm vào trong vòng vây nặng nề. Bị tức giận thổ huyết, bất quá lúc này, Dương Trần bên cạnh tên này Hợp Thiên Môn Phó tông chủ cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, "Tông chủ, rút lui trước đi, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun." Bây giờ rõ ràng không phải tức giận thời điểm, Hợp Thiên Môn chúng đệ tử đã chỉ bằng vào Dương Trần năng lực của bọn hắn, đã là không có biện pháp cứu vãn, có thể trốn ra được bao nhiêu liền là bao nhiêu đi, việc cấp bách là Dương Trần chính mình cũng muốn phá vây trốn, nếu ngươi không đi đoán chừng liền Dương Trần chính mình cũng đi không được. "Tiêu Trần, ngươi chờ ta, ta sẽ không cứ như vậy tính toán." Quay về Tiêu Trần giận quát một tiếng, ngay sau đó, Dương Trần cũng là tại một loại hợp thiên môn cường giả cùng với hai tên phó tông chủ dưới sự che chở, bắt đầu phá vây. Lần này Dương Trần có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, nguyên bản còn tưởng rằng có thể hung hăng hố kiếm môn một cái, thế nhưng là ai tới trước, sau cùng lại là chính mình đã rơi vào tiêu trần cái bẫy, buồn cười chính là, chính mình thế mà vẫn luôn không có phát giác. Từ vừa mới bắt đầu tiêu trần trụ tính chính mình, mà chính mình lại còn không chút nào phòng bị, lần này quả thực là nhường tiêu trần an bài cho mình một cái rõ ràng chỉ đem số ít tinh nhuệ vì chính là tại thời điểm chiến đấu có thể mau chóng thoát thân làm đến tới lấy tự nhiên điểm này hiển nhiên là tiêu trần vừa bắt đầu liền cân nhắc kỹ trong lòng cực kỳ tức giận nhưng là bây giờ dương trần cũng không có biện pháp đi chất vấn tiêu trần bởi vì hắn còn muốn vội vàng phá vây đây trên chiến trường kèm theo kiếm môn đám người rút khỏi trong lúc nhất thời chỉ còn lại hợp thiên môn đệ tử tại cùng tà đạo võ giả tử chiến rồi đối mặt tử vong uy hiếp hợp thiên môn đông đảo đệ tử cũng là giống như bị điên không có cách nào a à ngươi không chém giết địch nhân trước mặt, vậy chính là mình bị chém giết kết quả, vì lẽ đó, hợp thiên môn đệ tử cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Hợp thiên môn đệ tử tử thương thảm trọng, nhưng là đồng dạng, tà đạo võ giả cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, đương nhiên, từ về số người nhìn, hiển nhiên là tà đạo võ giả chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, điểm ấy không thể nghi ngờ. Không tiếp tục đi để ý tới Dương Trần cùng hợp thiên môn đông đảo đệ tử, lui ra chiến đấu sau đó, dựa theo ước định trước, tiêu trần, tàn hình, cùng với khác mấy tên phó tông cùng kiếm thủ trưởng lão, các trưởng lão, đi tới cách đó không xa trong tinh không. Nhìn trước mắt tàng hình bọn hắn ước chừng hơn nghìn người, tiêu trần từ trong nạp giới lấy ra một chiếc không gian linh chu giao cho tàng hình, mà phía sau sắc nói nghiêm túc, cẩn thận một chút. Tông chủ yên tâm. Đối với cái này, tàng hình cũng là trọng trọng gật đầu đáp, sau đó tắt thì hơn nghìn người đạp thượng không gian linh chu, rất nhanh liền tiêu thất ngay tại chỗ. Nhưng tàng hình đám người rời đi, tiêu trần tự nhiên cũng có ý nghĩ của mình, bởi vì từ giờ trở đi, tàng hình bọn hắn hơn ngàn người này, tại tiêu trần trong miệng, cũng đã là người chết trận rồi. Nhưng tàng hình đám người rời đi, ngụy trang thành chết trận, đây chính là tiêu trần mục đích, đến nỗi nói tàng hình bọn hắn đi chỗ nào, tiêu trần chỉ là để bọn hắn tìm một chỗ bí ẩn trong tinh không tạm thời che giấu. Lúc này viêm phong giới, mặc dù tràn đầy đại thiên thế giới cường giả cùng tà đạo võ giả, nhưng mà tại trong vô tận tinh không, không thể nào mỗi một tất đều bị người của song phương chiếm lấy đi, vì lẽ đó, một chiếc không gian nho nhỏ linh chu, muốn tại viêm phong giới trong vô tận tinh không tìm một chỗ ẩn tàng, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Đến nỗi nói chiếc này không gian linh chu là địa phương nào tới, tự nhiên là quân vô nhai cho tiêu trần rồi. Kiếm môn trước đây không gian linh chu sớm đã bị phá hủy, vì lẽ đó kiếm môn bây giờ cũng không có không gian linh chu, nhưng mà, quân vô nhai xem như đại thiên thế giới đệ nhất nhân, trên người hắn có một chiếc thuộc về mình không gian linh chu, cái này cũng không có có cái gì kỳ quái đâu. Đưa mắt nhìn tàn hình đám người rời đi, ngay sau đó, tiêu trần lại độ trở về chiến trường lúc này dương trần cũng rốt cục tại một đám hợp thiên môn cường giả dưới sự che chở xông ra vòng vây nhưng mà những hợp thiên môn đó đệ tử liền không có vận tốt như vậy lúc này vẫn tại chém dết đẫm máu thân hãm trong trùng vây vừa mới xông ra vòng vây dương trần nhìn không được tức giận trong lòng lập tức chính là lửa giận ngút trời hướng về tiêu trần vọt tới nhìn xem bị hiên viên lăng lòng thành đám người vây quanh ở chính giữa tiêu trần dương trần lập tức tức giận quát lên tiêu trần ngươi âm ta đích thật là bị tiêu trần hại bất quá nghe dương trần lời này tiêu trần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói dương huynh lời này của ngươi là có ý gì ta lúc nào âm ngươi rồi mới ta đã vây hãm nghiêm trọng ta hạ lệnh tạm thời rút lui có gì vấn đề tiêu trần tự nhiên không thể nào thừa nhận mình âm dương trần đối với cái này dương trần trong mắt lửa giận càng ngày càng tràn đầy chỉ vào tiêu trần tức giận đều không nói được ngươi hiện nay hắn hợp thiên môn đông đảo đệ tử còn tại huyết thủy trong té ngã mà kiếm môn chúng cường giả nhưng là từng cái nhẹ nhàng thoải mái thoát ly chiến cuộc, cái này khiến Dương Trần trong lòng cực độ không công bằng. Tuy chiến đấu còn chưa kết thúc, tình huống thương vong cũng vẫn không có thống kê ra, nhưng mà Dương Trần rất rõ ràng, một trận chiến này kết quả cuối cùng, đoán chừng hắn hợp thiên môn tổn thất nhất định thảm trọng không gì sánh được. Bởi vì lúc này bây giờ, hoàn toàn chính là hợp thiên môn tại lấy sức một mình đối kháng đông đảo tà đạo võ giả, chiến đấu như vậy, đơn giản chính là đang chịu chết, mặc dù cũng chém giết không thiếu tà đạo võ giả, thế nhưng là hợp thiên môn đông đảo đệ tử, càng là tổn thất không thiếu. Đối mặt nổi giận Dương Trần, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, "Dương huynh, mới đích thật là trận hình không tốt, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta cái này đi trợ giúp Hợp Thiên Môn đệ tử." Nói xong, Tiêu Trần liếc mắt nhìn một bên Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, sau đó, hai người mang theo kiếm môn cường giả chính là lại lần nữa gia nhập chiến cuộc. Tiêu Trần sẽ tốt bụng như vậy đi giải cứu Hợp Thiên Môn đệ tử. Nghe lời này, nhìn xem kiếm môn đám người lại lần nữa gia nhập vào chiến cuộc, Dương Trần nghi ngờ quay đầu liếc mắt nhìn, bất quá cái này không nhìn còn khá nhìn một cái dương trần suýt nữa không tiếp tục phun ra một ngụm lão huyết tới liền thấy tiêu trần mặc dù nói muốn giải cứu hợp thiên môn đông đảo đệ tử mà kiếm môn đám người cũng đích xác xuất thủ nhưng mà lúc này kiếm môn đám người nơi nào có một điểm cứu người ý tứ mặc dù xuất thủ có thế cũng chỉ là ở ngoại vi xuất thủ thôi rõ ràng chính là làm dáng một chút mà thôi đến nỗi những cái kia thân hãm trùng vây hợp thiên môn đệ tử căn bản cũng không có đạt được bất kỳ trợ giúp tiêu trần ngươi không hề nghi ngờ tiêu trần rõ ràng chính là đang đùa bẩn chính mình nhìn xem dương trần lại muốn mở miệng gầm thét lần này tiêu trần trực tiếp mở miệng nhắc lời nói trên mặt còn lộ ra một vệt khí ngược quan tâm chi sắc nói dương huynh ta biết lòng ngươi cấp bách thế nhưng là cái này dù sao cũng là chiến trường a à, hơi không cẩn thận liền có khả năng toàn quân bị diệt ta biết ngươi lo lắng hợp thiên môn đệ tử ta cũng tương tự lo lắng thế nhưng là cứu người việt này còn cần từ từ mưu tính a à, an tâm chớ vội ta tin tưởng rất nhanh trợ giúp đã đến đến lúc đó tất nhiên có thể cứu ra hợp thiên môn đệ tử càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2229 Trợ giúp đuổi tới Nguồn Mê truyện audio com Tiêu Trần một mặt khí ngược nói, đối với cái này, Dương Trần tức nghiến răng ngứa, hắn làm sao không biết, Tiêu Trần căn bản cũng không có nghĩ cách cứu viện hợp thiên môn đệ tử ý tứ, lúc này hoàn toàn chính là đang trêu đùa chính mình. Nhưng đối với cái này, Dương Trần lại không có chút biện pháp nào, bởi vì đối mặt như thế đông đảo tà đạo võ giả, dương trần dù cho muốn cứu hợp thiên môn đệ tử cũng là hữu tâm vô lực đương nhiên cũng là bởi vì dương trần đem hơn phân nửa hợp thiên môn tinh nhuệ đều lưu tại không gian thông đạo lối vào cũng không có mang đến bằng không mà nói ngược lại là có thể nghĩ cách cứu viện một phen nhưng đáng tiếc dương trần lúc này bên cạnh không có ai a à, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hợp thiên môn đệ tử một cái tiếp một cái ngã xuống dương trần cũng là biện pháp gì cũng không có nhìn lại một chút một mực tại ngoại vi làm dáng vẻ kiếm môn cường giả dương trần tâm đã bắt đầu rỉ máu rất rõ ràng bây giờ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp, Dương Trần dứt khoát cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng sau này trợ giúp có thể mau chóng chạy đến. Chiến đấu hoàn thành có thể nói hiện ra nghiêng về một bên thế cục, còn lần này là tà đạo võ giả một phương chiếm cứ ưu thế, giết hợp thiên môn đông đảo đệ tử là chạy trối chết. Ngay tại Dương Trần cơ hồ đã lúc tuyệt vọng, sau này trợ giúp rốt cục chạy tới, Đào Tông, Nguyệt Cung, Thiên Âm Lâu, Thiên Sách Phủ tất cả thế lực lớn cường giả lần lượt đuổi tới, nhìn thấy trợ giúp đến đây, Dương Trần không nhìn được mở miệng hô. Âm Thịnh Huynh, Vân Huynh, còn mời mau mau xuất thủ. Hợp thiên môn cùng thiên âm lâu, một thiên sơn quan hệ rất không tệ, vì lẽ đó Dương Trần lúc này cũng non nớt là cầu viện âm thịnh cùng Vân Thiên Dực. Nghe Dương Trần lời này, đứng tại trên bông thuyền, âm thịnh cùng Vân Thiên Dực cũng là đưa ánh mắt về phía trên chiến trường, một cái, hai người chính là nhìn thấy bị đông đảo tà đạo võ giả vây dết hợp thiên môn đệ tử. Lại nhìn một cái những cái kia ở ngoại vi bơi kiếm môn cường giả, âm thịnh cùng Vân Thiên Dực hai người đều là ngây ngẩn cả người, đây là cái tình huống gì? Đồng dạng đều là tiên phong, có thể là tại sao hợp thiên môn một đám đệ tử bị trọng trọng vây quanh, tử thương thảm trọng, mà kiếm môn một phương, chính là có thể ở ngoại vi đánh đánh xì si dầu. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn tình huống trước mắt, nếu như tại tiếp tục như vậy, hợp thiên môn đệ tử đoán chừng muốn toàn quân bị diệt rồi, ngăn lại, âm thịnh cùng vân thiên dực cũng không do dự, lúc này liền là hạ lệnh tiến công. Mà cùng lúc đó, đao tuyệt cùng tiếu hiểu cũng là như thế, bất quá hai người ngay lập tức vẫn là đi tới tiêu trần bên cạnh, đao tuyệt một mặt hiếu kỳ nhìn về phía tiêu trần hỏi, tiêu trần, đây là cái tình huống gì? hợp thiên môn đệ tử. Hả, Dương Huynh nói muốn cho ta mở mang kiến thức một chút hợp thiên môn đệ tử tuyệt cường thực lực, vì lẽ đó không cẩn thận xâm nhập quá sâu rồi. Nghe vậy, Tiêu Trần thản nhiên nói. Nhưng Tiêu Trần mở mang kiến thức một chút hợp thiên môn đệ tử tuyệt cường thực lực. Tiếp đó không cẩn thận xâm nhập quá sâu rồi. Nghe Tiêu Trần lời này, đao tuyệt cùng Tiếu Hiểu đều là sững sờ, đến nổi một bên Dương Trần, nhưng là trực tiếp quay đầu nhìn hầm hầm nói. Tiêu Trần, ngươi. Tốt tốt, Dương Huynh, ta đều thấy được, ngươi hợp thiên môn đệ tử thực lực đích thật là không thể khinh thường, càng là từng cái hung hãn không sợ chết, thật sự là để cho ta trung động a. À, có này các đệ tử, dương huynh, ngươi hợp thiên môn đại hạnh. đối mặt dương trần gầm thét, tiêu trần căn bản không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp mở miệng nhắc lời nói. nghe tiêu trần lời nói này, dương trần sắc mặt sớm đã là âm trầm không gì sánh được, mà đau tuyệt nhưng là không cố kỵ chút nào cười lên ha hả. chó má hung hãn không sợ chết, tiêu trần lời nói này, đơn giản chính là tại lừa gạt đứa trẻ ba tuổi đây. Lấy Dương Trần tính cách, có thể sẽ nhường hợp thiên môn đệ tử hung hãn không sợ chết rõ ràng hắn tuyệt đối là bị tiêu trần gài bẫy mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà vẹn vẹn địa chỉ chỉ là nhìn lấy thế cuộc trước mắt đám người liền không khó phỏng đoán phía trước xảy ra chuyện gì nhất định là tiêu trần hung hăng âm dương trần một cái kịch chiến tiếp tục bất quá có tất cả thế lực lớn tài nguyên hợp thiên môn chúng đệ tử áp lực tự nhiên là nhỏ rất nhiều mà không thiếu hợp thiên môn đệ tử cũng là thành tích xông ra vòng vây có thể coi là như thế, lần này hợp thiên môn đông đảo đệ tử thương vong vẫn là không gì sánh được thảm trọng, cơ hồ có quá nửa người chết tại tà đạo võ giả trên tay. Nguyên bản gần 10 vạn đệ tử, nhưng là bây giờ người còn sống sót, còn chưa đủ 5 vạn, như vậy thương vong, nhường Dương Trần hoàn toàn chính xác có một loại học máu xúc động. Hợp thiên môn đệ tử tại tất cả thế lực lớn cường giả dưới sự che chở phá vây mà ra, ngay sau đó, đám người cũng là hai tay phát khởi phản công. Mà đối mặt đao tông, nguyệt cung tất cả thế lực lớn cường giả đến, tà đạo võ giả mặc dù cũng ngăn cản một phen, nhưng mà rất nhanh, liền lựa chọn rút lui. Mà đối với cái này, tiêu trần bọn hắn cũng không có lựa chọn truy kích, thành công đạp bên trên thiên ngô đại lộ, đám người trực tiếp ngay tại chỗ đóng quân, vừa mới trải qua một phen đại chiến, lúc này thật là không thích hợp tiếp tục truy kích rồi, nhất là hợp thiên môn, bởi vì thương vong thảm trọng, càng là cần chỉnh đốn. Xem như thành công đạp lên thiên ngô đại lộ, tiếp xuống liền cần chẳng những vây quét tà đạo võ giả, triệt để đem thiên ngô đại lộ cho đoạt lại, bất quá giờ này khác này, tại thu xếp tốt riêng phần mình môn hạ võ giả về sau, Dương Trần lại là căn bản không để ý tới chuyện kế tiếp, mà là trực tiếp triệu tập đám người, chuẩn bị tới một cái hưng sư vấn tội. Trắng chết vô ích như vậy đệ tử, cái này nộ khí Dương Trần tự nhiên là nuốt không trôi, nói cái gì cũng muốn nhường Tiêu Trần cùng kiếm môn trả giá đắt. Trong lúc nhất thời, tại một chiếc tinh không bên trong hạm, Tiêu Trần, Đao Tuyệt, Tiếu Hiểu, Dương Trần, Âm Thịnh, Vân Thiên dịch đám người chính là tụ hội lại với nhau, mà Dương Trần nhưng là sắc mặt xanh mét nhìn về phía Tiêu Trần phẫn nộ quát tiêu trần đại địch trước mặt ngươi lại còn âm ta việc này ngươi nếu không cho ta một cái công đạo ta tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ vừa lên tới dương trần chính là tức giận mắng không có cách vừa rồi đi qua kiểm kê hợp thiên môn đệ tử trực tiếp người chết trận liền lớn bấy nhiêu năm vạn mà những người còn lại cơ hồ là từng cái thù thương mà còn có gần một vạn người thương thế rất là nghiêm trọng như thế thương vong cơ hồ là đem hợp thiên môn phổ thông đệ tử cho trực tiếp đánh cho tàn phế nặng như vậy đại giới dương trần tự nhiên không thể nào cứ tính như vậy chỉ bất quá nghe dương trần lời này tiêu trần cũng là thản nhiên nói ồ chính ngươi tham công liều lĩnh bây giờ còn tới quái ta có đạo lý như vậy sao tham công liều lĩnh nghe tiêu trần lời này dương trần răng cắn khanh khách vang dội ta tham em gái ngươi dương trần từ đầu đến cuối liền không có bất kỳ cái gì tham công liều lĩnh ý nghĩ nói trắng ra là dương trần kỳ thực chính là nghĩ đến đánh đánh xì dầu thế nhưng là ai có thể nghĩ thế mà bị tiêu trần gài bẫy nếu không phải kiếm môn cường giả đột nhiên phá vây hắn hợp thiên môn không thể nào gặp như thế tổn thất trọng đại vì lẽ đó đây hết thảy đều là tiêu trần tạo thành đến nỗi nói mình tham công liều lĩnh đó nhất định chính là một chuyện cười lúc này dương trần chính là giận không kìm được quát lên tiêu trần ngươi đánh trắm rõ ràng là ngươi kiếm môn lâm trận bỏ chạy như thế mới đưa đến ta hợp thiên môn đông đảo đệ tử vây hãm nghiêm trọng lúc này ngươi nếu không phải cho ta một cái công đạo ta coi như là nháo đến chư vị đế tôn trước mặt cũng tất nhiên muốn lấy một cái công đạo càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử không thích hợp chương 2330. Ta cũng tử thương thảm trọng. Nguồn. Mê truyện audio com Bởi vì hợp thiên môn đệ tử thương vong quá mức thảm trọng, Dương Trần cũng là đè nén không được lửa giận trong lòng, bất quá nghe hắn lời này, Tiêu Trần cũng là lạnh trên một tiếng nói. Hừ, thuyết pháp. Dương Trần, dù cho là muốn thuyết pháp chắc cũng là ta tới muốn, rõ ràng là chính ngươi tham công liều lĩnh, dẫn đến lâm vào tà đạo võ giả vây quanh, ta kiếm môn liều mạng nghĩ cách cứu viện, đến sau cùng ngươi lại còn bị cắn ngược lại một cái, tiêu trần sắc mặt cũng là khó coi dị thường đối với cái này dương trần sững sờ kiếm môn liều mạng nghĩ cách cứu viện ngươi đây muội là chuyện xảy ra khi nào phải biết rằng bình thường chiến đấu tiêu trần hoàn toàn liền không có một chút xuất thủ cứu người ý tứ thậm chí nếu không phải bởi vì kiếm môn cường giả cố ý chơi lừa gạt đoán chừng hợp thiên môn cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy rõ ràng có một bộ phận hợp thiên môn đệ tử là có thể phá vây mà ra thế nhưng là cũng bởi vì kiếm môn cường giả tận lực hấp dẫn tới đông đảo tà đạo võ giả này mới khiến hợp thiên môn đệ tử vây hãm nghiêm trọng nhưng là bây giờ, Tiêu Trần lại còn nói mình bị cắn ngược lại một cái. Đây quả thực là ngậm máu phun người. Cầm tức nhìn Tiêu Trần, Dương Trần ân hung hăng quát, Tiêu Trần, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, rõ ràng là ngươi hợp thiên môn lỗi của mình, thế nhưng là sau cùng cũng là muốn cho ta kiếm môn tới trả tiền, ngươi nói ngươi hợp thiên môn thương vong thảm trọng, cái kia ngươi cũng đã biết. Ta kiếm môn tính cả tàn hình phó tông chủ ở bên trong, hết thảy có ba tên phó tông ông hận vẫn lạc trong trận chiến đấu này, còn có kiếm thủ trưởng lão, trưởng lão, chấp sự, cũng là thương vong đông đảo, Dương Trần, ngươi nói, ngươi có nên hay không cho ta một cái công đạo. Tàn hình chết rồi. Kiếm môn một trận chiến liền vẫn lạc ba tên chí cảnh cấp phó tông khác. Nghe tiêu trần lời này, không chỉ là Dương Trần, đang ngồi hắn đau tuyệt, tiếu hiểu, âm thịnh, vân thiên dực đám người đều là sững sờ. Phải biết, chí cảnh cấp phó tông khác, vẫn lạc một người đều là tổn thất lớn, chớ nói chi là một trận chiến trực tiếp vẫn lạc ba người rồi. Nếu như tiêu trần nói là thật, như vậy một trận chiến này kiếm môn trả giá cao, rõ ràng so với hợp thiên môn còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn về phía tiêu trần, mà dương trần cũng là sững sờ, kiếm môn tổn thất có thảm như vậy nặng. Có trong nháy mắt như vậy, dương trần lại còn lòng sinh hoài nghi. Bất quá rất nhanh, cái này chút hoài nghi chính là bị dương trần cho trực tiếp quên hết đi, hắn tuyệt đối không tin kiếm môn sẽ có lớn như vậy thương vong, nói đùa cái gì, ở ngoại vi làm dáng một chút, liền chết ba tên chí cảnh cấp phó tông khác, cái này sao có thể. Cuộc ngược lại, Tiêu Trần đây hoàn toàn là tại lật ngược phải trái, rất nhanh, Dương Trần chính là phản ứng lại, chỉ vào Tiêu Trần phẫn nộ quát, Tiêu Trần, ngươi không nên quá phận rồi, ngươi kiếm môn từ đầu đến cuối đều chẳng qua là ở ngoại vi làm dáng một chút, làm sao có thể có lớn như vậy thương vong, ngươi đây chính là tại lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng. Dương Trần chắc chắn kiếm môn không có lớn như vậy thương vong, bởi vì cái này bình thường chiến đấu, trên cơ bản có thể nói chính là hợp thiên môn tại đánh, kiếm môn căn bản cũng không có như thế xuất lực. Dương Trần gầm thét, mà đối với cái này, Tiêu Trần trên mặt cũng là lộ ra vẻ giận dữ nói: "Tốt, Dương Trần, nếu như thế, vậy chúng ta liền đế tôn trước mặt gặp, ta ngược lại muốn xem xem, chư vị đế tôn có phải hay không giống như ngươi, không biết xấu hổ." Tàng Hình đám người tự nhiên là không có chết, bất quá hiện nay, tại kiếm môn trong trận doanh cũng tìm không thấy Tàng Hình đám người thân ảnh, cho nên nói, ở những người khác xem ra, Tàng Hình bọn hắn liền là chết. Đã sớm ngờ tới Dương Trần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vì lẽ đó Tiêu Trần đã chuẩn bị hoàn toàn, coi như là nháo đến chư vị đế tôn trước mặt tiêu trần cũng không sợ chút nào nghe tiêu trần lời này dương trần gắt gao cắn hàm răng tức giận quát lên tốt tiêu trần vậy chúng ta liền đế tôn trước mặt thấy dương trần nói cái gì cũng không tin kiếm môn thương vong có thế có lớn như vậy nếu thật là như thế vậy chỉ có thể nói kiếm môn trên dưới đều là một đám bao cỏ nhưng là cùng kiếm môn giao thủ nhiều lần dương trần rất rõ ràng kiếm môn chư vị phó tông thực lực tuyệt đối không yếu không thể nào dễ dàng như vậy liền vẫn lạc nhận định tiêu trần chính là tại lật ngược phải trái lúc này dương trần chính là truyền tin cho đào minh đem thiên ngô đại lộ sự tình thêm dầu thêm mở nói với đào minh một phen tại dương trần trong miệng địa chỉ kiếm môn nghiễm nhiên chính là không để ý đại thiên thế giới an nguy đại địch trước mặt lại còn lâm trận lùi bước không tuân theo chư vị đế tôn ước định nên nghiêm trị nhìn xem dương trần truyền tin cho đào minh tiêu trần trên mặt cũng không có chút nào biến sắc vẫn luôn là lãnh nhãn nhìn chăm chú lên tất cả mảy may không có ý ngăn cản muốn đi chư vị đế tôn trước mặt bộ một cái công đạo ngay sau đó đám người tán đi chỉ chờ đế tôn nhóm đến đây trận đầu kết thúc tà đạo võ giả thối lui mà đám người cũng là tại thiên ngô trên đường lớn thành lập xây lên doanh địa xem như sơ bộ tại thiên ngô trên đường lớn đứng vững gót chân cũng không có đi để ý dương trần sự tình tiêu trần rất tự tin coi như là đi đến chiêu vị đế tôn trước mặt thu thiệt cũng sẽ không là tự mình rất nhanh một ngày trôi qua đào minh quân vô nhai đan thanh dương âm lịch thiên bốn vị đế tôn cùng nhau đi tới thiên ngô đại lộ bốn người đến đây một mặt là bởi vì dương trần cùng tiêu trần sự tình một phương diện khác cũng là đến đây chủ trì tiến công thiên ngô đại lộ chiến sự. Thiên ngô đại lộ là chư vị đế tôn quyết định mục tiêu thứ nhất, vì lẽ đó tất phải là muốn bắt lại. Bốn vị đế tôn đến thiên ngô đại lộ, Dương Trần ngay lập tức chính là tiến đến cáo trạng, tại đào minh trước mặt, Dương Trần bi phẫn đến cực điểm nói. Sư tôn, chư vị tiền bối, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta, tất nhiên bây giờ đại địch trước mặt, ta đại thiên thế giới nên nhất trí đối ngoại, thế nhưng là tiêu trần, thân là kiếm môn tông chủ, không chỉ có lâm trận lùi bước, thậm chí còn hãm hại ta hợp thiên môn, khiến ta hợp thiên môn đệ tử tử thương vượt qua năm vạn người. Dương Trần một mặt bi phẫn nói, nghe lời này, Đào Minh mặt không đổi sắc nhìn nói với quân vô nhai, vô nhai huynh, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào? Đào Minh bốn người đều rất rõ ràng, nếu như Dương Trần nói tới là thật, như vậy tiêu trần cùng kiếm môn tất nhiên là phải bị trừng phạt, bởi vì đây là chư vị đế tôn đã sớm thương nghị tốt sự tình. Tại liên minh trong lúc đó, bất kỳ một thế lực nào cũng không thể đối với thế lực khác xuất thủ, nếu không thì phải bị còn lại thế lực vây công, điểm này kiếm môn cũng không ngoại lệ đại địch trước mặt, sợ nhất chính là nội bộ mâu thuẫn, vì lẽ đó, nếu như Dương Trần nói lời có thể tìm được chứng minh, như vậy, Tiêu Trần tất nhiên sẽ chịu đến trừng phạt, dù cho là quân vô nhai cũng không khả năng giữ được hắn, trừ phi quân vô nhai muốn triệt để cùng toàn bộ đại thiên thế giới là địch. Đào Minh ngữ khí bình thản, phản phất căn bản là chuyện không liên quan mình tình một dạng, bất quá, lúc này Đào Minh trong mắt lại là có một tia cười lạnh chợt lóe lên. Tuy lần này hợp thiên môn tổn thất nặng nề, nhưng đều là một chút phổ thông đệ tử, đổ cũng không tính được quá mức thương cân động cốt, mà nếu là có thể nắm cơ hội này, hung hăng xử phạt, thậm chí là phế bỏ tiêu trần, như vậy tại Đào Minh cùng Dương Trần xem ra, đây hết thảy liền đều là có lời. Dùng 5 vạn phổ thông đệ tử để đổi một cái tiêu trần, đây tuyệt đối là kiếm, không thể nghi ngờ. Bất quá, nghe Đào Minh lời này, quân vô nhai nhưng là thản nhiên nói, mọi thứ không thể chỉ nghe lời nói của một bên, nghe vẫn là nghe tiêu trần nói thế nào, làm tiếp quyết đoán, chưa vị nghĩ như thế nào. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2331 Vua màn ảnh A Nguồn Mê truyện audio.com Đối mặt Đào Minh cùng Dương Trận chỉ trích, quân vô nhai giống như không có chút nào lo lắng đồng dạng, đối với cái này, một bên Đan Thanh Dương cùng âm lịch cũng là khẽ gật đầu nói, thôi được, những cái kia tiêu trận đến đây đối chất nhau. Đan Thanh Dương rõ ràng là thiên hướng kiếm môn một phương, bất quá âm lịch nhưng là cùng Đào Minh đứng tại cùng một trên trận tuyến, mà lần này, chiêu vị đế tôn sở dĩ phái quân vô nhai bốn người đến đây rõ ràng cũng là đã sớm suy nghĩ xong tán gẫu quân vô nhai cùng đang thanh dương thân cận đào minh cùng âm lịch lại là cùng nhau đã như thế bốn vị đế tôn hai đối hai tương đối tới nhất định là công việc quan trọng đang một chút nếu như phái tới đều là cùng đào minh giao hảo đế tôn hoặc là đều là cùng quân vô nhai giao hảo đế tôn vậy hiển nhiên không cách nào làm đến công chính công bằng vì lẽ đó dù cho âm lịch muốn trực tiếp định tội tiêu trần nhưng mà quân vô nhai cũng không có vấn đề gì không thể nào chỉ nghe dương trần lời nói của một bên liền xử phạt tiêu trần như vậy xác thực không qua tùy ý dù cho trong lòng không xa âm lịch cũng vẫn là đồng ý đề nghị của quân vô nhai mà lại theo âm lịch một lần này sự tình hiển nhiên là ván đã đóng thuyền coi như nhường tiêu trần đến đây thì thế nào chẳng lẽ sự thật đặt tại trước mặt hắn tiêu trần còn có thể lật bàn hay sao rất nhanh tiêu trần chính là đuổi tới mà liền tại dương trần nụ cười trên mặt vẫn không có triệt để nở rộ ra thời điểm liền thấy mới vừa vào cửa tiêu trần chính là trực tiếp gào khóc nói sư tôn chư vị tiền bối các ngươi có thể phải làm chủ cho ta a à? nếu như vừa rồi Dương Trần lên án chính là hận ý lẫm nhiên, như vậy lúc này Tiêu Trần chính là gào khóc rồi, vẫn là đều không hỏi, Tiêu Trần liền trực tiếp khóc lớn nói, dạng như vậy, tự như là bị cái gì lớn ủy khuất đồng dạng. Nhìn xem Tiêu Trần bộ dáng này, Dương Trần sững sờ, thậm chí liền chủ tọa phía trên đạo minh, âm lịch hai người đều là sững sờ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống, đây không phải hợp cửa bị hố rồi sao? Thế nào thấy tự như là kiếm môn bị hố đồng dạng? Tiêu Trần cái này hét to, trực tiếp nhường mấy người tại chỗ đều ngẩn ra sau nửa ngày đàn thanh dương mới trước tiên mở miệng nói trên mặt mang một nụ cười bất đắc dĩ tiêu trần ngươi trước tiên không nên kích động đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi đúng sự thật tới đàn thanh dương cũng không hiểu tiêu trần hồ lô này bên trong bán là thuốc gì đây bất quá rất nhanh kèm theo tiêu trần giảng thuật bốn vị đế tôn sắc mặt rõ ràng đều là phát sinh biến hóa sư tôn tàng hình phó tông hắn đi rồi trận chiến này ta kiếm môn vẫn lạc ba tên phó tông còn lại kiếm thủ trưởng lão trưởng lão chấp sự cũng là rơi xuống hơn nghìn người đây hết thảy đều là bởi vì dương trần cố ý trù tính hại ta để cho ta kiếm môn thân hãm tà đạo võ giả vây quanh hắn đây chính là thông đồng với địch làm phản a nếu không phải đệ tử sớm có phòng bị đoán chừng lần này ta kiếm môn liền muốn toàn quân bị diệt rồi kiếm môn chết ba tên chí cảnh cấp phó tông khác còn có hắn kiếm của hắn thủ trưởng lão trưởng lão chấp sự chờ cũng đã chết hơn nghìn người mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì dương trần trù tính hãm hại nhường kiếm môn thân hãm tà đạo võ giả vọng vây trịnh nghe tiêu trần tố dương trần lúc này liền không nhịn được mở miệng quát lên tiêu trần ngươi ngươi ngậm máu phun người rõ ràng là ngươi kiếm môn trù tính hãm hại để cho ta hợp môn chúng nhiều đệ tử thân hãm trùng vây ngươi dương trần miệng máu phun dù là ngươi ngươi bây giờ còn dám cuộc ngược lại nghe vậy tiêu trần cũng là trận mắt nhìn quát khắp khuôn mặt là bi thương phẫn chi sắc không thể không Tiêu Trần diễn kỹ đơn giản liền có thể xưng hoàng mỹ, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như kiếm môn thật là bị thương nặng đồng dạng. Nghe phía dưới Tiêu Trần cùng Dương Trần tranh cãi, chủ tọa phía trên Đào Minh cùng Âm Lịch hai người đều là nhíu mày, nếu như Tiêu Trần sở thuộc thật, như vậy lần này kiếm môn tổn thất không thể nghi ngờ là lớn nhất, mà bọn hắn liền không khả năng trị tội tại Tiêu Trần rồi. Không những không thể trị tội Tiêu Trần, Dương Trần chính mình cũng khó thoát trách phạt, suy cho cùng kiếm môn tổn thất lớn như vậy, tự nhiên là phải có người đi ra gánh chịu trách nhiệm, bằng không mà nói, nhưng người của thế lực khác thấy thế nào? Đến lúc đó đại thiên thế giới một phương chẳng phải là muốn chưa đánh đã tan rồi. Tiêu Trần sở thuộc thật, như vậy hợp môn tổn thất liền không đáng kể chút nào, không những không tính là gì, Dương Trần còn nhất định muốn đứng ra gánh chịu trách nhiệm, cho hắn đại thiên thế giới tất cả thế lực lớn một cái công đạo, điểm này coi như là đạo minh cùng âm lịch cũng không dám bao che, bởi vì đây là chọc mọi người giận. Sắc mặt đều biến rất khó coi, bất quá đạo minh lúc này vẫn là trầm giọng nói, Tiêu Trần, người người kiếm môn tổn thất nặng nề, có thể có cái gì chứng minh? cái này còn cần gì chứng minh ta kiếm môn ba tên phó tông bỏ mình đây là tất cả mọi người biết nếu không tin đại có thể tự mình phái người tiến đến xác nhận nghe vậy tiêu trần bi phẫn quát tiêu trần tự nhiên không sợ đào minh phái người đi điều tra ngược lại bây giờ tàn hình bọn hắn căn bản cũng không tại không có chứng cứ hắn có thể có biện pháp nào nghe tiêu trần lời này đào minh không tự chủ liếc mắt nhìn dương trần rất rõ ràng đào minh đều có chút hoài nghi dương trần rồi chẳng lẽ thực sự là dương trần trù tính hãm hại kiếm môn hiện tại hắn còn tới ác nhân cáo trạng trước. Phát giác được chính mình sư tôn ánh mắt nhìn chăm chú, Dương Trần tức giận muốn thổ huyết, liền chính mình sư tôn đều không tin mình, lúc này, Dương Trần một mặt lửa giận nói, ta không có, ta tuyệt đối không có trụ tính hãm hại kiếm môn, là tiêu trần nằm máu phun người. Hừ, có phải hay không nằm máu phun người chứ vị đế tôn tra một cái liền biết, nghe vậy, tiêu trần lạnh trên một tiếng nói, lần này tiêu trần rõ ràng là muốn vào chỗ chết hố Dương Trần, không chỉ có nhường hợp môn tổn thất nặng nề, thậm chí càng nhường Dương Trần cho mình cổng hát qua, mà lại một lần này sự tình, Dương Trần thừa nhận trừng phạt, rõ ràng không thể nào quá nhẹ, bằng không căn bản cũng không đủ kẻ dưới phục tùng. Thấy Tiêu Trần như thế lòng tin tràn đầy, Đào Minh trong lòng càng không chắc, đồng thời cũng càng là hoài nghi Dương Trần, dù sao đối với chính mình tên đệ tử này tâm tính, Đào Minh vẫn là hết sức rõ ràng, ngậm máu phun người chuyện như vậy, Dương Trần thật đúng là làm ra được. Thế nhưng, nếu như chính như Tiêu Trần chỗ, vậy cái này Dương Trần có phải hay không quá mức ngu xuẩn một chút, nếu đều đã trụ tính hãm hại kiếm môn, còn cần thiết ác nhân cáo trạng trước sau chẳng lẽ Dương Trần chân cho là bọn họ những cái này để tôn đều là ngu xuẩn, ngu ngốc, tùy tiện bởi vì hắn lời nói của một bên liền có thể trừng phạt Tiêu Trần. Không biết tại sao Đào Minh đối với Dương Trần có chút thất vọng, mà cảm thấy chính mình sư tôn ánh mắt biến hóa, Dương Trần quả thực là có một loại người câm ăn hoàng liên, có miệng không ra cảm giác. Rõ ràng là mình bị Tiêu Trần gài bẫy, bắt đầu kết quả là như thế cảm giác tự như là chính mình ác nhân cáo trạng trước đồng dạng. Bất quá dù cho đối với Dương Trần có chút thất vọng thế nhưng là đào minh rõ ràng hay là muốn hướng về dương trần vì lẽ đó lúc này đào minh cũng chỉ có thể là nhắm mắt nói người đâu đi kiếm môn trụ sở nhìn một chút tiêu trần là thật hay không bất kể thế nào vẫn là phải muốn xác nhận một chút tiêu trần là thật hay không đến nỗi cái khác sau đó lại nói hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn một đường mạnh lên một đường hủy diệt tất cả một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2332 Phế bỏ ngươi Nguồn Mê truyện audio com Đối mặt tiêu trần kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, đào minh trong lòng cũng không chắc chắn rồi, chỉ có thể trước hết để cho người đi điều tra một phen, nhìn một chút tiêu trần chỗ nói có phải hay không lời nói thật. Mắt thấy liền liền chính mình sư tôn đều không tin mình, dương trần trong lòng quả thực là có nỗi khổ không nói được, thế nhưng là lúc này lại không có biện pháp nào khác, Dương Trần chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng, không xem qua chỉ cũng là sự thật nhìn chầm chầm Tiêu Trần, cảm giác kia giống như muốn đem Tiêu Trần ăn tươi nuốt sống đồng dạng. Chỉ tiếc, đối mặt Dương Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng là không nhúc nhích chút nào, thậm chí căn bản cũng không có để ý tới, hoàn toàn không thấy. Lần này không giết chết ngươi cũng phải phế ngươi. Mặt ngoài bình chân như vậy, bất quá trong lòng, Tiêu Trần cũng là cười lạnh nghĩ đến. Từ vừa mới bắt đầu chính mình liền kế hoạch tốt tất cả, mà toàn bộ quá trình cũng hết sức thuận lợi, Dương Trần cơ hồ là không có chút nào phòng bị liền nhảy vào chính mình cho hắn đào xong trong hố. Có thể nói cho tới bây giờ, hết thảy đều tại dựa theo tiêu trần thiết kế xong kịch bản tại đi, mà việc đã đến nước này, coi như Dương Trần lúc này phát hiện cái gì, cũng căn bản liền chẳng ăn thua gì rồi. Xem như đem Dương Trần cho an bài một cái minh bạch đi. Tiêu Trần không có chút nào lo lắng, rất nhanh, tiến đến người điều tra chính là trở về rồi, mà bọn hắn kết quả của điều tra, cùng Tiêu Trần nói một điểm không kém. Kiếm môn trên dưới đều xác định tàn hình đám người đích thật là bỏ mình rồi, mà lại, bọn hắn cũng triệt để lục soát kiếm môn trụ sở, đồng dạng không có phát hiện tàn hình đám người thân phận, trên cơ bản có thể phán định tàn hình đám người bỏ mình. Đối mặt kết quả như vậy, Dương Trần đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là tức giận quát lên, không thể nào, tuyệt đối không thể có thế, nhất định là Tiêu Trần giở trò lừa bịp, nhất định là hắn đang cố lộng huyền hư dương trần như thế cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy rõ ràng kiếm môn người tại vừa bắt đầu liền phá vòng vây làm sao lại có nghiêm trọng như vậy tổn thương đây một trăm cái không tin khăng khăng đây hết thảy đều là tiêu trần dở trò quỷ chỉ tiếc dương trần mặc dù tức giận quát lên thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ suy cho cùng nhưng mà đại chiến thời điểm cũng chỉ có kiếm môn cùng hợp thiên môn người tại chỗ mà lấy hai loại quan hệ hợp thiên môn đệ tử lời nói tự nhiên là không thể tin đã như thế dương trần có thể nói là khó lòng giải bày đến nỗi đằng sau đao tuyệt đám người đuổi tới tiếp viện thời điểm kiếm môn cũng đã gia nhập chiến đấu nhìn qua thật giống như địa chỉ kiếm môn từ đầu đến cuối chưa từng lùi bước vì lẽ đó dương trần tự nhiên cũng không có biện pháp tìm được chứng minh rồi đối mặt dương trần gầm thét tiêu trần lúc này cũng là lạnh trên một tiếng nói dương trần ngươi đủ rồi ta kiếm môn bị ngươi trù tính hãm hại thân hãm trùng vây tử thương thảm trọng ngươi không chỉ không có chút nào hối hận bây giờ còn muốn bị cắn ngược lại một cái ngươi cái này là công nhiên bị hắn đại thiên thế giới đông đảo thế lực minh ước ngươi đã xúc phạm minh quy nói xong, tiêu trần quay đầu nhìn về phía quân vô nhai bốn người, trong miệng lòng đầy căm phẫn nói, còn mời sư tôn, tiền bối vì ta kiếm môn tự quyết. Sự thật liền đặt tại trước mặt, bất luận đây hết thảy có phải thật vậy hay không, nhưng mà dương trần cầm không ra bất kỳ phản bác chứng cứ, đây là sự thật, vì lẽ đó, lúc này nghe tiêu trần lời này, đào minh cùng âm lịch thiên sắc mặt đều là trở nên khó coi. Lấy bây giờ kết quả nhìn, kiếm môn chẳng những không có mảy may sai lầm, tương phản còn có công lớn. Thậm chí kiếm môn tổn thất lớn như vậy, liên minh nên đối với kiếm môn có chỗ đền bù đến nỗi nói dương trần cùng hợp thiên môn nha nhất định là muốn bị phát động điểm này ai cũng không cải biến được suy cho cùng liên minh không phải một người nào đó nói tính toán coi như là quân vô nhai có thực lực tuyệt mạnh cũng không khả năng chiến đến tất cả mọi người mặt đối lập bất động thanh sắc nhìn nhau đồng dạng đào minh cùng âm lịch thiên đều biết chuyện này có chút khó làm bất quá ngay tại hai người âm thầm suy tư xử lý như thế nào chuyện này thời điểm tiêu trần cũng là đối với quân vô nhai nháy mắt thấy thế quân vô nhai bất đắc dĩ nở nụ cười có thế mới lên tiếng nói sự thật đã rõ ràng tất nhiên xúc phạm minh quy, vậy dĩ nhiên muốn bị xử phạt, chư vị không có ý kiến chớ. Nghe quân vô nhai lời này, đào minh cùng âm lịch thiên tự nhiên không dám có ý kiến gì, suy cho cùng bây giờ lý tại nhân gia bên kia. Bất quá đào minh cùng âm lịch thiên trầm mặt, phía dưới dương trần nhưng là không nén được tức giận, rõ ràng là mình bị tiêu trần hố, thế nhưng là kết quả là thế mà bị trừng phạt vẫn là mình, cái này khiến dương trần làm sao đánh thắng. Lúc này, dương trần chính là căm tức nhìn tiêu trần, hung hãn nói, tiêu trần, ta giết ngươi. Nói xong, Dương Trần thế mà trực tiếp liền hướng Tiêu Trần công tới, thấy thế, Tiêu Trần cũng là mặt lộ cười lạnh, muốn đánh Tiêu Trần có thế không sợ chút nào Dương Trần. Chỉ bất quá, ngay tại Dương Trần vừa mới động thủ, còn chưa tới kịp đụng tới Tiêu Trần phía trước, một cổ cự lực trực tiếp liền đem Dương Trần bỏ rơi bay ra ngoài. Động thủ không phải là người khác, bất ngờ chính là Dương Trần sư tôn Đào Minh, nhìn mình cái này đệ tử, Đào Minh lúc này sắc mặt băng lãnh quát lên, thứ mất mặt xấu hổ, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, còn dám động thủ, lăn đứng một bên đi đào minh ngăn cản dương trần cũng là chuyện không có cách nào vốn cũng không chiếm sửa lại lúc này nếu như dương trần còn chủ động xuất thủ sẽ chỉ làm sự tình biến càng hỏng bét mà lại lại nói dương trần ra tay với tiêu trần tiêu trần sợ sao tiêu trần không những không sợ hơn nữa còn sẽ chỉ làm sự tình biến càng hỏng bét đến lúc đó càng thêm không có biện pháp kết thúc bị đào minh một phen gầm thét dương trần trong lòng ủy khuất đến cực điểm bất quá lúc này dương trần cũng là dần dần khôi phục tỉnh táo việc đã đến nước này dương trần biết lần này là chính mình triệt để bại, bị tiêu trần tính toán thương tích đầy mình, căn bản cũng không có một điểm sức hoàn thủ, lại tiếp tục liền dây dư tiếp cũng không có có kết quả gì tốt, chỉ có thể nhận thua. Cố nén lửa giận trong lòng, Dương Trần không nói nữa, mà quân vô nhai lúc này mở miệng nói ra, hay là mời những người khác tới đi. Nói xong, cũng không cần đạo minh ba người đáp lời, quân vô nhai trực tiếp liền là thông qua truyền âm phụ liên lạc cái khác đế tôn, rất nhanh, còn lại đế tôn cùng với thần hồn của thiên tổ phân thân chính là buông xuống. Chư vị đế tôn lại lần nữa tề tụ một trưởng mà quân vô nhai cũng là đem chuyện đã xảy ra đúng sự thật nói với mọi người qua một lần, toàn bộ quá trình, Đào Minh đều không có chút nào cãi lại. Thân là đế tôn, Đào Minh rất rõ ràng, lúc này nếu như còn chưa chết nhận trướng, chỉ sẽ để cho tất cả mọi người xem thường ngươi hơn, mà thân là đế tôn, mặt mũi vật này, Đào Minh tự nhiên là muốn. Không chỉ là Đào Minh, liền âm lịch thiên cùng vân trần cái này hai tên cùng hắn quan hệ tốt nhất đế tôn, lần này đều là lựa chọn trầm mặt. Mãi cho đến quân vô nhai đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần, ba người cũng không có mở miệng chen vào nói, một mực đem sự tình toàn bộ nói xong, quân vô nhai mới thản nhiên nói, sự tình chính là như thế, chư vị cho là nên như thế nào giải quyết. Giờ khắc này quân vô nhai sắc mặt cũng hơi hơi trở nên lạnh, tại chư vị đế tôn xem ra, quân vô nhai là bởi vì lần này kiếm môn tổn thương thảm trọng, vì lẽ đó lòng có nộ khí, mà đối với cái này, chư vị đế tôn cũng đều biểu thị có thể lý giải, suy cho cùng ba tên phó tông vẫn lạc, cái này thả tại bất kỳ một thế lực nào trên thân, đều không cách nào có nhẹ tổn thất. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2333 Khổ cực dương trần Nguồn Mê truyện audio com Nghe xong quân vô nhai lời nói này, chư vị đế tôn trầm tư chỉ chốc lát, sau đó vẫn là thiên tổ trước tiên mở miệng nói. Nghe xong quân vô nhai lời nói này, chư vị đế tôn trầm tư chỉ chốc lát, sau đó vẫn là thiên tổ trước tiên mở miệng nói lần này kiếm môn anh dũng chiến đấu vừa lên đến thiên tổ sớm nhất thừa nhận kiếm môn công lao đồng thời đại lực khen ngợi một phen sau đó chính là trách cứ dương trần không biết đại cục đại địch trước mặt lại còn tính toán minh hữu cái này hiển nhiên là để cho người ta khinh thường hành vi sau đó chư vị đế tôn thương nghị lên xử phạt vốn là dựa theo tiêu trần ý nghĩ là dự định nhân cơ hội này trực tiếp phế bỏ dương trần bất quá nhìn chư vị đế tôn ý tứ giống như cũng không có ý định làm tận tuyệt như vậy nhưng mà lần này kiếm môn tổn thất lớn như vậy bất kể nói thế nào nhất định là muốn cho một cái công đạo vì lẽ đó tại tiêu trần cùng quân vô nhai áp lực dưới chư vị đế tôn sau cùng cũng là có quyết định sớm nhất bồi thường tự nhiên là không thiếu được điểm này mặc kệ dương trần có nguyện ý hay không đều nhất định muốn lấy ra bồi thường đầy đủ cho kiếm môn đối với cái này dương trần tự nhiên là một vạn cái không đáp ứng thế nhưng là lần này không đợi dương trần nói chuyện đào minh trực tiếp liền một lời đáp ứng mặc dù tiêu trần lần này đòi bồi thường xác thực là có chút đòi hỏi nhiều hương vị, nhưng mà, đạo minh không có lựa chọn, không bồi thường cái kia dương trần kết quả có thể tưởng tượng được, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Mà ngoại trừ bồi thường bên ngoài, tiêu trần còn đưa ra một cái yêu cầu khác, đó chính là hợp thiên môn muốn tiếp tục sung làm tiên phong, đồng thời nhất định muốn toàn lực ứng phó, không thể giống như lần này đồng dạng, vẻn vẹn chỉ dùng phổ thông đệ tử tới qua loa cho xong. Nghe Tiêu Trần yêu cầu này, Dương Trần lúc này liền là tức giận quát lên, Tiêu Trần, ngươi không nên quá phận rồi đã cho ra giá trên trời bồi thường tiêu trần lại còn muốn cho hợp thiên môn tiếp tục sung làm tiên phong đồng thời còn nhất thiết phải toàn lực ứng phó đối với cái này dương trần tự nhiên không thể nào đồng ý sung làm tiên phong liền tất nhiên có chỗ tổn thương mà lại tại không để lại dư lực tình huống dưới ai biết kết quả cuối cùng là cái gì đây không thể nghi ngờ là tại suy yếu hợp thiên môn thực lực không chỉ là dương trần liền đào minh lúc này đều là sắc mặt trầm xuống nhưng mà lại cũng không nói lời nào chỉ là lạnh lùng nhìn tiêu trần một cái đối mặt dương trần gầm thét tiêu trần cũng là không nhúc nhích chút nào vẽn vẹn chỉ là bồi thường có thế còn chưa đủ mà lại lần này lý tại bên mình tiêu trần cái này làm sao có thể giống như này buông tha dương trần đây tiêu trần kiên trì muốn cho hợp thiên môn sung làm tiên phong đối với cái này chiêu vị đế tôn sau khi thương nghị nhất trí đồng ý tiêu trần yêu cầu suy cho cùng hợp thiên môn sung làm tiên phong đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì tổn thất mà lại lần này kiếm môn tổn thất cũng đích xác là rất nghiêm trọng tiếp tục nhường kiếm môn sung làm tiên phong hiển nhiên là không nói được thấy chư vị đế tôn đồng ý, Dương Trần một mặt không cam lòng nhìn về phía Đào Minh, bất quá đối với đây, Đào Minh cũng là lạ lạnh trên một tiếng nói, tốt, ta hợp thiên môn đáp ứng. Đào Minh mở miệng đáp ứng, thấy thế, Dương Trần dù cho trong lòng có vạn phần không cam lòng, thế nhưng là lúc này lại cũng không thể phản bác, suy cho cùng Đào Minh đều lên tiếng, Dương Trần còn có thể nói cái gì? Sau cùng quyết định xử phạt cứ như vậy định ra, Tiêu Trần không chỉ có hung hăng hố Dương Trần một cái, thậm chí còn từ Dương Trần cái này lấy được đến một bút kết xu đền bù. Cuối cùng, chư vị đế tôn tại trấn an tiêu trần cùng quân vô nhai một phen về sau chính là lần lượt tán đi rất nhanh trong phòng liền chỉ còn lại quân vô nhai đào minh đan thanh dương cùng với âm lịch thiên mấy người sự tình đã có kết luận đào minh cũng không có ở lâu lạnh trên một tiếng lúc này liền là mang theo dương trần rời đi đào minh dương trần sư đồ rời đi tiêu trần cùng quân vô nhai cũng là trở về kiếm môn trụ sở quân vô nhai tự nhiên là biết tàn hình bọn hắn không chết bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tiêu trần quân vô nhai cười mắng ngươi tiểu tử này có phải hay không quá độc ác lần này tiêu trần đích thật là đem dương trần hố không nhẹ suy nghĩ một chút dương trần trước khi đi cái kia biểu tình tức giận quân vô nhai trong lòng đều cảm thấy có chút băn khoăn bất quá đối với đây tiêu trần cũng là không lắm để ý nói nếu là địch nhân vậy dĩ nhiên không có lưu tình cần thiết ngược lại giải quyết tà đạo võ giả sau đó chúng ta cùng hợp thiên môn nhất định có một trận chiến tiêu trần hoàn toàn không có chút nào mềm lòng đối với cái này quân vô nhai cười cười cũng là không nói thêm gì nữa chính như tiêu trần lời nói kiếm môn cùng hợp thiên môn sớm muộn cũng là muốn có một trận chiến có phải hay không tội cũng không có quan hệ gì rồi. Một đường trở lại quay về chỗ ở, thấy Tiêu Trần trở về, đã sớm chờ ở chỗ này Hiên Viên Lăng, Long Thanh, Cố Linh Giao, Thiên Duyệt đám người ngay lập tức liền hỏi thăm chuyện kết quả. Đối với cái này, Tiêu Trần mỉm cười, đem sự tình đúng sự thật nói cho mấy người, nghe Dương Trần bị Tiêu Trần hố thảm như vậy, nếu đều là mặt lộ nụ cười, nhất là Long Thanh, trong mắt càng là không che giấu được lộ ra vẻ hưng phấn. Long Nguyên là tại Đào Minh trên tay, Long Thanh tự nhiên là đối với hắn hận thấu xương, đã sớm phát thề sẽ giết sạch hợp thiên môn vì long uyên báo thù bây giờ tiêu trần hung hăng hố hợp thiên môn một cái tuy không thể để cho hợp thiên môn trực tiếp hủy diệt nhưng cũng coi như là sớm thu điểm lợi tức đi bất quá tiểu đệ tàn hình bọn hắn ngươi định làm như thế nào chuyện này sớm muộn là không gạt được hưng phấn sau đó long thành cũng có chút lo lắng hỏi tiêu trần lần này luôn mồm nói tàn hình đám người đều bỏ mình rồi có thế là chuyện như vậy không thể nào lừa gạt được quá lâu một khi chiến sự kết thúc Tàng Hình đám người nhất định là muốn trở về, đến lúc đó bị người của thế lực khác biết, vậy làm sao bây giờ? Nghe Long Thanh lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, không gạt được liền không gạt được thôi, trận chiến này kết thúc, đại thiên thế giới thế cục làm sao đều khó mà nói đây. Đối với Tàng Hình đám người sự tình, Tiêu Trần cũng không lo lắng, chính tà chi chiến lại lần nữa bộc phát, đại chiến kết thúc sau, đại thiên thế giới tất nhiên sẽ là một cục diện mới, đến lúc đó còn có người nào tin lực tới lo lắng kiếm môn sự tình. Nghe Tiêu Trần lời này, Long Thành trong lòng mặc dù vẫn như cũ có chút lo nghĩ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, tất nhiên Tiêu Trần tâm lý nắm chắc, vậy là tốt rồi. Tiếp xuống tiếng công thiên ngô đại lộ đã không cần kiếm môn xuất thủ, đây cũng là chư vị đế tôn đối với kiếm môn một loại đền bù đi. Suy cho cùng tại chư vị đế tôn xem ra, kiếm môn lần này tổn thất lớn như vậy, cho kiếm môn một chút nghỉ dưỡng sức thời gian, cũng là dễ hiểu, đối với cái này, tiêu trần tự nhiên cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Ở hậu phương nhìn xem hợp thiên môn xong pha chiến đấu, cớ sao mà không làm đây? bất quá tiêu trần bên này nhẹ nhàng thoải mái bên kia dương trần nhưng là hoàn toàn khác nhau đi theo chính mình sư tôn đào minh trở lại quay về chỗ ở đã môn dương trần chính là một quyền đánh bể trong mắt bàn gỗ đồng thời sắc mặt tức giận quát lên đáng chết đáng chết tiêu trần cái này tiểu nhân hèn hạ tàn hình bọn hắn căn bản là không có chết nhất định là bị hắn giấu đi dương trần đến bây giờ đều chắc chắn tàn hình bọn hắn chắc chắn không chết ở trong đó nhất định có vấn đề vừa nghĩ tới chính mình không chỉ có bồi thường tiêu trần nhiều như vậy bảo vật mà lại tiếp xuống hợp thiên môn còn nhất định muốn tự mình sung làm tiên phong, cùng tà đạo võ giả kịch chiến, Dương Trần trong lòng lửa giận liền không cầm được bay lên, bại hoàn toàn, lần này tại tiêu trần trên tay, Dương Trần đích thật là bại không thể chống đỡ một chút nào. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2334 Đào Minh quyết định Nguồn Mê truyện audio.com Nhìn xem nổi giận bên trong dương trần, Đào Minh nhưng là sắc mặt âm trầm lạnh trên một tiếng nói Hừ, cái này có thể trách được ai? Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình ngu xuẩn, nhảy vào nhân gia cái bẫy đều không biết được Dọc theo con đường này, Đào Minh cũng tin tưởng dương trần, tàn hình đám người đoán chừng là không chết Bất quá đây hết thảy lại có ai tin đây? Cái khác đế tôn là chắc chắn không phục tin tưởng bọn họ thầy trò lời nói của một bên nghe sư tôn quát mắng, Dương Trần lần này cũng là không dám phản bác, hoàn toàn chính xác, muốn quái chỉ có thể tự trách mình quá ngu, trúng tiêu trần quỷ kế. Bất quá vừa nghĩ tới tiếp xuống hợp thiên môn muốn sung làm tiên phong, đến lúc đó tất nhiên tổn thất nặng nề, Dương Trần trong lòng liền như thế đều không cam tâm. Tiêu Trần cái này tỏ rõ chính là muốn suy yếu hợp thiên môn thực lực, mà mục đích hắn làm như vậy là cái gì, Dương Trần coi như dùng đầu ngón chân đều có thể dự đoán được, rõ ràng là vì sau này hủy diệt hợp thiên môn làm chuẩn bị. Hiện nay đám người đối mặt tà đạo võ giả, chỉ có thể lựa chọn liên hợp lại cùng nhau, bất quá một khi chính tà chi chiến kết thúc, kiếm môn cùng hợp thiên môn nhất định có một trận chiến, mà đến lúc đó nếu như hợp thiên môn tại chính tà chi chiến thời điểm tổn thất quá mức nghiêm trọng, đến lúc đó lấy cái gì đi đối kháng kiếm môn. Tiêu Trần lúc này cũng đã bắt đầu bày ra làm sao hủy diệt kiếm môn rồi, cái này khiến Dương Trần trong lòng tức giận đồng thời vừa khẩn trương không ngớt. Căn bản cũng không muốn đi cùng tà đạo võ giả liều chết, nhưng chỉ là chư vị đế tôn quyết định, nếu như Dương Trần không làm theo, vậy thì đồng nghĩa với thời gian đại thiên thế giới tất cả thế lực đều đắc tội, bao quát thiên tổ ở bên trong. Trong lòng phẫn nộ, không cam lòng, đồng thời cũng vạn phần bất lực, lúc này Dương Trần chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Đào Minh trên thân. Đón Dương Trần ánh mắt, ngồi ở chủ vị phía trên Đào Minh, lúc này cũng là sắc mặt băng hàng, không nhắm rượu bên trong cũng là lạnh lùng nói, quân vô nhai, tiêu trần, muốn như thế liền hủy diệt ta hợp thiên môn, đơn giản si tâm vọng tưởng, bản tọa tuyệt sẽ không để bọn hắn như ý. Đào Minh trong mắt tràn đầy băng hàng chi ý, mà nghe hắn lời này dương trần sững sờ ngay sau đó cũng là lòng tràn đầy mong đợi hỏi sư tôn ngươi có biện pháp hư tiêu trần tiểu tử này muốn mượn tà đạo võ giả tây suy yếu ta hợp thiên môn thực lực đợi đến chính tà sau đại chiến lại ra tay nhất cử hủy diệt kiếm môn hắn nghĩ hay lắm phải biết rằng đây hết thảy đều muốn tại đại thiên thế giới chiến thắng điều kiện tiên quyết mới có thể trụ lại được nếu như chính tà đại chiến cuối cùng chiến thắng là tà đạo võ giả một phương đến lúc đó tiêu trần còn lấy cái gì tới hủy diệt ta hợp thiên môn lạnh trên một tiếng đào minh lạnh lùng nói Tiêu Trần muốn hủy diệt hợp thiên môn cũng tuyệt đối không thể có thế vào lúc này xuất thủ, mà lại, Tiêu Trần tất cả kế hoạch đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là đại thiên thế giới có thể đánh bại tà đạo võ giả, đạt được thắng lợi. Nhưng nếu như chính ta đại chiến, phe thắng lợi là tà đạo võ giả đây. Đến lúc đó kiếm môn tự thân đều khó bảo toàn, còn thế nào tới hủy diệt hợp thiên môn đây? Nghe Đào Minh lời này, Dương Trần đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền ý thức được Đào Minh địa chỉ nói bóng gió, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một mặt khẩn trương nhìn nói với Đào Minh sư tôn ngươi là muốn từ đào minh trong giọng nói dương trần rõ ràng nghe được hắn là muốn đi nương nhờ tà đạo võ giả một phen điều này không khỏi làm dương trần trong lòng khẩn trương lên phải biết thân là đại thiên thế giới thập đại lăng thiên tông môn một trong hợp thiên môn nếu là thật đầu phục tà đạo võ giả vậy tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ đại thiên thế giới công địch nhìn xem dương trần một mặt khẩn trương đào minh lập tức tức giận giận mắng không có tiền đồ chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ còn có những biện pháp khác tiêu trần kẻ này từng bước ép sát không có chút nào lưu một điểm đường lui, đừng nói là bản tọa còn phải ngoan ngoãn chờ không chết được. Tất nhiên hắn tiêu trần không để mặt mũi, cũng lưu không nên trách bản tọa rồi. Đào Minh đích thật là muốn đi nương nhờ tà đạo võ giả một phương, bất quá nguyên nhân chân chính cũng không phải hắn trên miệng nói tiêu trần, mà là quân vô nhai. Dương Trần đối với quân vô nhai thực lực có lẽ còn không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng mà Đào Minh cũng là rất rõ ràng, nói trắng ra là, bất luận tiêu trần kế hoạch có thành công hay không, kia sợ sẽ là thất bại, một khi kiếm môn cùng hợp thiên môn khai chiến, hợp thiên môn đều là không có phần thắng bởi vì đào minh ngăn không được quân vô nhai vì lẽ đó hợp thiên môn căn bản cũng không có chiến thắng khả năng quân vô nhai giống như là một thanh treo ở hợp thiên môn trên đầu lợi kiếm hết lần này tới lần khác đào minh còn không có chút nào năng lực đi ứng phó chui này tùy thời có thể muốn chính mình mệnh lợi kiếm xuất ra đầu tiên vì lẽ đó đi nương nhờ tà đạo một phương có vẻ như trở thành đào minh lựa chọn duy nhất chỉ có trợ giúp tà đạo một phương tại chính tà trong đại chiến chiến thắng chém giết quân vô nhai hợp thiên môn đào minh mới tính là chân chính an toàn. Theo Đào Minh, tiêu trần những cái kia thủ đoạn nhỏ, kỳ thực căn bản không đáng giá nhắc tới, chân chính nhường hắn kiên kỵ, thậm chí có thể nói là sợ hãi, chỉ có quân vô nhai một người. Có lẽ liền quân vô nhai chính mình cũng không nghĩ tới, mình có thể nhường Đào Minh như thế khủng hoảng, thậm chí không ngại lựa chọn đi nương nhờ tà đạo một phương, như thế tới bảo toàn tính mệnh. Đi nương nhờ tà đạo võ giả một phương, đây tuyệt đối là một cái quyết định trọng đại, dù là Dương Trần, tại nghe thấy Đào Minh lời nói này về sau, đều là không khỏi trong lòng cả kinh nhưng đáng tiếc, Đào Minh đã làm ra quyết định, Dương Trần căn bản cũng không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể lựa chọn nghe theo. Cũng không biết Đào Minh bên này quyết định, nghỉ dưỡng sức hai ngày sau, Đại Thiên Thế Giới một phương lại lần nữa đối với Thiên Ngô Đại Lộ phát động tiến công, dựa theo phía trước chư vị đế tôn thương nghị, kiếm môn không tham dự nữa chiến đấu kế tiếp, mà hợp Thiên Môn tắt thì tiếp tục sung làm tiên phong. Hai ngày Hợp thiên môn rất nhiều cường giả cũng là nhau nhau đã tới thiên ngô đại lộ, suy cho cùng chư vị đế tôn quyết định đã rất rõ ràng, lần này sung làm tiên phong, hợp thiên môn không thể lại có giữ lại, nhất thiết phải toàn lực ứng phó, vì lẽ đó, Dương Trần cũng chỉ có thể là đem hợp thiên môn rất nhiều cường giả, từ không gian thông đạo điều đi thiên ngô đại lộ. Kèm theo hợp thiên môn rất nhiều cường giả đến, một vòng mới tiến công bắt đầu, mà hợp thiên môn tự nhiên là đứng mũi chịu sào sông vào phía trước nhất. Đồng thời, đối với sung làm tiên phong nhiệm vụ, Dương Trần lần này ngược lại là không có đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu, hình như là trung thực thi hành chư vị đế tôn quyết định bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là cho thấy nhìn lên đến vùng trộm đào minh đã để hợp thiên môn một cái phó tông chủ bí mật đi đến viêm phong giới chỗ sâu tìm kiếm tử xà tà tôn thương nghị làm phản sự tình vì có thể làm cho tên này phó tông chủ mau chóng đến tử xà đám người chỗ một linh tông đào minh còn cố ý đem hợp thiên môn không gian linh chu giao cho tên này phó tông sử dụng bản tới chuyện trọng yếu như vậy đào minh tự mình tiến đến là tốt nhất nhưng mà không có cách thân phận của đào minh quá mức đặc biệt thân là một cái đế tôn đào minh nhất cử nhất động tự nhiên có không ít người tại nhìn lúc này đào minh nếu như tự mình tiến đến hoặc là đột nhiên tiêu thất nhất định sẽ khiến người hoài nghi vì lẽ đó đào minh chỉ có thể đem sự tình giao cho tên này phó tông mặt ngoài nhường dương trần trung thực thực hiện chư vị đế tôn quyết định thế nhưng là sau lưng đào minh đã phái người đi cùng tử xà tà tôn thương nghị làm phản sự tình càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử không thích hợp chương hai nghìn ba trăm ba mươi lăm đào minh phản bội nguồn mê truyện audio com Đối với Đào Minh phản bội Đại Thiên Thế Giới, đầu nhập Tà Đạo Võ Giả Trận Doanh, đám người vẫn không có phát giác, suy cho cùng Đào Minh dù nói thế nào cũng là một gã đế tôn, tại Đại Thiên Thế Giới quyền cao chức trọng, ai có thể tưởng tượng lấy được, Đào Minh thế mà lại phản bội Đại Thiên Thế Giới đây. Đối với Thiên Ngô Đại Lộ tiến công đã bắt đầu, từ hợp Thiên Môn đảm nhiệm tiên phong, còn lại tất cả thế lực lớn cũng là nhau nhau phái người tham gia chiến đấu, chỉ có kiếm môn lúc này ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là không gì sánh được vui lòng bất quá ngay tại đại thiên thế giới đối với thiên ngô đại lộ phát động mãnh liệt tấn công đồng thời một bên khác ngồi đào minh cấp cho không gian linh chu tên này hợp thiên môn phó tông chủ cũng là cuối cùng đã tới một linh tông đã từng một linh tông bây giờ đã trở thành tà đạo võ giả đại bản doanh chư vị tà tôn đều ở nơi này nghe hợp thiên môn một cái phó tông chủ tới chơi tử xà mặt lộ nụ cười đối với một bên xích mỹ nói hợp thiên môn ngược lại có chút ý tứ cùng đại thiên thế giới trang nghiêm khai chiến tà đạo võ giả một phương tự nhiên là chuyên môn điều tra qua đại thiên thế giới tình huống hôm nay, nhất là đối với thập đại lăng thiên tông môn, không nói rõ như lòng bàn tay, cũng chỉ ít có một chút đại khái nhận biết. Song phương chỗ ở trong lúc giao chiến, thế nhưng là hợp thiên môn một cái phó tông chủ lại chủ động phía trước tới bái phỏng hơn nữa còn là độc thân đến đây, xem chừng còn giống như là giấu giếm đại thiên thế giới thế lực khác. Trên mặt mang một vệt có chút khí ngược nụ cười, thoại âm rơi xuống, tử xa liền để cho người tên này phó tông chủ cho mang đi qua. Cũng không có thông tri cái khác tà tôn, bây giờ viêm đồng bế quan chữa thương tà đạo một phương chuyện lớn chuyện nhỏ cơ hội đều là tử xa làm chủ không có cách ai bảo tử xa thực lực gần với viêm đồng đây còn lại tà tôn cũng không có cái gì phản đối xem trước một chút hợp thiên môn tên này phó tông là có ý gì hoặc có lẽ người ở sau lưng hắn là có ý gì rất nhanh tên này hợp thiên môn phó tông chính là được đưa tới tử xa trước mặt chỉ đương nhiên xích mị cũng là tại chỗ đối mặt hai đại tà tôn tên này hợp thiên môn phó tông nói không khẩn trương đây tuyệt đối là giả phải biết tà tôn thế nhưng là cùng đế tôn cùng một cấp bậc tồn tại, mà lại, so sánh với chư vị đế tôn tới nói, tà tôn rõ ràng muốn càng thêm tàn nhẫn giết chóc, những cái này tà đạo võ giả vốn là hỉ nộ vô thường, ai biết lúc nào sẽ đột nhiên bạo khởi giết người. Vì lẽ đó, tại tử xà cùng xích mị trước mặt, tên này hợp thiên môn phó tông cố nén sợ hãi trong lòng, sắc mặt có chút tái nhật không mình hành lễ nói, vãn bối tham kiến tiền bối. Tư thái thả vô cùng thấp, không có cách. Tại tà tôn trước mặt nếu là còn không biết sống chết cùng vọng, đó nhất định chính là đang tìm cái chết nghe lời này tử xa ngược lại là sắc mặt bình tĩnh cười nói bây giờ song phương đang giao chiến ngươi thân là hợp thiên môn phó tông độc thân tới đây không biết có chuyện gì nói xong tử xa nụ cười trên mặt càng ngày càng tà mị đứng lên nghe vậy tên này hợp thiên môn phó tông cũng là không dám giấu giếm lúc này đem ý đồ của mình đúng sự thật nói một lần tên này phó tông là bị đào minh mệnh lệnh cố ý đến đây truyền đạt đào minh nguyện ý đi nương nhờ nói cảm ơn võ giả một phương trở thành một tên tà tôn đương nhiên đào minh cũng có yêu cầu của mình nghe đào minh lại muốn làm bạn đại thiên thế giới đi nương nhờ tà đạo võ giả tử xà trong mắt lóe lên một vệt tinh mang bất quá vẫn là bất động thanh sắc mở miệng nói ra này ngược lại là hiếm lạ rồi thân là đại thiên thế giới đế tôn đào minh lại muốn đi nương nhờ chúng ta ngươi xác định bản tọa mới vừa rồi không có nghe lầm không có không có vãn bối lời nói cũng mảy may không phải là giả nghe vậy tên này hợp thiên môn phó tông chủ liền vội vàng gật đầu đáp ngay sau đó cũng là đem hợp thiên môn cùng kiếm môn ân oán đúng sự thật nói với tử xa qua một lần, nguyên nhân cuối cùng còn là bởi vì quân vô nhai cường đại, để cho đào minh không thể không phản bội đại thiên thế giới, đầu nhập tà đạo võ giả môn hạ. Đào minh có lý do trọn vẹn phản bội đại thiên thế giới, bởi vì hắn không phản bội, kết quả cuối cùng cũng chết. Nghe xong tên này hợp thiên môn phó tông chủ, tử xa nhẹ giọng cười nói, thì ra là thế, bất quá đào minh nếu là hợp thiên môn lão tổ, hắn nếu là đầu phục ta tà đạo võ giả một phương, vậy các ngươi hợp thiên môn trên dưới những người khác làm sao bây giờ? tự nhiên là cùng nhau quy về tà đạo một phương. Nghe vậy, tên này phó tông chủ cung kính trả lời. Đào Minh là hợp thiên môn lão tổ, hắn phản bội đại thiên thế giới, như vậy hợp thiên môn trên dưới tự nhiên cũng chỉ có thể phản bội, đến nỗi những cái kia người không nghe lời, dết chính là, đây là Đào Minh sớm liền chuyện quyết định. Rất rõ ràng, Đào Minh đem tất cả đều đã nghĩ đến, đồng thời, vì có thể thuận lợi bị tà đạo một phương thu nạp, Đào Minh lần này còn đặc biệt dâng lên trọng lễ, đó chính là hợp thiên môn chiếc kia không gian linh chu làm hợp thiên môn tên này phó tông chủ lấy ra không gian linh chu nói là đào minh cho tử xà lễ gặp mặt lúc tử xà nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ nói xem ra đào minh là đem tất cả đều đã nghĩ đến tốt không gian linh chu thu hồi đi như thế bảo vật quý giá nếu là đột nhiên không thấy chẳng phải là chọc người hoài nghi mà lại tất nhiên đào minh huynh như thế có thành ý ta tà, tà đạo một phương tự nhiên cũng biết lấy ra vốn có thành ý đào minh dù nói thế nào cũng là một gã đế tôn nhân vật cùng tử xà bọn hắn có thể nói là ngang hàng tồn tại tất nhiên đào minh chủ động lựa chọn đi nương nhờ tà đạo một phương tử xà đương nhiên sẽ không không nể mặt mũi mà lại đào minh đầu nhập vào đối với tà đạo một phương có thế là có trợ giúp lớn lao xác định đào minh không tự như nói láo tử xà đối với tên này hợp thiên môn phó tông chủ thái độ biến khách khí ba phần bất quá muốn dễ dàng như vậy liền dung nhập tà đạo một phương đồng thời lấy được tử xà tín nhiệm rõ ràng cũng là không thể nào bất quá thoại âm rơi xuống dừng một chút đồng phục tử xà nói tiếp tất nhiên đào minh trong lòng đã có quyết đoán ngươi cũng thay ta chuyển cáo đào minh huynh ta tà đạo một phương mười điểm hoan nghênh hắn bất quá thế cục hôm nay phức tạp tất nhiên đào minh huynh đã chọn ta tà đạo một phương như vậy có một số việc còn cần bàn bạc kỹ hơn tạm thời nhường đào minh huynh không nên bại lộ chính mình tiếp tục lưu lại đại thiên thế giới trong liên minh đến nổi thiên ngô đại lộ chiến cuộc nhường đào minh huynh dây dư một chút thời gian một câu nói nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài thời gian tử xa ý tứ rất rõ ràng rồi nhường đào minh tiếp tục lưu lại đại thiên thế giới trong liên minh làm làm nội ứng thứ nhất có thể nhìn một chút đào minh có phải thật vậy hay không muốn đi nương nhờ tà đạo một phương, thứ hai nha, mà là tốt hơn lợi dụng đào minh tồn tại. Suy cho cùng so sánh với trực tiếp phản bội, nhưng đào minh tiếp tục che giấu rõ ràng có thể tạo được tác dụng lớn hơn. Nghe tử xa lời này, tên này hợp thiên môn phó tông chủ nào dám trừ tuyệt, lúc này liền là gật đầu đáp, bất quá vẫn là giải thích rõ chính mình cần xin chỉ thị đào minh một phen. Cũng không có tỷ hiềm gì, suy cho cùng tại tử xa cùng xích Mỹ trước mặt, tên này phó tông chủ rất rõ ràng, chính mình muốn biểu hiện chính là đầy đủ trung thành vì lẽ đó, ngay trước mặt của hai người, tên này hợp thiên môn phó tông chủ, trực tiếp liền là thông qua truyền âm phụ liên lạc Đào Minh, đem vừa rồi tử xa, không sai chút nào cáo trạng cho Đào Minh, chờ lấy Đào Minh làm quyết định. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2336 Quá chậm. Ngôn. Mê truyện audio. Com. Đại thiên thế giới, hợp thiên môn nơi ở tạm thời, bởi vì sung làm tiên phong duyên cớ, lúc này hợp thiên môn coi như là đi sâu vào thiên ngô đại lộ bên trong, đồng thời, bởi vì lần này chiêu vị đế tôn yêu cầu, là hợp thiên môn không thể lại có giữ lại chút nào, vì lẽ đó, liền thân là lão tổ đào minh, cũng là nhất định muốn xuất thủ. Có đào minh như vậy một vị đế tôn xuất lĩnh, tự nhiên là thế như trẻ tre, vì lẽ đó, ngắn ngủi không qua mấy ngày hợp thiên môn cũng đã dẹp xong không thiếu thiên ngô đại lộ trọng yếu thể nhớ. Chỉ bất quá, lúc này ở hợp thiên môn nơi ở tạm thời bên trong, đào minh gian phòng bên trong, một đạo tinh quang chui vào mi tâm, không cần phải nói, cái này tự nhiên là tên kia đi tới một linh tông phó tông chủ gửi tới truyền âm phù. Biết được truyền âm phù phía trên nội dung, đào minh chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng không tự chủ phát họa ra một tia cười lạnh nói, những cái này tà tôn từng cái ngược lại là rất tinh minh. Tử xa để cho mình tiếp tục lưu lại đại thiên thế giới sung làm nội gian, cái này hiển nhiên là còn không có hoàn toàn tin tưởng mình dù sao mình tiếp tục lưu lại đại thiên thế giới coi như mình là giả ý đi nương nhờ tà đạo một phương đối với tà đạo một phương cũng không có ảnh hưởng chút nào rất rõ ràng tử xà trong lòng đang suy nghĩ gì nhưng mà đào minh lại không có lựa chọn bởi vì đối mặt quân vô nhai áp lực đào minh biết mình chỉ có đi nương nhờ tà đạo một mới có lối thoát vì lẽ đó dù cho trong lòng rất cảm giác khó chịu nhưng mà đào minh vẫn là truyền tin cho tên kia thân ở một linh tông phó tông chủ lợi ích mà ý nhiều nói Chính mình đồng ý tử xà yêu cầu, sẽ tận lực tại Thiên Ngô Đại Lộ kéo dài thời gian. Một linh tông thu đến Đào Minh hội âm sau đó, hợp Thiên môn tên này phó tông chủ cũng là đem Đào Minh lời nói không sót một chữ chuyển báo cho tử xà, nghe vậy, tử xà vừa cười vừa nói, "Tốt, Đào Minh huynh hiểu rõ đại nghĩa, yên tâm đi, sau này Đào Minh huynh chính là ta tử xà đồng bạn, ta tà đạo một phương nhất định sẽ không cô phụ Đào Minh huynh một mảnh chân thành." Đào Minh không chút do dự liền đáp ứng, tử xà tự nhiên cũng cười nói dù sao mặc kệ song phương có phải hay không hoàn toàn tín nhiệm nhưng mà trên tình cảnh ít nhất phải không có trở ngại đi đều mang tâm tư đào minh cùng tử xà đã đạt thành bước đầu hiệp nghị mà đào minh cũng coi như là một chân bước vào tà đạo võ giả trận doanh đương nhiên muốn nhường tà đạo một phương triệt để tán thành tín nhiệm hắn còn không phải sự tình đơn giản như vậy điểm này đào minh chính mình cũng biết cùng tà đạo võ giả đạt tới nhận thức chung tiếp xuống một đoạn thời gian hợp thiên môn tình huống cũng là phát sinh biến hóa tại đào minh cùng dương trần tận lực an bài xuống hợp thiên môn đối với thiên ngô đại lộ thế công bắt đầu nhiều lần gặp khó mà chiến sự tiến lên cũng là một đường tiến vào giai đoạn giằng co tử xa muốn kéo dài thời gian mà đào minh vì có thể thành công gia nhập vào tà đạo một phương đội hình không có biện pháp cũng chỉ có thể làm theo mà đối với đào minh sư đồ đã phản bội đại thiên thế giới quay đầu tà đạo một phương sự tình hợp thiên môn bên trong cũng không có bao nhiêu người biết đào minh cùng dương trần cũng chưa nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế ý nghĩ suy cho cùng hợp thiên môn chính là đại thiên thế giới bản thổ thế lực rất nhiều người đối với đại thiên thế giới đều là tràn đầy nhiệt tâm để bọn hắn phản bội đại thiên thế giới đoán chừng rất khó vì lẽ đó không đến cuối cùng thời cơ đào minh không có ý định đem chính mình phản bội đại thiên thế giới sự tình đem ra công khai chiến sự một đường lâm vào cháy bỏng hợp thiên môn làm làm tiên phong cơ hồ mấy ngày cũng không có cách nào lại hướng phía trước đẩy thêm một bước thế nhưng có đào minh như vậy một vị đế tôn tự mình xuất thủ mà tà đạo võ giả một phương lại không có tà tôn ngăn cản theo lý mà nói cái này rất kỳ quái rồi không nên đánh chật vật như vậy a à. năm ngày thời gian trôi qua cùng ngay từ đầu thế như trẻ tre so sánh bây giờ hợp thiên môn đơn giản có thể dùng nửa bước khó đi để hình dung mà biến hóa như thế cũng là dần dần đưa tới những người khác chú ý kiếm môn tổ địa tiêu trần ngồi ngay ngắn ở trong viện một bàn cố linh giao thiên duyệt hồng tú tam nữ đi cùng vừa mới tiếp vào một phần truyền tin tiêu trần chính là mặt lộ nghi ngờ nhẹ giọng nỉ non nói không nên a à thấy tiêu trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm một bên cố linh giao cũng là kỳ quái hỏi tướng công cái gì không nên a à? đối mặt cố linh giao hỏi thăm tiêu trần cũng không có giấu giếm, đem nội dung trong bức thư đúng sự thật nói cho tam nữ nghe tiêu trần lời này tam nữ cũng là nhao nhao mở miệng nói ra đúng vậy a à, theo lý mà nói không có tà tôn xuất thủ hợp thiên môn không nên đánh gian nàng như vậy mới phải chính là ta xem a à, lại là cái này hợp thiên môn chính mình đang dở trò quỷ gì đây tam nữ đều cảm thấy là hợp thiên môn cao quý đến đâu bằng không mà nói có đào minh tự mình xuất thủ tại không có tà tôn ngăn trở tình huống dưới hoàn toàn chính xác không nên đánh gian nan như vậy mới phải nghe tam nữ tiêu trần cũng là nhẹ gật đầu sự tình có chút khác thường hợp thiên môn cử động rõ ràng liền có vấn đề tiêu trần bên này đã chú ý tới hợp thiên môn khác thường mà một bên khác quân vô nhai để tôn đồng dạng là phát giác đến một điểm này lúc này tại quân vô nhai nơi ở quân vô nhai cùng đan thanh dương hai người ngồi đối diện nhau đan thanh dương sắc mặt không phải rất dễ nhìn nói vô nhai huynh ngươi nói cái này đào minh đến tột cũng có ý tứ gì nhiều ngày như vậy hợp thiên môn thế mà chỉ đẩy vào một trăm dặm ở trong đó chắc chắn có vấn đề gì đan thanh dương hiển nhiên là đối với đào minh có chút không vui suy cho cùng những thiên ngô đó đại lộ là chư vị đế tôn cùng nhau quyết định lúc này đào minh còn như thế dây dưa thật sự là có chút không biết đại cục rồi bất luận đại thiên thế giới nội bộ có mâu thuẫn gì nhưng bây giờ lại là cần muốn mọi người nhất trí đối ngoại thời điểm a nghe đan thanh dương lời này đối diện quân vô nhai nhưng là sắc mặt bình tĩnh nghiễm nhiên dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió thấy quân vô nhai không để ý tới chính mình đàn thanh dương tức giận dựng râu trận mắt nói ta nói vô nhai huynh cái này đều đã đến lúc nào rồi ngươi làm sao còn bình tĩnh như thế cái này thiên ngô đại lộ trì trời bắc không được đến đối với đó sau chiến cuộc ảnh hưởng có bao lớn ngươi không biết sao thanh dương huynh vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ đào minh đang suy nghĩ gì ta cũng không biết a à. nghe vậy quân vô nhai cười khổ một tiếng nói Đào Minh nhất định là có vấn đề, nhưng là cũng không biết hiện nay Đào Minh đến tột cùng đang suy nghĩ gì, là bởi vì chuyện lúc trước lòng sinh oán hận đây, vẫn có cái gì nguyên nhân khác. Ngay tại quân vô nhai vừa dứt lời, âm lịch thiên thế mà chủ động tìm tới cửa, nhìn thấy âm lịch thiên, đàn thanh dương lúc này tức giận nói, ngươi tới làm gì? Hừ. Âm lịch thiên cùng Đào Minh đều là chung một phe, bây giờ Đào Minh cử động nhường đàn thanh dương 10 điểm chính xác, như thế đối với âm lịch thiên tự nhiên cũng tức giận rồi. Đối mặt đàn thanh dương lạnh giọng quát lớn, âm lịch thiên nhưng là thản nhiên nói đừng như vậy trừng ta ta cũng không biết đào minh lại dở trò quỷ gì đại cục làm trọng điểm đạo lý này ta vẫn hiểu ta đã luôn phiên truyền tin cho đào minh thế nhưng là hắn đều không có trả lời ta ta tới đây cũng là muốn cùng hai người các ngươi thương nghị một chút nhìn một chút đào minh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nói xong âm lịch thiên cũng không khách khí trực tiếp đặt mông ngồi ở quân vô nhai cùng đang thanh dương bên cạnh hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2337 Ta thần phục sinh Nguồn Mê truyện audio com Thiên ngô đại lộ chiến sự có thể nói chính là quân vô nhai bốn người bọn họ phụ trách, mà lại cho tới bây giờ, tử xa tà tôn cũng không có phát hiện thân. Theo lý mà nói, Tại Tử Sa Tà Tôn không có xuất thủ tình huống dưới, Thiên Ngô đại lộ chiến sự hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc, nhưng mà tình huống hiện tại lại hoàn toàn là giáp giới tương phản. Đối mặt Đào Minh khác thường, không chỉ là quân vô nhai cùng Đang Thanh Dương trong lòng kỳ quái, liền cùng hắn vẫn đứng tại cùng một trên trận tuyến âm lịch thiên cũng là như thế, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không chủ động tìm tới quân vô nhai cùng Đang Thanh Dương rồi. Âm lịch thiên mặc dù quân vô nhai bọn hắn có chút bất thường, đương nhiên, đây là bởi vì lý tiêu nguyên nhân, có thể là bất kể nói thế nào, tại trái phải rõ ràng trước mặt âm lịch thiên vẫn biết cái gì nhẹ cái gì nặng bây giờ đại địch trước mặt âm lịch thiên chắc chắn sẽ không cầm toàn bộ đại thiên thế giới nói đùa vì lẽ đó tại phát giác được đào minh khác thường sau đó âm lịch thiên liền ngay cả phiên truyền tin cho đào minh nhưng đáng tiếc đào minh căn bản cũng không có hội âm nghe âm lịch thiên lời này quân vô nhai ngược lại là không nói thêm gì thậm chí còn tự mình cho hắn rót một chén nước trà ngay sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói ra đào minh sự tình ta cảm thấy hay là muốn tự mình đi xem một chút âm lịch thiên ngươi cùng đào minh tư giao rất tốt không bằng ngươi đi tiền tuyến một chuyến đào minh đến tột cùng đang suy nghĩ gì bây giờ không có người biết đồng thời truyền tin liên hệ hắn cũng không hồi phục vì lẽ đó quân vô nhai chỉ có thể phái người tiến đến tự mình tra xét mà trước mắt người mạnh nhất tuyển lộ ra lại chính là âm lịch thiên không thể nghi ngờ nghe quân vô nhai lời này âm lịch thiên uống một hớp nước trà ngay sau đó cũng là gật đầu đáp chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy rồi việc này không nên chậm trễ ta cái này liền lên đường thôi thoại âm rơi xuống âm lịch thiên chính là trực tiếp đứng dậy rời đi thiên ngô đại lộ chiến sự đối với đại thiên thế giới tới nói rất là máu chốt, không cho phép có chút nào sai lầm, vì lẽ đó, âm lịch thiên cũng 10 điểm xem trọng. Đưa mắt nhìn âm lịch thiên rời đi, đàn Thành dương khẽ thở dài một hơi nói, ta luôn cảm thấy sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Đối với vu đàn thanh dương, quân vô nhai không có nói bất cứ ý kiến gì. Cũng liền tại quân vô nhai đám người đã hoài nghi đạo minh thời điểm, một bên khác, tạ đạo võ giả một phương, phong ấn chi địa bên trong, lúc này tử xa tà tôn đều là tại chỗ liền một mực bế quan chữa thương viêm đồng đều là xuất quan chạy đến chư vị tà tôn tề tụ phong ấn chi địa không vì cái gì khác tự nhiên là bởi vì tà thần đại nhân phía trước ngưng tụ toàn bộ đại thiên thế giới tinh lực vì chính là phục sinh tà thần đại nhân bây giờ thời gian dài như vậy trôi qua tà thần đại nhân nhục thân cùng với đúc lại thành công tiếp súng chính là một bước máu chốt nhất rồi liền thấy viêm đồng từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu đen ngọc thạch sắc mặt ngưng trọng nói trước kia đại thiên thế giới tưởng rằng tà thần đại nhân bị giết, thật tình không biết lúc trước tà thần đại nhân liền lưu lại mình một tia tàn hồn, vì chính là một ngày kia, có thể một lần nữa quân lâm thế gian. Một tia tà thần tàn hồn, nghe viêm đồng lời này, còn lại tà tôn cũng là sắc mặt nghiêm túc, cái này một tia tàn hồn là năm đó tà thần đại nhân tận lực lưu lại, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, mà hiện nay, cái này sợi tàn hồn nhiễm nhiên trở thành có thể hay không phục sinh tà thần đại nhân chỗ máu chốt. Nếu như cái này sợi tàn hồn có thể cùng nhục thân hoàng mỹ dung hợp, cái kia tà thần đại nhân liền có thể phục sinh cũng bất quá nhiều do dự suy cho cùng hiện nay lưu cho tà đạo một phương thời gian không nhiều lắm mặc dù thiên ngô đại lộ bên kia có đào minh một mực đang kéo dài thời gian nhưng mà lâu như vậy đi qua đào minh cử động đoán chừng đã là gây nên cái khác đế tôn hoài nghi vì lẽ đó nhất định muốn mau chóng phục sinh tà thần đại nhân lúc này viêm đồng bắp chặt lấy màu đen ngọc thạch ngay lập tức một tia tàn hồn bắt đầu từ màu đen ngọc trong đá phiêu nhiên mà ra ngay sau đó chui vào quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong có thể lờ mờ nhìn thấy lúc này quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong đang có nhất cử nhục thân lăn không lơ lửng mà cái này một tia tàn hồn tiến vào nhục thân sau đó rất nhanh huyết quang đại tác cái này là linh hồn cùng nhục thân đang tại dung hợp giai đoạn đối với cái này viêm đồng chư vị tà tôn trong lòng đều là khẩn trương theo lý mà nói bọn hắn huyết tế toàn bộ viêm phong giới mới hình thành bộ thân thể này hẳn là rất cường hãn nhưng mà viêm đồng bọn hắn cũng không dám hứa chắc bộ thân thể này thật sự có thể chịu được tà thần linh hồn người lớn thời gian từng chút từng chút qua, mấy canh giờ về sau, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong bộ thân thể này, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, vừa bắt đầu trong hai mắt không có chút nào thần thái, bất quá thời gian dần qua, hai mắt bắt đầu tập trung, sau đó đảo qua tại chỗ viêm đồng đám người. Trong không khí, kèm theo bộ thân thể này chậm rãi mở hai mắt ra, phản phất bầu không khí đều trở nên ngột ngạc không ít, sau nửa ngày, bộ thân thể này rốt cục mở miệng nói ra. Bản tòa trở về rồi âm thanh có vẻ hơi suy yếu, bất quá nghe lời này, viêm đồng đám người cũng là vui mừng quá đổi, lúc này liền là đối nam tử trung niên chấp tay hành lễ nói, tham kiến tà tôn. Đối mặt viêm đồng tà tôn thi lễ, nam tử trung niên khẽ gật đầu, hữu khí vô lực hỏi, hiện nay tình huống như thế nào? Tà thần đại nhân, chính tà chi chiến lại lần nữa mở ra, ba đại phong ấn chi địa đã toàn bộ tương đối khá, ta cũng thành công thoát thân, chẳng qua hiện nay đại thiên thế giới cường giả cũng là liên hợp lại, đang cùng ta tà, tà đạo võ giả kịch chiến. Nghe vậy, viêm đồng đơn giản đem sự tình nói một lần. Tà thần là cả tà đạo một phương lãnh tụ, cũng là người mạnh nhất, tên là tà thiên. Nghe viêm đồng lời nói này, tà thiên thẳng nhiên nói. Chính tà chi chiến sao, bản tọa muốn bế quan khôi phục, tạm thời không thể xuất quan, hết thảy chờ bản tọa sau khi xuất quan lại nói. Chính tà chi chiến lại lần nữa bộc phát, kèm theo viêm đồng lời nói này. Tà Thiên trong mắt ngay từ đầu xác thực là có vẻ lạnh như băng đến cực điểm thần sắc chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: "Vừa mới phục sinh, tà thiên vẫn không có triệt để khôi phục thậm chí có thể nói rất suy yếu vì lẽ đó hắn cần thời gian tới tu dưỡng đương nhiên có thể phục sinh tiếp xuống lấy tà thiên thủ đoạn những chuyện này cũng không khó khăn nghe tà thiên lời này viêm đồng đám người tự nhiên là gật đầu hẳn là ngay sau đó lại bàn giao một ít chuyện về sau tà thiên liền nhường viêm đồng bọn hắn rời đi mà chính hắn nhưng là bắt đầu bế quan khôi phục từ phong ấn chi địa rời đi lúc này tử xà đột nhiên nhận lấy đạo minh truyền tin những ngày này, Đào Minh hoàn toàn là dựa theo tử xà ý tứ tại đồng dạng thời gian, như thế, tử xà cũng dần dần tin tưởng Đào Minh thành ý, lúc này tiếp vào Đào Minh truyền tin, tử xà nhíu mày, bởi vì trên thư chỉ có một cái nội dung, 10 điểm đơn giản. Sự tình có biến, chỉ sợ bại lộ. Đào Minh bên kia cảm thấy mình rất có thể muốn bại lộ, đối với cái này, tử xà đem ánh mắt nhìn về phía Viêm Đồng, mở miệng hỏi. Đào Minh gửi thư, làm sao bây giờ? Đi phối hợp tác chiến một chút đi, Đào Minh dù sao cũng là một cái đế tôn đối với ta tà đạo một phương cũng coi như là chỗ hữu dụng, đến nỗi nói thiên ngô đại lộ, bây giờ tà thần đại nhân đã thành công phục sinh, tạm thời nhường cho đại thiên thế giới, thì thế nào? Viêm đồng nói, hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2338 Chuẩn bị vạn toàn. Nguồn Mê truyện audio.com Đào Minh những ngày này đối với tà đạo một phương ra lệnh xác thực là làm không tệ, mà lại, bản thân hắn chính là một cái đế tôn, mà lại là hợp thiên môn lão tổ, hắn đi nương nhờ tà đạo võ giả một phương, đối với tà đạo võ giả nhất định là không có cái gì chỗ xấu. Vì lẽ đó, khi nhận được xem như đào Minh cầu viện tin về sau, viêm đồng không có quá nhiều do dự chính là dự định phía trước đi cứu viện. Ngược lại hiện nay tà thần đại nhân cũng đã thành công phục sinh, thiên ngô đại lộ coi như là nhường cho đại thiên thế giới cũng không có quan hệ gì đến nỗi đào minh nha tiếp ứng một cái nhường hắn an toàn từ thiên ngô đại lộ rút lui cũng là cần thiết nghe viêm đồng lời này tử xà cũng có ý tưởng giống nhau lúc này nhẹ gật đầu ngay sau đó tử xà chính là tự mình dẫn người chạy tới thiên ngô đại lộ một chuyến tổng cộng ba tên tà tôn đi tới thiên ngô đại lộ tiếp ứng đào minh trên đường tử xà cũng trở về tin cho đào minh nói cho hắn biết sau một ngày chính mình đến nhường hắn làm tốt chuẩn bị rút lui thiên ngô đại lộ một tòa tên là thường thanh thành trong thành trì nơi này xem như hợp thiên môn nơi ở tạm thời mà lúc này tại nguyên bản trong phủ thành chủ đào minh ngồi trong phòng nhận được tử xa hội âm từ tử xa hội trong thư đào minh đã biết chính mình không cần lại đã ẩn tàng mà là làm tốt chuẩn bị rút lui chờ tử xa đám người đến liền thoát ly đại thiên thế giới công khai đi nương nhờ tà đạo một phương bất quá muốn rút lui đào minh cần phải làm chuẩn bị cũng không ít sớm nhất chính là hợp thiên môn trên dưới nhiều người như vậy đối với hợp thiên môn đám người, Đào Minh cũng sớm đã nghĩ kỹ, không thể nào toàn bộ mang đi, suy cho cùng hợp thiên môn trên dưới, vẫn có như vậy một số người đối với đại thiên thế giới không gì sánh được trung thành rồi, để bọn hắn đi nương nhờ tà đạo một phương, đoán chừng là không thể nào. Vì lẽ đó, Đào Minh chỉ tính toán mang đi tâm phúc của mình, đến nỗi cái khác hợp thiên môn đệ tử, cái kia liền mặt cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Mà lại, hiện nay bày ở trước mặt mình, còn có âm lịch thiên muốn ứng phó, thật là bởi vì âm lịch thiên tự mình đến đến thường thanh thành đào minh mới có thể truyền tin cho tử xà bởi vì từ âm lịch thiên trong giọng nói đào minh cảm thấy hắn hoài nghi đối với mình liền âm lịch thiên cũng bắt đầu hoài nghi mình lại càng không cần phải nói cái khác đế tôn rồi vì lẽ đó đào minh mới có thể truyền tin cho tử xà nói cho chính hắn sợ rằng sắp bại lộ trong mắt lập loè một vẻ lạnh như băng ngay sau đó đào minh đem dương trần cùng với hợp thiên môn mấy tên phó tông triệu tập tại gian phòng của mình nhìn về phía đám người đào minh thẳng nhiên nói chuẩn bị một chút đi chúng ta muốn rút lui, môn hạ đệ tử, phạm là trung tâm tại ta, đều có thể mang đi, đến nỗi những người khác, liền để bọn hắn tự thân tự diệt đi. Những người trước mắt này, đều là đào minh tâm phúc, đối với đào minh tự nhiên là trung thành tuyệt đối, vì lẽ đó, bọn hắn cũng đã sớm biết đào minh đã trong bóng tối đầu phục tà đạo một phương sự tình. Lúc này nghe đào minh lời này, mấy người đều là hơi biến sắc mặt, từ đào minh trong lời nói không khó nghe ra, đoán chừng đào minh là dự định triệt để thoát ly đại thiên thế giới, công khai đầu nhập tà đạo võ giả một phương. Đối với cái này, mấy người sắc mặt đều là có chút phức tạp, suy cho cùng đi nương nhờ tà đạo võ giả một phương, vậy bọn hắn chẳng khác nào là ngàn người chỉ rõ, đến lúc đó toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ xem thường bọn hắn. Chỉ bất quá, dù cho như thế, thế nhưng là hiện nay đã là tên đã trên dây không thể không phát, vì lẽ đó, ngăn lại, tất cả mọi người vẫn là nhau nhau điểm đáp. Đem một đám vặt vảnh việc nhỏ đều giao cho đám người đi xử lý, đào minh bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là muốn ổn định âm lịch thiên, ít nhất tại tử xà đám người đến trước đó, không thể để cho âm lịch thiên phát giác được cái gì không đúng, trong bóng tối bắt đầu rút lui làm việc, mà vào lúc ban đêm, Đào Minh cũng là cùng âm lịch thiên cùng nhau uống rượu. Trong sân, hai người ngồi đối diện nhau, nhìn trước mắt Đào Minh, mặc dù không có chứng cớ gì, nhưng mà âm lịch thiên luôn cảm giác Đào Minh có chút không giống, mà cụ thể là địa phương nào không đồng dạng, âm lịch thiên chính mình cũng không nói lên được. Hai người trầm mặt uống rượu, đột nhiên, âm lịch thiên nhìn như là thuận miệng nói, Đào Minh huynh, ta cảm giác ngươi thật giống như thay đổi. Ồ, phải không? Nói một chút, nơi nào thay đổi? nghe vậy, đào minh bất động thanh sắc cười nói. tại âm lịch thiên trước mặt, đào minh cố hết sức tất giấu chính mình đầu nhập tà đạo một phương sự tình. suy cho cùng hiện nay tử xà đám người còn chưa có tới, nếu như lúc này bại lộ, đào minh rất có thể liền thiên ngô đại lộ đều không trốn thoát được. suy cho cùng quân vô nhai cùng đang thanh dương lúc này đều tại thiên ngô đại lộ. một khi để bọn hắn biết mình phản bội đại thiên thế giới, đoán chừng ba người sẽ không đối với chính mình thủ hạ lưu tình, thậm chí liền âm lịch thiên sợ rằng đều sẽ ra tay với mình. đào minh ra vẻ trấn định trả lời, mà đối với cái này âm lịch thiên cũng là lắc đầu nói ta cũng không nói lên được cảm giác thôi thoại âm rơi xuống hai người lại một lần rơi vào trầm mặc bầu không khí trở nên có chút cổ quái theo lý mà nói đào minh cùng âm lịch thiên tư giao rất tốt không nên sẽ là như thế thế nhưng là lần này hai người tại uống rượu với nhau cũng là cho âm lịch thiên một loại không nói gì nhau cảm giác không biết nên nói cái gì cũng không lâu lắm âm lịch thiên chủ động đứng dậy nhìn nói với đào minh ta đi về trước nói xong âm lịch thiên chính là cất bước hướng viện đi ra ngoài chỉ bất quá ngay tại hắn mới vừa đi ra cửa viện thời điểm, âm lịch thiên dẫm chân xuống, không quay đầu lại nói. Đào Minh Huynh, ta cho rằng bất luận chuyện gì phát sinh, bây giờ đều hẳn là lấy đại cục làm trọng. Nói xong, cũng không cần Đào Minh đáp lời, âm lịch thiên trực tiếp cất bước rời đi. Nhìn xem âm lịch thiên bóng lưng rời đi, Đào Minh trong mắt nhưng là lóe lên một chút băng lãnh, từ âm lịch thiên trong lời nói, Đào Minh làm sao còn không biết, cái này âm lịch thiên đoán chừng đã là phát giác không đúng. Chỉ bất quá, Âm lịch thiên hẳn còn chưa biết mình đã trong bóng tối đầu phục tà đạo một phương, bằng không mà nói, âm lịch thiên chắc chắn liền sẽ không như thế nói chuyện với mình rồi. Đi nương nhờ tà đạo một phương, đây là phạm vào tối kỵ, hiển nhiên là cùng toàn bộ đại thiên thế giới là địch, dù cho âm lịch thiên cùng mình quan hệ cho dù tốt, hắn nếu là biết việc này, nhất định là sẽ không thờ ơ. Còn có một đêm thời gian, hy vọng ngươi có thể thông minh một chút. Uống một hơi cạn rượu trong ly, đào minh thẳng nhiên nói. Ngày mai tử xà đám người liền có thể đến, đến lúc đó chính mình liền có thể rút lui thiên ngô đại lộ công khai đi nương nhờ tà đạo một phương cũng liền tại đào minh âm thầm trong khi nói chuyện vốn nên là trở về chỗ mình ở âm lịch thiên lúc này cũng là mượn bóng đêm yểm trợ rời khỏi phủ thành chủ âm lịch thiên chưa có trở về phòng nghỉ ngơi mà là một thân một mình rời đi phủ thành chủ ở trong đó mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết có thế cảm giác rõ ràng đến đào minh không thích hợp âm lịch thiên cũng là muốn nhìn một chút cái này đào minh đến tột cùng ở sau lưng làm cái quỷ gì vì lẽ đó âm lịch thiên một thân một mình bí ẩn đi tới hợp thiên môn còn lại phó tông nơi ở từ đào minh nơi này tìm không thấy chứng cớ gì âm lịch thiên liền định từ hợp thiên môn chứ vị phó tông trên thân tìm một chút có cái gì manh mối thân là một cái đế tôn âm lịch thiên có lòng muốn muốn ẩn tàng hợp thiên môn bên trong ngoại trừ đào minh tự nhiên là thiếu có người có thể phát hiện hắn hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn một đường mạnh lên một đường hủy diệt tất cả một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2339 Người điên Nguồn Mê truyện audio com Âm lịch thiên mượn bóng đêm yểm trợ, rất nhanh liền đi tới trong đó một tên hợp thiên môn phó tông chủ nơi ở, chỉ bất quá rất đáng tiếc, tìm một quyền, âm lịch thiên cũng không có tìm được tên này phó tông chủ. Âm lịch thiên mượn bóng đêm yểm trợ, rất nhanh liền đi tới trong đó một tên hợp thiên môn phó tông chủ nơi ở, chỉ bất quá rất đáng tiếc, tìm một quyền, âm lịch thiên cũng không có tìm được tên này phó tông chủ. Rất rõ ràng tên này phó tông chủ lúc này cũng không tại chỗ ở, một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, âm lịch thiên chính là khởi hành rời đi, ngay sau đó đi đến người thứ hai phó tông chủ nơi ở, bất quá liên tiếp đi mấy tên hợp thiên môn phó tông chủ nơi ở, âm lịch thiên thậm chí ngay cả một cái hợp thiên môn phó tông đều không có tìm được. Đêm đã khuya, thế nhưng là hợp thiên môn tổ vị phó tông giống như đều không có ở đây chỗ ở của mình đồng dạng, trong lúc nhất thời âm lịch thiên càng là cảm thấy kỳ quái đến cùng xảy ra chuyện gì chân mày hơi nhíu lại âm lịch thiên nhẹ giọng nỉ non nói trực giác nói cho âm lịch thiên đào minh khẳng định có vấn đề nhưng mà cái này vấn đề ở chỗ nào âm lịch thiên nhưng căn bản không đoán được trong lòng không cam lòng âm lịch thiên cũng không liền từ bỏ như vậy tiếp tục tại trong thành tìm kiếm thậm chí đến sau cùng âm lịch thiên trực tiếp ra khỏi thành đi tới thành trì phía tây trong rừng rầm thân là một cái đế tôn Âm Lịch Thiên năng lực nhận biết tự nhiên rất là nhạy bén, lúc trước ở trong thành tìm kiếm thời điểm, Âm Lịch Thiên chính là cảm thấy bên ngoài thành phía tây trong rừng rậm có không thiếu khí tức loáng thoáng truyền tới. Rất rõ ràng, cái này trong rừng rậm, lúc này đã ẩn tàng không ít người, mà lên xem chừng giống như thực lực đều còn không thấp. Dọc theo khí tức một đường truy tìm tới, núp trong bóng tối, Âm Lịch Thiên nhìn trước mắt thần thần bí bí tụ hội tại trong rừng rậm đám người, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ kinh dị. Lúc này ở đêm khuya bao phủ xuống, vốn nên cái kia không có một bóng người trong rừng rậm thế mà cất giấu không thiếu hợp thiên môn cường giả. Tông chủ Dương Trần, cùng với hợp thiên môn chư vị phó tông, còn có đông đảo hợp thiên môn trưởng lão, chấp sự, đệ tử, từng cái tụ hội ở đây, nhân số chừng hai, ba vạn người. Nhiều người như vậy, đêm khuya tụ hội ở đây, rõ ràng là không tầm thường, mà lại, thông qua mấy tên hợp thiên môn phó tông nói chuyện, âm lịch thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm xuống. Chư vị, lần này rời đi, ta chính là tà đạo võ giả, tất nhiên đại thiên thế giới dung không được chúng ta, vậy chúng ta liền khác lập môn hộ, lão phu tin tưởng vững chắc, tại lão tổ dẫn đầu dưới, ta hợp thiên môn nhất định sẽ lại lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa. Một cái phó tông chủ một mặt kiên định nói. Tại chỗ những người này đều là tử trung tại đạo minh người, cũng là lần này muốn đi theo đạo minh cùng nhau đi nương nhờ tà đạo một phương người, đến nỗi cái khác hợp thiên môn đệ tử, bởi vì đạo minh cũng không tin tưởng bọn họ, vì lẽ đó cũng không có dự định dẫn bọn hắn cùng rời đi. Dựa theo đạo minh mệnh lệnh, đám người đêm khuya tụ hội ở đây, vì chính là đợi đến bình minh ngày mai, tử xa tà tôn đến, đến lúc đó liền cùng rời đi thiên ngô đại lộ, đi tới một linh tông. Mà từ giờ trở đi, bọn hắn những người này không phải đại thiên thế giới võ giả, mà là trở thành tà đạo võ giả. Nghe chư vị phó tông, mọi người ở đây mặc dù có sắc mặt người phức tạp, nhưng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, bọn họ đều là tử trung tại đạo minh người, đi theo đạo minh, tự nhiên là bọn hắn cuối cùng lựa chọn. Chỉ bất quá, mọi người ở đây trong khi nói chuyện, bọn hắn hoàn toàn không có có ý thức đến, lúc này trong bóng tối còn cất giấu một người, mà người này tự nhiên chính là một đường tìm kiếm đến đây âm lịch thiên rồi phía trước một mực liền cảm thấy đào minh rất kỳ quái nhưng mà âm lịch thiên như thế cũng không nghĩ tới đào minh thế mà phản bội đại thiên thế giới đầu nhập tà đạo một phương cái này hiển nhiên là chạm tới tất cả mọi người ranh giới cuối cùng dù là âm lịch thiên lúc này trong mắt cũng là thoáng qua một chút hàng mang không nghĩ tới đào minh thế mà lại chọn lựa như vậy ánh mắt đảo qua tại chỗ đông đảo hợp thiên môn cường giả âm lịch thiên trong lòng sát ý bốc lên là nhường hắn cùng quân vô nhai một phương người không hợp nhau cùng Lý Tiêu Càng là sinh tử đại địch, nhưng mà, âm lịch thiên đối với đại thiên thế giới trung thành vẫn là không cần hoài nghi. Đại thiên thế giới nội bộ mâu thuẫn về nội bộ mâu thuẫn, nhưng mà âm lịch thiên tuyệt đối sẽ không phản bội đại thiên thế giới. Liền, âm lịch thiên đối diện với mấy cái này hợp thiên môn cường giả, sát ý trong lòng cũng là chẳng những bốc lên, tất nhiên những cái này phản bội đại thiên thế giới, âm lịch thiên tự nhiên liền không khả năng lại lưu bọn hắn lại rồi. Trong mắt hàng ý càng ngày càng băng lãnh, ngay sau đó, âm lịch thiên cũng là không tiếp tục ẩn giấu thân hình chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Bởi vì âm lịch thiên cố ý bại lộ, hợp thiên môn đám người tự nhiên là ngay lập tức liền phát giác hắn tồn tại, một cái phó tông chủ sắc mặt âm trầm quát lên, "Ai?" Kèm theo tiếng nói, âm lịch thiên từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt băng lãnh đảo qua mọi người tại đây, trong miệng lạnh lùng nói, "Các ngươi đều là đại thiên thế giới võ giả, lúc này thế mà cam nguyện rơi vào tà đạo, không quản các ngươi là nguyên nhân gì, bản tọa hôm nay đều sẽ không đáp ứng, sau cùng cho các ngươi một cái cơ hội, quay đầu là bờ, bản tọa còn có thể thả các ngươi một mạng." nhìn người tới lại là âm lịch thiên dương trần cùng với hợp thiên môn chư vị phó tông đều là sắc mặt trầm xuống không nghĩ tới sự tình thế mà bị âm lịch thiên phát hiện mặc dù bọn hắn tại chỗ có nhiều người như vậy nhưng mà đối mặt một cái đế tôn áp lực tự nhiên cũng là không gì sánh được to lớn bất quá ngay tại âm lịch thiên hiện thân vừa dứt lời đào minh thân hình cũng là lăng không xuất hiện giữa sân nhìn về phía âm lịch thiên đào minh thản nhiên nói ngươi không phải như vậy nhiều chuyện âm lịch thiên nếu như không xen vào việc của người khác đào minh cũng không nguyện ý phức tạp chính mình sẽ an tĩnh rời đi, nhưng là bây giờ, sự tình bị âm lịch thiên phát hiện, đào minh cũng không thể không lộ diện. Đào minh kịp thời xuất hiện, nhưng hợp thiên môn đám người ám thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng cũng triệt để đốt lên âm lịch thiên lửa giận, nhìn về phía đào minh, âm lịch thiên tức giận quát lên. Đào minh, ngươi điên. Thân là đại thiên thế giới đế tôn, thế mà rơi vào tà đạo, ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Đây cũng không phải là cái gì nội đấu rồi, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ đại thiên thế giới là địch. Đối mặt âm lịch thiên gầm thét, Đào Minh cũng là cười lạnh nói, thì tính sao? Chẳng lẽ ta Đào Minh còn có những đường ra khác sao? Quân vô nhai liền giống như một thanh treo ở trên đầu ta lợi kiếm, một khi chính ta chi chiến kết thúc, ngươi cho rằng kiếm môn sẽ bỏ qua ta, tất nhiên thế nào đi nữa cũng là một lần chết, ta vì cái gì không thể thả tay đánh cược một lần. Đào Minh cũng không cảm thấy mình có lỗi gì, tất cả cũng là vì sống sót, vì có thể đối kháng quân vô nhai. Chỉ bất quá, nghe Đào Minh lời này, âm lịch thiên trên mặt vẻ thất vọng càng ngày càng nồng đậm, nhìn về phía âm lịch thiên, lắc đầu nói, đào minh ta thật không biết phải nói ngươi ngu xuẩn vẫn là ngu muội kiếm môn cùng hợp thiên môn tranh đấu nói cho cùng cũng bất quá là đại thiên thế giới chuyện nội bộ thế nhưng là tà đạo võ giả đây cái kia nhưng là toàn bộ đại thiên thế giới hoặc có lẽ là tất cả mọi người đại địch ngươi bây giờ đi nương nhờ tà đạo võ giả chính là tại nghịch thiên mà đi hậu quả trong này ngươi cũng minh bạch tà đạo võ giả tàn nhẫn rõ như ban ngày đào minh đi nương nhờ tà đạo võ giả chẳng khác nào là triệt để đứng ở đại thiên thế giới đứng ở phương thiên địa này toàn bộ sinh linh mặt đối lập đây cũng không phải là nói tùy tiện hai câu nói liền có thể được tha thứ tội, coi như đào minh là để tôn cấp nhân vật, cũng không được. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Liên minh huyền thoại Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc Chương 2340 Không có thuốc nào cứu được Nguồn mê truyện audio com phía trước liền cảm thấy đào minh rất là kỳ quái nhưng mà âm lịch thiên như thế nào cũng không nghĩ tới đào minh thế mà lại làm ra phản bội đại thiên thế giới trong bóng tối đi nương nhờ tà đạo một phương sự tình tới phải biết đây đã là chạm đến tất cả làng ranh dù cho đã từng âm lịch thiên cùng đào minh đứng tại trên một chiến tuyến nhưng là chuyện này âm lịch thiên đồng dạng sẽ không đồng ý thoại âm rơi xuống âm lịch thiên khắp khuôn mặt là sương lạnh nói đào minh ngươi nếu là liền như vậy thu tay lại chuyện hôm nay ta có thể làm như không nhìn thấy cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, không nên mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Lấy Âm Lịch Thiên cùng Đào Minh quan hệ, Âm Lịch Thiên có thể buông tha Đào Minh lần này, bất quá nếu là hắn chấp mê bất ngộ, khư khư cố chấp, cái kia Âm Lịch Thiên rõ ràng cũng là sẽ không đáp ứng. Nghe Âm Lịch Thiên lời này, Đào Minh trên mặt lộ ra một cái tia cười lạnh nói, "Âm Lịch Thiên, ta cảm thấy chuyện này ngươi hẳn là làm như không nhìn thấy, như thế ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng." Đào Minh hiển nhiên đã là hạ quyết tâm muốn đi nương nhờ tà đạo võ giả một phương, căn bản liền không có chút nào do dự, thấy thế âm lịch thiên sát ý trong mắt không ngừng ngưng kết. Đào Minh phản bội đại thiên thế giới, âm lịch thiên tuyệt đối không thể có thể đáp ứng, dù cho hai người tư giao rất tốt, thế nhưng là tại dạng này trái phải rõ ràng trước mặt, âm lịch thiên vẫn biết chính mình phải nên làm như thế nào. Trong mắt chứa đựng nồng đậm sát ý, âm lịch thiên nhìn về phía đào Minh lạnh giọng quát lên, nếu như thế, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Âm lịch thiên dự định đồng thủ, đối với cái này, đào Minh cũng là không sợ chút nào, hôm nay bị âm lịch thiên phát giác, đào minh đồng dạng cũng không khả năng nhường âm lịch thiên liền rời đi như thế, bằng không mà nói, cái kia chẳng phải là muốn giả tràn xe cát. Thoại âm rơi xuống, âm lịch thiên cùng đào minh đồng thời xuất thủ, liền thấy hai người từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cùng lúc đó, trên bầu trời, hai người một quyền đối oanh cùng một chỗ, kinh khủng dư ba trong nháy mắt đem không gian vỡ ra tới. Hai người chiến đấu đều là không có có nương tay chút nào, bất quá vì để tránh cho lan đến gần phía dưới một đám hợp thiên môn cường giả, đào minh vẫn là ngay lập tức cầm giữ không gian hai đại đế tôn giao thủ, thành thế có thể nói là cực kỳ kinh người, mà chiến đấu như vậy, hợp thiên môn một đám cường giả tự nhiên là không có biện pháp nhúng tay. âm lịch thiên thề muốn ngăn cản đào minh đi nương nhờ tà đạo một phương, mà đào minh cũng không nguyện ý liền như vậy dễ dàng thả âm lịch thiên rời đi. như thế, hai người chiến đấu tự nhiên là kịch liệt vạn phần. chiến đấu kịch liệt, âm lịch thiên còn không hết hy vọng nhìn nói với đào minh, đào minh, ngươi luôn miệng nói là bởi vì quân vô nhai, ngươi mới đi nương nhờ tà đạo một phương, ta ở đây cam đoan, coi như chính tà chi chiến kết thúc, kiếm môn nếu là đối ngươi hợp thiên môn động thủ. Ta thiên âm lâu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngươi không cần chấp mê bất ngộ rồi, không lại chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Đào Minh luôn miệng nói chính mình phản bội đại thiên thế giới là bởi vì quân vô nhai cùng kiếm môn, như thế, âm lịch thiên tự nhiên cũng là mở miệng khuyên, thậm chí không ngại làm ra hứa hẹn, nguyện ý cùng hợp thiên môn đồng sinh cộng tử. Nhưng mà rất đáng tiếc, nghe âm lịch thiên lời này, Đào Minh cười lạnh nói, âm lịch thiên, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Quân vô nhai thực lực rõ như ban ngày, ta nếu là tiếp tục lưu lại đại thiên thế giới, đây chẳng phải là chờ tại tự tìm chết. Đào Minh, ngươi thực sự là ngu xuẩn, theo ngươi nói như vậy, quân vô nhai có thực lực như vậy, hắn muốn giết ngươi đã sớm giết ngươi rồi, hà tất đợi đến hôm nay à. Nghe vậy, âm lịch thiên mắng. Lấy quân vô nhai thực lực muốn giết Đào Minh đích thật là không khó, nhưng mà, nhiều lần như vậy giao thủ, quân vô nhai lại từ đầu đến cuối không có làm như thế, như thế đến xem, kỳ thực quân vô nhai đối với chém giết Đào Minh là không có hứng thú gì quá lớn vẻn vẹn chỉ là vì điểm này đào minh liền phản bội đại thiên thế giới quay đầu tà đạo một phương cái này theo âm lịch thiên hoàn toàn chính xác chính là ngu xuẩn biểu hiện chỉ bất quá tùy ý âm lịch thiên làm sao thuyết phục đào minh vẫn không có chút nào dao động sắc mặt băng lãnh trả lời chê cười mệnh của ta chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình há có thể nhìn đừng sắc mặt người muốn giải quyết uy hiếp biện pháp duy nhất chính là nhường tà đạo một phương chiến thắng chỉ cần quân vô nhai chết rồi vậy ta liền gối cao không lo cũng bởi vì quân vô nhai uy hiếp Đào Minh thậm chí không ngại nguyện ý giúp trợ tà đạo một phương chiến thắng, đây con mẹ nó chính là đạo lý gì? Nghe Đào Minh lời này, âm lịch thiên lửa giận triệt để bị nhan lửa, trong tay thế công càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời, trong mắt sát cơ cũng là càng ngày càng cuồng bạo, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đào Minh nói. Ngu xuẩn, Đào Minh, đã ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia cũng đừng trách ta. Ha ha, ngươi có bản sự này sao? Nghe vậy, Đào Minh cười lạnh nói. Nói nhiều như vậy, âm lịch thiên cũng biết, Đào Minh là quyết tâm muốn phản bội đại thiên thế giới, đầu nhập tà đạo một phương, nếu như thế, cái kia liền không có gì để nói nhiều rồi, chỉ có thể cưỡng ép đem hắn bắt giữ, tiếp đó lại mang về, nhưng chưa vị đế tôn hẳn là thương nghị xử lý. Không nói nữa, âm lịch thiên thế công càng hung mạnh hơn, mà đối với cái này, Đào Minh cũng là không dám khinh thường chút nào, hai người đều là ra tay toàn lực. Đã từng quan hệ cá nhân rất tốt hai người, lúc này cũng là ra tay đánh nhau, tại trái phải rõ ràng trước mặt, âm lịch thiên không để cho bước. Hai người từ đêm khuya một mực kịch chiến đến sáng sớm hơn nửa đêm kịch chiến hai người tuy nói là không có bất kỳ cái gì giữ lại nhưng mà vẫn không có phân ra thắng bại ý tứ bất quá theo sắc trời dần dần sáng lên đào minh trong mắt cũng là không tự chủ lộ ra một cái tia cười lạnh lạnh lùng quay về âm lịch thiên nói âm lịch thiên nếu như ta là ngươi bây giờ liền sẽ ngay lập tức trời đi đối mặt đào minh không hiểu thấu một câu nói âm lịch thiên hơi biến sắc mặt không hiểu đào minh đây là ý gì bất quá đối với đây đào minh cũng không có giải thích chỉ là lạnh cười nói một câu bởi vì hiện tại còn không đi vậy thì không đi được không hiểu đào minh đây là ý gì đối với cái này lợi nhuận trời lạnh tiếng uống nói chê cười bản tọa muốn đi ngươi có thể ngăn được ta đào minh chấp mê bất ngộ nhưng âm lịch thiên triệt để đánh mất kiên nhẫn mà chỉ bằng vào đào minh liền muốn giữ lại chính mình âm lịch thiên tự nhiên là không tin bất quá ngay tại hán thoại âm rơi xuống một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến đào minh tự nhiên là ngăn không được ngươi bất quá nếu là tăng thêm ta ba người đây kèm theo tiếng nói tử xà tam đại tà tôn thân ảnh xuất hiện tại âm lịch thiên trước mặt nhìn thấy tử xà ba người âm lịch thiên sắc mặt một bên, ngay sau đó tức giận đối với Đào Minh quát lên. Đào Minh, ngươi thực sự là không có thuốc nào cứu nổi. Đào Minh đã sớm cùng tử xà tà tôn liên lạc xong, liền tà tôn đều buông xuống thiên ngô đại lộ, rõ ràng, tất cả những thứ này đều là sớm có dự mưu. Đối mặt âm lịch thiên quát lạnh, Đào Minh cũng là lãnh đạm nói, làm bất cứ chuyện gì, tự nhiên cần phải chuẩn bị vạn toàn. Đào Minh huynh, bớt nói nhiều lời, chúng ta thời gian không nhiều, giết hắn, liền rời đi. Đào Minh thoại âm rơi xuống, một bên tử xà chính là trực tiếp mở miệng nói thiên ngô đại lộ bây giờ cũng không an toàn vì lẽ đó tử xà bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí bất quá đã có cơ hội tốt như vậy tử xà cũng là đối với âm lịch thiên lòng sinh sát ý dự định giết âm lịch thiên lại rời đi hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn một đường mạnh lên một đường hủy diệt tất cả một đường trở thành chân chính cường giả ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc liên minh huyền thoại Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2341 Mạo hiểm thoát thân Nguồn Mê truyện audio.com Thật vất vả bắt được một cái đại thiên thế giới lạc đàn đế tôn, mà lại, tại chỗ tử xà bọn hắn tổng cộng có bốn người, bốn đánh một cái tình huống dưới, rõ ràng là có khả năng chém giết âm lịch thiên. Thật vất vả bắt được một cái đại thiên thế giới lạc đàn đế tôn, mà lại, tại chỗ tử xà bọn hắn tổng cộng có bốn người, bốn đánh một cái tình huống dưới, rõ ràng là có khả năng chém giết âm lịch thiên mà một khi có thể chém giết một cái đế tôn cấp nhân vật, cái kia đối đại thiên thế giới đã kích có thể liền không thể đo lường rồi, phải biết, đế tôn cũng không phải trên đường nát vùng cải trắng, tổn thất một cái đế tôn, đối với đại thiên thế giới đã kích cũng là không gì sánh được to lớn. Trong mắt đã là có sát cơ nồng nặc hiện lên, vốn là dự định phía trước tới tiếp ứng đào minh, thế nhưng là ai nghĩ tới đây thế mà còn có ngoài ý muốn niềm vui. Nghe tử xà lời này, âm lịch thiên nhíu mày, hắn không nghĩ tới tử xà ba người thế mà lại xuất hiện tại thiên ngô đại lộ, bất quá rất nhanh, tiếp xuống đào minh lời nói càng làm cho âm lịch thiên trong lòng chật lạnh. Vậy thì động thủ đi. Biết được tử xa muốn muốn chém giết âm lịch thiên, đào minh chẳng những không có bất kỳ bất mãn gì cùng phản đối, thậm chí còn thúc giục động thủ. Phải biết, đào minh cùng âm lịch thiên không chỉ có riêng là đại thiên thế giới đế tôn, mà lại hai người quan hệ cá nhân rất tốt, phía trước tại đại thiên thế giới thời điểm, thiên âm lâu cùng hợp thiên môn càng là một cái trận tuyến tồn tại. Nhưng mà, giờ này khắc này, đào minh lại muốn chém giết âm lịch thiên, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đào minh, âm lịch thiên cười lạnh nói không nghĩ tới bản tọa còn có nhìn nhầm thời điểm đào minh ngươi khỏe ngươi rất tốt đào minh muốn chém giết chính mình cái này khiến âm lịch thiên trong lòng thất lạc vạn phần bất quá cũng chính vì vậy âm lịch thiên rốt cục thấy rõ đào minh chân diện mục nghe âm lịch thiên lời này đào minh không để ý đến dẫn đầu lựa chọn xuất thủ thấy thế một bên tử xà cũng là mở miệng quát lên đồng thủ đối mặt tứ đại tà tôn vây công âm lịch thiên tự nhiên là khó mà ngăn cản mà lại tử xà thực lực vốn là còn mạnh hơn âm lịch thiên bên trên một chút, dưới tình huống một chọi một, âm lịch thiên đoán chừng đều không thể chiến thắng tử xà, lại càng không cần phải nói lúc này là một đối bốn rồi, âm lịch thiên càng là không có chút nào hy vọng chiến thắng. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, âm lịch thiên chính là đã rơi vào hạ phong, mà đào minh càng là sát chiêu tần suất, rất có một bộ không dết âm lịch thiên thề không bỏ qua tư thế. Đã từng băng hữu, lúc này lại thủ đoạn ra hết muốn tiêu diệt chính mình, đào minh cử động, nhưng âm lịch thiên có một loại tâm lạnh cảm giác, càng có một loại bị phản bội cảm giác, có lẽ tại đào minh trong lòng hắn chưa từng có đem bất luận kẻ nào làm làm bạn đi tất cả đấu không lại là lợi ích điều đồng thôi cũng tỷ như bây giờ đầu phục tà đạo một phương về sau đã từng bằng hữu lúc này lại trở thành đào minh địch nhân mà đối với địch nhân đào minh cũng sẽ không lưu luyến chút nào tình cũ càng thêm không khả năng sẽ có nương tay chút nào triệt để chế trụ âm lịch thiên cứ theo đà này đoán chừng âm lịch thiên cũng không kiên trì được bao lâu mà lại vì phòng ngừa âm lịch thiên đào tẩu đào minh tự xà bốn người càng là cố ý ngăn chặn âm lịch thiên tất cả đường lui không cho hắn mảy may có thể chạy thoát rõ ràng là muốn ở đây trực tiếp chém giết âm lịch thiên biết rõ không địch lại tại cùng bốn người dây dưa một phen về sau âm lịch thiên cùng đào minh một cái ngạnh bính đồng thời mượn lực lui lại trong miệng lạnh lùng nói đào minh ngươi cho rằng như thế liền có thể giết ta à ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có sống sót khả năng kèm theo âm lịch thiên lời này đào minh không có trả lời bất quá một cái tà tôn cũng là cười lạnh nói ở tên này tà tôn xem ra âm lịch thiên hôm nay tuyệt đối là không có sống sót khả năng bốn người liên thủ, như thế đều bị âm lịch thiên chạy đó mới là kỳ quái. Chỉ bất quá, nghe tên này tạ tôn, âm lịch thiên trên mặt cũng là lộ ra một cái ti cười lạnh, ngữ khí băng lạnh nói. Ta thừa nhận không phải là các ngươi bốn đối thủ của người, cũng thừa nhận đổi lại những người khác đoán chừng hôm nay rất khó chạy trốn, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay các ngươi gặp phải là ta, muốn muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi bốn người, còn chưa đủ lấy một địch bốn, phóng nhãn đại thiên thế giới chư vị đế tôn, đoán chừng cũng chỉ có quân vô nhai có thể chống lại đi, những người khác đích thật là liền chạy trốn khả năng cũng không có. Nhưng mà âm lịch thiên rõ ràng không ở trong đám này, nói như thế cũng không phải bởi vì âm lịch thiên thực lực của bản thân mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì âm lịch thiên trên người có một kiện chí bảo, Sơn Hà Đồ. Có Sơn Hà Đồ tại, âm lịch thiên liền có chạy trốn khả năng, bất quá nghe âm lịch thiên lời này, đào minh sắc mặt bất ngờ đại biến nói, ngăn cản hắn, trên người hắn có chí bảo Sơn Hà Đồ. Đào Minh biết âm lịch thiên trên người có sơn hà độ, bất quá tử xà đám người nhưng không biết, thậm chí ngay cả sơn hà độ là cái gì, bọn hắn đều chưa nghe nói qua, suy cho cùng sơn hà độ chính là lần trước chính tạ chi chiến về sau, mới bị luyện chế được tuyệt thế chí bảo. Bất quá, mặc kệ có biết hay không, nghe Đào Minh lời này, tử xà ba người hay là ngay lập tức xuất thủ, không cho âm lịch thiên thi triển sơn hà độ cơ hội. Nhưng rất đáng tiếc, tử xà ba người hay là chậm một bước, ngay tại ba người xuất thủ thời điểm, âm lịch thiên phía sau, một bộ sơn hà độ hư ảnh chậm rãi nổi lên cùng lúc đó âm lịch thiên thân hình tại thời khắc này cũng là biến mờ mịt lạnh lùng nhìn đào minh đồng dạng âm lịch thiên trước khi đi lạnh giọng nói đào minh từ nay về sau ngươi chính là ta còn có toàn bộ đại thiên thế giới địch nhân thoại âm rơi xuống âm lịch thiên thân hình bắt đầu vặn vẹo sau đó rất nhanh liền tại chỗ biến mất mượn nhờ sơn hà địa chỉ đồ âm lịch thiên thành công thoát thân đối mặt kết quả như vậy tử xà ba người cũng là sắc mặt trầm xuống không nghĩ tới âm lịch thiên trên thân lại còn có bảo vật như vậy Âm lịch thiên đào tẩu, không cần hoài nghi, rất nhanh, đại thiên thế giới chư vị đế tôn sẽ biết chính mình làm phản tin tức, vì lẽ đó nhất thiết phải dành thời gian rút lui thiên ngô đại lộ. Đào Minh rất rõ ràng điểm này, tử xà cũng nghĩ đến, vì lẽ đó mặc dù sắc mặt âm trầm thầm mắng một tiếng, đáng chết. Nhưng mà rất nhanh, tử xà vẫn là nhìn nói với Đào Minh. Đào Minh huynh, đều chuẩn bị xong chưa? Đối mặt tử xà hỏi thăm, Đào Minh lúc này gật đầu nói, tùy thời có thể rút lui. Tốt, vậy bây giờ liền đi. Nghe vậy, Tử Sa gật đầu nói. Sau đó, một đoàn người lúc này liền là chuẩn bị rút lui Thiên Ngô Đại lộ. Bất quá trước khi đi, cùng Tử xà cùng vào ăn đi cái kia hai tên Tà tôn cũng là nhìn về phía Thường Thanh Thành nói. Trong thành những cái kia võ giả cũng là ngươi hợp thiên môn đệ tử. Không sai. Nghe vậy, Đào Minh trả lời. Bọn hắn không cùng rời đi. Bọn hắn không được, những người này không phải cái chết của ta Trung. Chỉ có tại chỗ cái này hai ba vạn người nguyện ý cùng Đào Minh cùng nhau rút lui, nghe Đào Minh lời này. Cái này hai tên tà tôn cười lạnh nói, nếu như thế, vậy bọn hắn cũng không có cần thiết sống rồi. Cái này hai tên ý tứ rất rõ ràng rồi, bọn hắn đây là muốn đồ thành, nghe vậy, Đào Minh sắc mặt hơi hơi biến đổi, phải biết, cái này thường thanh thành bên trong đều là hắn hợp thiên môn đệ tử a, bất quá vẹn vẹn cũng chỉ là bởi vì chỉ chốc lát, Đào Minh chính là trầm giọng nói, tùy các ngươi, bất quá chúng ta có thể không có quá nhiều thời gian. Một cái thành nhỏ mà thôi, trong khoảnh khắc liền có thể để cho cho một mồi lửa. Đối với cái này, hai tên tà tôn cười nói, hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2342 Chấn động mạnh Nguồn Mê truyện audio.com Đầu phục tà đạo một phương, đào minh thậm chí ngay cả hợp thiên môn đệ tử đều chẳng quan tâm, tùy ý cái này hai tên tà tôn đối với hợp thiên môn đệ tử xuất thủ. Có lẽ là trong lòng vẹn vẹn có một điểm kia lương tri đi, đào minh cũng không để lại đến, mà là xuất lĩnh dương trận bọn người trước một bước rời khỏi, đồng hành vẫn là tử xa. Đến nỗi cái kia hai tên tà tôn, tự nhiên là lưu lại đồ thành rồi. Nguyên bản cùng bình thường không có chút nào khác biệt một cái tạo thành, thường thanh thành bên trong, hợp thiên môn đệ tử lần lượt kết thúc cả đêm tu luyện, tại thường thanh thành, bọn hắn cũng không lo lắng có tà đạo võ giả tới tiến công, bởi vì bốn phía tà đạo võ giả trên cơ bản đã bị thanh lý không còn. Cho dù có tà đạo võ giả, bọn hắn cũng không khả năng thần không biết quỷ không hay đi tới thường thanh thành. Như là thường ngày đồng dạng, nhưng mà, những cái này hợp thiên môn đệ tử bây giờ còn không biết, chân chính đại nạn đã trước mắt. Hai đại tà tôn thân hình xuất hiện tại thường thanh thành bầu trời, nhìn phía dưới hơi có vẻ lười biến hợp thiên môn đệ tử, trong đó một tên tà tôn mặt lộ hí ngược nụ cười nói. Cái kia đào minh thật đúng là thật là lòng dạ độc ác cái này nhưng đều là hắn hợp thiên môn đệ tử bây giờ lại là chẳng ngó ngang gì tới thậm chí ngay cả một câu ngăn cản cũng không có hoàn toàn chính xác tại đây hai tên tà tôn đưa ra muốn đồ diệt thường thanh thành thời điểm đào minh vốn có thể mở miệng ngăn cản nhưng mà hắn lại không có nghe vậy một tên khác tà tôn lạnh giọng nói đào minh vừa mới gia nhập vào chúng ta tự thân đều vẫn không có đứng vững gót chân làm sao có thể còn đi bận tâm những con kiến hôi này chết sống mà lại coi như hắn mở miệng ngăn trở ngươi sẽ nghe sao đương nhiên sẽ không Bất quá ta vẫn cảm thấy cái này Đào Minh đích thật là tâm ngoan a. À. Tốt, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút động thủ, nên rời đi rồi. Hai người ngươi một câu ta một lời nói xong, thoại âm rơi xuống, thường thanh thành bên trong hợp thiên môn đệ tử cũng là phát hiện hai người, lúc này liền có người tức giận quát lên, các ngươi là người phương nào? Đột nhiên xuất hiện tại trên thành trì trống không hai tên người xa lạ, để cho hợp thiên môn đông đảo đệ tử đều là sắc mặt trầm xuống, mà nghe đám người chất vấn, trong đó một tên Tạ Tôn cười lạnh nói, người giết các ngươi lấy những cái này hợp thiên môn đệ tử tu vi cảnh giới, tự nhiên nhìn không ra cái này hai tên tà tôn sâu cạn, đang định mở miệng gầm thét, bất quá lúc này, trong đó một tên tà tôn đã động thủ, vỗ xuống một chưởng, uy áp kinh khủng lập tức bao phủ toàn bộ thường thanh thành. Cảm thấy cổ uy áp này, thường thanh thành bên trong hợp thiên môn đệ tử đều là sắc mặt đại biến, như vậy đe dọa, làm cho đám người căn bản là không sinh ra chút nào lòng phản kháng. Trơ mắt nhìn linh lực cự trưởng vẫn còn giống như núi cao từ trên trời hạ xuống, ngay sau đó, toàn bộ thường thanh thành dưới một chưởng này, trong nháy mắt bị sang thành bình địa. Đối với tà tôn cái này vừa đợi cấp cường giả tới nói, tại không có người ngăn trở tình huống dưới, muốn đồ diệt một tòa thành trì, đơn giản không cần quá dễ dàng, vẹn vẹn chỉ là một chưởng, thường thanh thành chính là hóa thành hư không, mà trong thành đông đảo hợp thiên môn đệ tử, cũng là trực tiếp bỏ mình. Hai tên tà tôn, không cần tốn nhiều sức liền đồ diệt thường thanh thành, mà bọn hắn làm như vậy cũng là vì triệt để đoạn tuyệt đào minh đường lui. Suy nghĩ một chút, đào minh phản bội đại thiên thế giới, đầu nhập tà đạo một phương, Trước khi đi còn chém dết hợp thiên môn Đông đảo đệ tử, đối với mình môn phái đệ tử đều có thể nhẫn tâm như vậy, đại thiên thế giới còn có thể đón thêm thủ hắn sao? Thường Thanh Thành bị tàn sát, bút trướng này nhất định là tính toán tại Đào Minh trên đầu, mà có chuyện này, Đào Minh trên cơ bản cũng liền không khả năng lại về đại thiên thế giới rồi. Đối với cái này, Đào Minh tự nhiên vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó hắn mới có thể không có ngăn cản, bởi vì ngăn cản cũng vô dụng. Thường Thanh Thành bên trong Đông đảo hợp thiên môn đệ tử, giống như là Đào Minh nhập đội, chỉ bất quá trương này nhập đội có chút quá mức nặng nề, dù sao cũng là dùng nhiều người như vậy sinh mệnh đổi lấy. Tại tử xà ba người tiếp ứng xuống, đào minh xuất lĩnh nguyện ý tùy tùng chính mình dương trần bọn người rất mau rời đi thiên ngô đại lộ, mà cùng lúc đó, thân ở thiên ngô đại lộ chỗ ở quân vô nhai cùng đang thanh dương, lúc này cũng là được âm lịch thiên truyền tin. Đào minh làm phản, nhanh chóng hướng về thường thanh thành. Truyền nội dung bức thư rất đơn giản. Bất quá tiếp vào tin tức này, Đàng Thanh Dương sắc mặt đại biến, nhìn về phía quân Vô Nhai một mặt tức giận nói, Vô Nhai huynh, Đào Minh làm phản rồi so sánh với đan thanh dương quân vô nhai đổ còn tính là tương đối bình tĩnh chỉ là nhàn nhạt nói một câu đi thôi đào minh làm phản thân là đại thiên thế giới đế tôn quân vô nhai cùng đan thanh dương tự nhiên không thể nào thờ ơ vô luận như thế nào hai người đều muốn nhất định phải là muốn đi trước thường thanh thành một chuyến thoại âm rơi xuống hai người thân hình lóe lên tại chỗ biến mất lấy tốc độ của hai người toàn lực đưa dưới đường tự nhiên không bao lâu nữa chính là chạy tới thường thanh thành nhìn lấy đã cho một mồi lửa thường thanh thành thậm chí trong không khí còn có thể cảm giác được lúc trước cái kia hai tên tà tôn khí tức đang thanh dương sắc mặt khó coi tới cực điểm đào minh gia hỏa này điên rồi sao theo đàn thanh dương đào minh tuyệt đối là điên không chỉ có phản bội đại thiên thế giới đầu nhập tà đạo một phương thậm chí ngay cả tông môn của mình đệ tử đều không buông tha đồ diệt toàn bộ thường thanh thành thần thức thả ra đàn thanh dương căn bản cũng không có tìm đến chút nào người sống mặc hết thảy trước mắt đàn thanh dương lửa giận trong lòng chẳng những thiêu đốt liền một bên quân vô nhai sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ thân là hợp thiên môn lão tổ liền môn đồ của mình đều có thể phía dưới như thế sát thủ cái này đích xác là để cho người ta khinh thường bất quá quân vô nhai nói tóm lại còn tính là bình tĩnh cảm ứng một phen về sau phát hiện đào minh bọn hắn đã đi xa bây giờ coi như truy cũng là không đuổi kịp lúc này quân vô nhai thản nhiên nói đem tin tức nói cho thiên tổ bọn hắn đi đào minh làm phản như thế chuyện trọng đại Tự nhiên là không thể nào che giấu. Nghe vậy, Đàn Thành Dương thầm mắng một tiếng, đáng chết. Nhưng cũng không có do dự, lúc này liền là thông qua truyền âm phụ liên lạc Thiên Tổ bọn hắn. Thiên Ngô Đại lộ chiến sự vẫn luôn là từ quân vô nhai bốn người phụ trách, mà tại không gian thông đạo bên ngoài, Đại Thiên Thế giới tại Viêm Phong giới Đại bản doanh, lúc này Thiên Tổ còn lại để tôn tụ hội cùng một chỗ, chỉ không để ý mỗi người sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ, rõ ràng bọn họ đều là biết đào minh sự tình. Chuyện này xác định chưa? cùng chư vị đế tôn ngồi vây chung một chỗ vân trần còn hơi nghi ngờ nói suy cho cùng hắn cùng đào minh quan hệ cùng những người khác khác biệt hai người thân là sư huynh đệ vân trần tự nhiên không muốn tin tưởng đào minh sẽ làm ra điên cùng như vậy chuyện ngu xuẩn tới nghe vân trần lời này đào hùng tức giận lạnh trên một tiếng nói vô nhai huynh cùng thanh dương huynh đều tự mình đi thường thanh thành rồi còn có thể là giả mà lại đào minh xuất sinh này không chỉ có phản bội đại thiên thế giới thế mà còn đối với môn đồ của mình hạ sát thủ đơn giản chính là một người không bằng heo chó đồ vật đối với môn đồ của mình đều có thể hạ sát thủ, người như vậy hoàn toàn chính xác làm cho tất cả mọi người đều xem thường, nghe xong đao hùng lời này, còn lại lạc tinh đế tôn, bao quát thiên tổ ở bên trong, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2343, Nghi ngờ dày đặc. Nguồn. Mê truyện audio com Đào Minh phản bội, nhưng đại thiên thế giới chư vị đế tôn đều là cực kỳ tức giận, thậm chí liền vân trần lúc này cũng là không có lại tiếp tục vì Đào Minh nói chuyện. Suy cho cùng quay đầu tà đạo một phương, đây đã là chạm tới tất cả mọi người ranh giới cuối cùng, lại càng không cần phải nói Đào Minh còn bỏ mặt tà đạo võ giả đồ sát hợp thiên môn đệ tử, đây càng là nhường chư vị đế tôn tức giận đồng thời, lại mười phân khinh bỉ. Đào Minh làm phản sự tình, rất nhanh tại đại thiên thế giới truyền khắp, thân ở thiên ngô đại lộ tiêu trần đám người lúc này cũng là biết được chuyện này chỗ ở tiêu trần cố linh giao thiên duyệt hồng tú long thanh hiên viên lăng đao tuyệt tiếu hiểu đám người ngồi vây chung một chỗ nói lên đào minh phản bội sự tình đao tuyệt một mặt khinh bỉ nói thực sự là một cái phế vật thế mà đầu phục tà đạo một phương đao tuyệt tính tình từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất lúc này càng là không chút nào che lấp trong lòng đối với đào minh khinh bỉ mà so sánh với đao tuyệt tiêu trần thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều mặc dù tiêu trần cũng không có ngờ tới đào minh thế mà lại phản bội đại thiên thế giới quay đầu tà đạo một phương nhưng mà tất nhiên sự tình đã xảy ra vậy nói gì cũng vô dụng chỉ bất quá đào minh sau này chỉ sợ cũng muốn trở thành tất cả đại thiên thế giới địch nhân rồi tổn thất đào minh cùng hợp thiên môn đối với đại thiên thế giới tới nói đích thật là một cái đã kích không nhỏ dù sao mặc kệ nói thế nào hợp thiên môn đều là đại thiên thế giới thập đại Lăng thiên tông môn một trong cũng bởi vì đào minh phản bội nhưng chư vị đế tôn vô cùng phẫn nộ cuối cùng chư vị đế tôn cũng không biết có phải hay không bởi vì trả thù, chuẩn bị mau chóng kết thúc thiên ngô đại lộ tranh đấu, đồng thời đồ diệt tất cả thiên ngô đại lộ tà đạo võ giả. Vì thế, tiêu trần đám người cũng là chỉ có thể lại lần nữa đi tiền tuyến, mà lại lần này, quân vô nhai, âm lịch thiên, đang thành dương ba vị đế tôn còn tự thân xuất thủ. Thiên ngô trên đường lớn, đại thiên thế giới một phương bắt đầu mảnh công, mà bởi vì không có tà tôn xuất thủ, tà đạo võ giả nhóm căn bản là ngăn cản không nổi quân vô nhai bọn hắn ba vị đế tôn thế công. Thay đổi trước đây xu hướng suy tàn, Đại thiên thế giới rất nhanh liền triệt để nắm giữ Thiên Ngô đại lộ, đương nhiên, Thiên Ngô đại lộ phía trên tà đạo võ giả cũng là bị đều diệt sát, không có để lại một người sống. Rất là thuận lợi liền cầm xuống Thiên Ngô đại lộ, Thiên Ngô đại lộ chiến sự kết thúc, bất quá đối với Tiêu Trần tới nói, cũng không có cái gì đáng đến hưng phấn địa phương. Bởi vì kể từ khai chiến đến nay, thế mà không có một cái tà tôn xuất thủ, cái này Thiên Ngô đại lộ giống như chính là tà đạo một phương cố ý đưa cho đại thiên thế giới không biết tà đạo một phương đến tột cùng đang có ý đồ gì, một tòa thiên ngô đại lộ cứ như vậy vô ích đưa cho đại thiên thế giới, cái này đích xác là có chút không hợp với lẽ thường. Tuy bắt lại thiên ngô đại lộ, nhưng mà đối với tà đạo võ giả cũng là không có tạo thành cái gì đã kích trí mạng, cái này tự nhiên nhường tiêu trần không cao hứng bất nổi. Chẳng những không có chút nào cao hứng, tiêu trần tương phản còn rơi vào trầm tư, theo tiêu trần, tà đạo một phương nhất định là đang kế hoạch cái gì. Để ăn mừng cầm xuống thiên ngô đại lộ, đại thiên thế giới đông đảo võ giả tự phát cử hành tiệc triệu mà tiêu trần đối với cái này cũng là không có hứng thú. Theo tiêu trần, bây giờ liền chúc mừng hoàn toàn chính xác còn quá sớm một chút, suy cho cùng hết thảy đều vẫn không có hết thảy đều kết thúc, một thân một mình uống vào rượu buồn, lúc này Long Thanh cùng hiên viên lăng hai người đến đây tiêu trần trước mặt, nhìn về phía tiêu trần, hiên viên lăng mở miệng hỏi, làm sao vậy, một người ở đây uống rượu giải sầu. Ta cuối cùng cảm giác sự tình có chút không đúng, tà đạo một phương chắc chắn đang kế hoạch cái gì. Đối với cái này, tiêu trần cũng không có dấu dến trả lời. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2344 tà thần xuất thế Nguồn Mê truyện audio com Thiên tổ xem như duy nhất tại chỗ tham gia qua lần trước chính tà đại chiến người, đối với tà đạo võ giả hiểu rõ, hiển nhiên là cặn kẽ nhất. Thiên tổ xem như duy nhất tại chỗ tham gia qua lần trước chính tà đại chiến người, đối với tà đạo võ giả hiểu rõ, hiển nhiên là cặn kẻ nhất. Tại chư vị đế tôn đoán ra tà đạo một phương diệt sát tất cả viêm phong giới sinh linh về sau, thiên tổ ngay lập tức liền đoán được tà đạo một phe là muốn phục sinh tà thần tà thiên. Nghe thiên tổ lời này, chư vị ở đây đế tôn đều là hơi sững sờ, bọn hắn căn bản cũng không biết tà thần là cái gì, thấy thế, thiên tổ cũng là sắc mặt ngưng trọng giải thích nói. Tà thần chính là tà đạo võ giả lãnh tụ, cũng là người thực lực mạnh nhất. Trước kia cũng đã vượt qua đế tôn cấp độ. Tà thần là chỉ nửa bước vượt qua đế tôn cấp độ người, nghe lời này, chư vị ở đây đế tôn đều là sắc mặt ngưng lại, là để ở người ngồi đều là đế tôn cấp cường giả, nhưng mà, bọn hắn rất rõ ràng, đối mặt đã chỉ nửa bước vượt qua đế tôn cảnh tà thần, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào, tà thần hoàn toàn không nghĩ tới, tà đạo võ giả đồ diệt viêm phong giới toàn bộ sinh linh thế mà lại là vì phục sinh tà thần, như thế chẳng tiếc dùng tất cả viêm phong giới toàn bộ sinh linh làm giá thế nhưng là dù cho như thế khởi tử hoàng sinh nhất là sự tình đơn giản như vậy trong lòng khẩn trương bất quá rất nhanh liền có người mở miệng nói ra đúng vậy a à, tà thần dù cho kinh khủng nhưng mà tà đạo võ giả muốn phục sinh hắn nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng nghe tên này để tôn chất vấn thiên tổ không có trả lời mà là rơi vào trầm mặc thiên tổ tự nhiên cũng biết muốn phục sinh tà thần rất khó khăn nhưng mà cái này cũng không đại biểu không có khả năng suy cho cùng tà đạo võ giả vốn là nắm giữ rất nhiều cấm thuật hy vọng tà thần không thành công bị phục sinh đi, bằng không mà nói, một lần này chính tà đại chiến đoán chừng muốn càng thêm gian nan, bởi vì đối mặt tà thần, đại thiên thế giới đông đảo đế tôn bên trong. Vừa nghĩ, thiên tổ ánh mắt không tự chủ rơi vào quân vô nhai trên thân, không sai, tà thần nếu quả như thật phục sinh, như vậy đại thiên thế giới đông đảo đế tôn bên trong, đoán chừng cũng chỉ có quân vô nhai có thể cùng nó một trận chiến đi mà lại cũng đang bởi vì có quân vô nhai tồn tại đại thiên thế giới mới có như vậy một chút xíu phần thắng bằng không mà nói nếu là không có quân vô nhai vậy đối với đại thiên thế giới tới nói chính là triệt để tuyệt vọng quân vô nhai cũng là chỉ nửa bước vượt qua để tôn tồn tại nhưng là cùng tà thần tà thiên so sánh hai người đến tột cùng ai mạnh ai yếu bây giờ còn khó mà nói thế nhưng là bất kể như thế nào lấy quân vô nhai thực lực ít nhất cũng có thể cùng tà thần một trận chiến đi quân vô nhai tồn tại là thiên tổ nhìn thấy hy vọng duy nhất mà cũng liền tại chư vị đế tôn thương nghị đồng thời phong ấn chi địa tử xà viêm đồng chư vị tà tôn lúc này cũng là lại lần nữa tụ hội ở đây thậm chí liền vừa mới đi nương nhờ tà đạo một phương đào minh lúc này cũng là tại chỗ lúc này đào minh đã không thể xem như đại thiên thế giới đế tôn rồi mà là tà đạo một phương tà tôn đối với đào minh gia nhập vào mặc dù chư vị tà tôn không tính là nhiệt huyết nhưng cũng không có tận lực đi làm khó dễ suy cho cùng đào minh thực lực bản thân hoàn toàn chính xác đủ để cùng chư vị tà tôn bình khởi bình tọa lại thêm sự gia nhập của hắn đối với tà đạo một phương đích thật là làm ra trợ giúp lớn lao. Trước đó đã từ tử xa trong miệng biết được tà thần tà thiên tồn tại, lúc này nhìn trước mắt huyết cầu, đào minh sắc mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới, tà đạo một phương lại còn có lá bài tẩy như vậy, liền tà thần đều thành công sống lại. Tà thần tà thiên cũng sớm đã phục sinh, trước đó vài ngày là bế quan khôi phục, hôm nay, viêm đồng đám người tiếp vào tà thiên truyền tin, lúc này mới gấp gáp đuổi tới phong ấn chi địa. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp chương 2345. Quy mô đánh tới. Nguồn. Mê truyện audio com Đại thiên thế giới chư vị đế tôn bên trong có một người cần tà thiên không gì sánh được chú ý, đến nỗi người kia là ai, hiển nhiên là quân vô nhai không thể nghi ngờ. Mặc dù quân vô nhai cho đào minh cảm giác, còn lâu mới có được tà thiên tới bá đạo, kinh khủng, nhưng mà, đào minh biết, quân vô nhai tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại đào minh trong mắt, quân vô nhai chính là cái kia Minh mông vô bờ biến cả, người không biết hắn có bao lớn, cũng không biết hắn sâu bao nhiêu, vĩnh viễn cũng không mò ra sâu cạn của hắn. Thậm chí tại Đào Minh trong lòng, nói câu không khoa trương, nếu như nói đại thiên thế giới có ai có thể cùng Tà Thiên chống lại, đó không thể nghi ngờ chỉ có Quân Vô Nhai một người, trừ hắn, người khác không có khả năng này. Nghe Đào Minh lời này, Tà Thiên có chút hăng hái mà hỏi, "Hả, người này là ai?" "Quân Vô Nhai." Nghe vậy, Đào Minh trầm giọng trả lời, thoại âm rơi xuống, dừng một chút sau đó, Đào Minh nói bổ sung, "Người này được khen là là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả." thực lực tu vi thâm bất khả trắc, căn cứ thuộc hạ sở chỉ quân vô nhai tu vi đã vượt qua đế tôn cấp bậc, tự xà tốt viêm đồng đều cùng quân vô nhai giao thủ qua. Tu vi vượt ra khỏi đế tôn cấp độ, nghe đào minh lời này, tà thiên thần sắc trong mắt rốt cục phát sinh biến hóa. Nếu như nói quân vô nhai vẫn như cũ vẫn chỉ là dừng lại ở đế tôn cấp độ, như vậy dù là hắn chiến lực mạnh hơn, tà thiên đoán chừng đều sẽ không để ý, nhưng mà vượt qua đế tôn cấp độ, vậy là bất đồng, đáng giá tà thiên nghiêm túc đối đãi Đồng thời, tử xa cùng viêm đồng hai người đều cùng quân vô nhai giao thủ qua ngay sau đó tà thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía hai người đối mặt tà thiên ánh mắt nhìn chăm chú còn không đợi hắn mở miệng viêm đồng chính là chủ động nói đào minh lời nói không sai người này thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hãn nếu không phải ta nắm giữ viêm hành bí thuật đoán chừng đã bị hắn chém chết tại chỗ lấy được viêm đồng thừa nhận đồng thời còn biết được viêm đồng thiếu chút nữa thì chết tại quân vô nhai trên tay tà thiên đối với quân vô nhai càng phát xem trọng cùng tò mò đứng lên khóe miệng nụ cười biến càng ngày càng tà mị nói, quân vô nhai sao, không nghĩ tới đại thiên thế giới còn có như vậy một hào nhân vật, ngược lại có chút ý tứ. Rất rõ ràng, tà thiên đã nhớ kỹ ở quân vô nhai cái tên này, thoại âm rơi xuống, quân vô nhai nhìn về phía chư vị ở đây tà tôn, thẳng nhiên nói. Tất nhiên bản tọa đã trở về, như vậy thì trực tiếp động thủ đi, viêm phong giới như vậy tiểu thiên thế giới, bản tọa không thích, vẫn là đi đại thiên thế giới một trận chiến tốt, mặt khác, con ta còn tại đại thiên thế giới, bản tọa đương nhiên phải trở về. Tà thiên ý của lời này đã rất rõ ràng, đó chính là đánh vào đại thiên thế giới, nghe tà thiên lời này, viêm đồng đám người đều là không có chút nào phản đối, có tà thiên tồn tại, viêm đồng đám người tự nhiên tràn đầy tự tin, mà lại, bọn hắn cũng đều là biết, tà thiên không hề đến không trở về đại thiên thế giới lý do. Bởi vì, con trai của tà thiên, cũng là tà đạo một phương tà tử, bây giờ còn ngủ say tại đại thiên thế giới một chỗ cấm địa bên trong. Trước kia chính tà đại chiến, tà thiên biết đại thế khó vi phạm, tà đạo một phương lạc bại sắp đến, tại sao cùng thời gian, Tà Thiên dùng bí pháp phong ấn con trai độc nhất của mình, vì chính là cho lưu lại một đường sinh cơ. Đồng thời, Tà Thiên cái kia một tia tàn hồn cũng là tại thời điểm này lưu lại. Bây giờ chính Tà Đại chiến lại lần nữa bộc phát, Tà Thiên nhất định là muốn trở về giải phóng con của mình. Tà Đạo một phương tại Tà Thiên mệnh lệnh dưới, lập tức chuẩn bị phản công. Mặc dù không gian thông đạo bây giờ bị Đại Thiên thế giới một mực nắm giữ ở trong tay, thế nhưng lại như thế nào, trực tiếp đánh tới cũng được. Đây chính là Tà Thiên ngạo khí. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2346 Trận đầu ta thân Nguồn Mê truyện audio com Mới vừa rồi còn đang nghị luận tà đạo một phương có phải hay không đang hư trương thanh thế, bây giờ chiến đấu cũng đã là bắt đầu, làm tiêu trần đám người đuổi tới ngoài trụ sở thời điểm, đồng thời tướng, đông đảo đại thiên thế giới võ giả cũng là nhau nhau từ các nơi bay lượn mà tới. Một trận chiến này là tà đạo một phương lần đầu chủ động phát khởi kính cẩn, mà lại rất có thể là tà thần phục sinh sau đệ nhất chiến vì lẽ đó đại thiên thế giới chư vị đế tôn cùng thiên tổ đều hết sức thận trọng tiêu trần đám người đứng tại đội ngũ phía trước nhất rất nhanh quân vô nhai đế tôn cũng là xuất hiện ánh mắt mọi người đều là xa xa nhìn về phía trước trong mắt đều là thoáng qua vẻ ngưng trọng đang lúc mọi người chăm chú đông đảo tà đạo võ giả cũng là cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người đối mặt số lượng như vậy tà đạo võ giả đao hùng sắc mặt khó coi trầm tư nói tới rồi kèm theo đao hùng thoại âm rơi xuống tử xa viêm đồng cùng với đào minh chư vị tà tôn thân hình quả nhiên là xuất hiện tại trước mặt mọi người bất quá lúc này tại chư vị tà tôn vây quanh một cái tướng mạo nho nhã nam tử trung niên rõ ràng mới thật sự là tiêu điểm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam tử trung niên bất quá thiên tổ khi nhìn đến nam tử trung niên thời điểm cũng là sắc mặt âm lãnh nói tà thiên nhà thiên tổ nhiều năm như vậy không gặp người chính là một điểm tiến bộ cũng không có nghe thiên tổ lời này tà thiên khẽ cười nói duy nhất tại chỗ nhận biết tà thiên cũng chỉ có thiên tổ rồi bất quá vẹn vẹn cũng chỉ là một câu nói tà thiên liền không tiếp tục để ý tới thiên tổ thiên tổ tuy mạnh nhưng là cùng tà thiên so sánh nhưng vẫn là có chênh lệch tà thiên cũng không có đem thiên tổ để vào mắt lần trước chính tà đại chiến thời điểm tà thiên liền đã cùng thiên tổ đã giao thủ tại dưới tình huống một chọi một thiên tổ căn bản là ngăn không được chính mình lúc này tà thiên cảm thấy hứng thú hơn vẫn là đào minh viêm đồng trong miệng quân vô nhai tên kia cũng giống như mình vượt qua để tôn cảnh tồn tại người Ánh mắt từ trên người Thiên Tổ thu hồi, Tà Thiên thẳng nhiên nói, ai là Quân Vô Nhai? Kèm theo Tà Thiên tiếng nói, Quân Vô Nhai bất đắc dĩ cười khổ, bất quá vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói ra, có thể được Tà thần nhớ kỹ, xem ra cũng là lão phu vinh hạnh. Nghe Quân Vô Nhai lời này, Tà Thiên ánh mắt lập tức nhìn lại, đối với cái này, Quân Vô Nhai cũng không có trốn tránh, hai người bốn mắt đối lập, cứ như vậy nhìn nhau. Đối mặt Quân Vô Nhai, mặc dù trên người không có chút nào hơi thở toát ra tới, bất quá Tà Thiên còn có thể cảm giác được Quân Vô Nhai không đơn giản có thể chắc chắn, viêm đồng đám người đối với quân vô nhai đánh giá, cũng không có quá nhiều khoa trương thành phần, người này xác thực rất mạnh, mà lại cũng đích xác là một chân bước ra đế tôn cảnh cấp độ. Đại thiên thế giới chư vị đế tôn bên trong, lại còn thật sự có dạng này cường giả tồn tại, tạ thiên lúc này khẽ mỉm cười nói, không sai, người không để cho bản tọa thất vọng. Tạ thiên lời nói nghe tới giống như rất nhẹ nhàng, bất quá sắc mặt lúc này cũng là đã biến nghiêm túc, vẫn không có giao thủ, nhưng mà tạ thiên liền đã cảm thấy quân vô nhai thực lực rất mạnh phóng nhãn tất cả đại thiên thế giới, quân vô nhai đích thật là một người duy nhất có thể đủ cùng tà thiên chống lại người, bất quá lúc này, còn lại đế tôn ánh mắt, cũng là rơi vào đạo minh trên thân. So sánh với tử xa cái khác tà tôn, chư vị đế tôn hiển nhiên là càng thêm căm ghét đạo minh, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đạo minh đã từng là đại thiên thế giới đế tôn, bây giờ cũng là phản bội đại thiên thế giới. Còn chưa khai chiến, bất quá bầu không khí cũng là càng phát khẩn trương lên, một lần này tiến công, tà đạo võ giả một phương, có thể nói là không có chút nào giữ lại, tất cả viêm phong giới bên trong tà đạo võ giả đều là dốc toàn bộ lực lượng. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2347 Sông Phá Nguồn Mê truyện audio com Hai tên tu vi đều là vượt qua đế tôn cảnh tồn tại, quân vô nhai cùng tà thiên ngạnh bính, đó uy thế, thậm chí liền còn lại đế tôn cùng tà tôn, cũng không dám áp sát quá gần. Có thể thấy được, quân vô nhai cùng tà thiên đều là không hề bảo lưu gì, lần này quân vô nhai vừa ra tay chính là toàn lực hiển nhiên là đã không còn trước đây ung dung phía trước bất luận là cùng tử xà vẫn là cùng viêm đồng đối chiến thời điểm kỳ thực quân vô nhai thừa nhận áp lực đều cũng không tính lớn bởi vì hai người dù cho thực lực không tệ nhưng là cùng quân vô nhai như trước vẫn là có một chút chênh lệch cơ hội uy hiếp không được quân vô nhai cái gì nhưng mà đối mặt tà thiên lại khác biệt thân là tà đạo một phương lãnh tụ tà thiên thực lực không kém chút nào quân vô nhai, lại thêm tà đạo võ giả vốn là thủ đoạn tần suất, đã như thế, quân vô nhai tự nhiên là lại không dám khinh thường chút nào rồi. Một cái ngạnh bính, hai người lập tức chính là kịch chiến lại với nhau, không gian theo hai người kịch chiến, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, đơn giản cho người ta một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Trong nháy mắt, hai người chính là kịch chiến mấy trăm chiêu, đồng thời, theo chiến đấu tiếp tục, bất luận là tà thiên vẫn là quân vô nhai khí tức trên thân đều là càng ngày càng kinh khủng. Tà thiên phía sau đầy trời huyết khí, mà quân vô nhai quanh thân, nhưng là một đóa hoa sen hư ảnh, như ẩn như hiện. Ha ha, không sai, ngươi không để cho bản tọa thất vọng, bản tọa trở về không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ ngươi dạng này cường giả, có ý tứ. Một bên giao thủ, Tà Thiên cũng là cười vang nói. Đối với quân vô nhai thực lực, Tà Thiên giờ khắc này không còn mảy may hoài nghi, cái này đích xác là một cái thực lực cường đại đối thủ, dù cho Tà Thiên cao ngạo không gì sánh được, thế nhưng không thể không thừa nhận, quân vô nhai có tư cách cùng mình giao thủ. Nghe Tà Thiên lời này, Quân vô nhai không có trả lời, bất quá tay bên trong thế công cũng là lại lần nữa ác liệt mấy phần, tà thiên tán thưởng thực lực của mình, bất quá quân vô nhai sao lại không phải như thế. Nhiều năm như vậy, nhất là tại quân vô nhai miễn cưỡng đụng chạm đến đột phá đế tôn cảnh cánh cửa sau đó, cho tới bây giờ không có gặp phải giống như tà thiên đối thủ như vậy. Phía trước tại đại thiên thế giới thời điểm, quân vô nhai cũng xuất thủ, thế nhưng là căn bản không có nghiêm túc qua, nhưng là bây giờ đối mặt tà thiên không xong rồi, quân vô nhai nhất định muốn lấy ra 12 phần tinh lực, như thế mới có thể cùng tà thiên chống lại hai người chiến đấu dẫn động tới trái tim tất cả mọi người, suy cho cùng quân vô nhai cùng tà thiên, vậy cũng là đại biểu cho riêng phần mình một phương đứng đầu nhất chiến lực, thậm chí có thể nói là vượt qua đế tôn cùng tà tôn cấp độ chiến lực. Song phương người mạnh nhất kết quả giao thủ, ở một mức độ rất lớn xác định cái này trận đại chiến này hướng đi. Có thể có lại, có quân vô nhai cùng tà thiên sau đó, chư vị đế tôn, tà tôn thắng bại, bề ngoài giống như lộ ra đã lại không trọng yếu như vậy, bởi vì tại chư vị đế tôn, tà tôn phía trên, vẫn còn quân vô nhai cùng tà thiên hai vị này cường giả tuyệt thế tồn tại, bọn hắn mới là trấn áp tất cả chí cao người. Một bên chém giết tà đạo võ giả, tiêu trần một bên cũng là âm thầm chú ý quân vô nhai cùng tà thiên chiến đấu, nhìn lấy quân vô nhai cũng không có rơi vào cái gì hạ phong, tiêu trận trong lòng lúc này mới sơ sơ an định một chút. Quân vô nhai cùng tà thiên, hai người thực lực cơ hồ không kém bao nhiêu, ít nhất nói cho đến trước mắt, hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau. Bất quá mọi người ở đây tưởng rằng hai người sẽ tiếp tục chém giết đi xuống thời điểm, Tà Thiên cũng là đột nhiên cười lạnh nói, "Ta nhớ kỹ ngươi rồi Quân Vô Nhai, có ngươi dạng này đối thủ, bản tọa rất hạnh phúc, bất quá đáng tiếc, lần này không phải lúc, lần sau ngươi ta tái chiến thống khoái." Tà Thiên thừa nhận Quân Vô Nhai thực lực, cũng tán thành tên này đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, nhưng mà, lần này Tà Thiên chí không ở chỗ này, tất nhiên công nhận Quân Vô Nhai, như vậy sau này tự nhiên vẫn còn giao thủ cơ hội, thậm chí sẽ không thiếu. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2348 Sinh linh đồ tháng Nguồn Mê truyện audio com Tà thiên đã sớm làm xong phá vòng vây chuẩn bị, đối với cái này quân vô nhai tự nhiên là bó tay không cách nào, đổi qua đến cũng là đồng dạng, tà thiên cũng tương tự ngăn không được quân vô nhai mặc dù quân vô nhai như trước vẫn là xuất thủ, ra sức ngăn lại tà thiên, nhưng mà rất đáng tiếc, tà thiên như trước vẫn là tránh thoát quân vô nhai dây dưa, rất mau tiến vào không gian trong thông đạo. Vô số tà đạo võ giả nhau nhau tràn vào không gian thông đạo, đối với cái này, đại thiên thế giới một phương võ giả, trong lòng gấp gáp, đồng thời cũng ra sức xuất thủ, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đồng thời, để cho đại thiên thế giới chúng cường giả lo lắng, còn không phải những cái này thông thường tà đạo võ giả, mà là tà thiên, cùng với chư vị tà tôn nhóm, Bọn hắn thành công tiến vào không gian thông đạo, đến đại thiên thế giới, đây đối với đại thiên thế giới tới nói, tuyệt đối là một hồi tai họa. Ai cũng không có ý thức được, Tà đạo một phương chủ động phát khởi tiến công, dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải vì cùng đại thiên thế giới đại chiến một trận, vẹn vẹn chỉ là vì đột phá đại thiên thế giới phong tỏa, đi tới đại thiên thế giới, phòng tuyến bị triệt để xé mở, vô số tà đạo võ giả điên cuồng hiện lên không gian thông đạo. Không bao lâu, chiến đấu chính là rất nhanh kết thúc, mặc dù đại thiên thế giới một phương chém giết không ít tà đạo võ giả, nhưng tương tự vì thế đại thiên thế giới cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nghiêm trọng hơn là, còn rất nhiều tà đạo võ giả, cùng với tà thiên, chư vị tà tôn nhóm, thành công đi vào không gian thông đạo. Lưu lại một những người này thanh lý chiến trường, đám người còn lại trở về đại thiên thế giới. Không thể có thể ở lại phòng tuyến, nhưng tà đạo một phương thành công đột phá, thiên tổ cũng là sắc mặt âm trầm nói, bây giờ tà đạo một phương đều đã đi vào không gian thông đạo, đại thiên thế giới rất nhiều cường giả, cũng nhất định muốn mau chóng chạy về đại thiên thế giới, bằng không mà nói, đại thiên thế giới đoán chừng muốn độ tháng sinh linh rồi nghe thiên tổ lời này, lúc này đám người cũng không đoái hoài tới cái gì trận hình rồi, lấy mỗi cái tông môn làm đơn vị, nhào nhào lái tinh không hạm đi vào không gian thông đạo. Xem như kiếm môn tông chủ, tiêu trần xuất lĩnh kiếm môn đám người cũng đồng dạng là đi vào không gian thông đạo, đồng thời, tiêu trần vẫn không quên truyền tin cho tàn hình đám người, nói cho bọn hắn tà đạo một phương đã tiến vào đại thiên thế giới sự tình. Bây giờ tất cả tà đạo võ giả vẫn còn tà thiên kiệt chiêu vị tà tôn đều tiến vào đại thiên thế giới đã như thế viêm phong giới tự nhiên là không có nguy hiểm gì vừa vặn tàn hình đám người bây giờ còn không thích hợp xuất hiện, dứt khoát tiêu trần liền để bọn hắn lưu lại viêm phong giới, một phương diện tại viêm phong giới tìm khắp tứ phía một phen, nhìn một chút có cái gì kiềm chế lấy được, thuận tiện tại thanh trừ một cái viêm phong giới bên trong cá lọc lưới, không có tà thiên cùng chư vị tà tôn tọa trấn, lấy tàn hình đám người thực lực, tại viêm phong giới bên trong, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì, đối với cái này, tiêu trần căn bản cũng không có mảy may lo lắng. Bàn giao tàn hình đám người sự tình, tiêu trần một đoàn người chính là lái tinh không hạm, nhanh chóng hướng Đại Thiên Thế Giới chạy tới, đồng thời, bốn phía vẫn còn hắn khác tất cả thế lực lớn tinh không hàm, cũng là nhao nhao tiến vào không gian thông đạo, đến nỗi nói quân vô nhai, Thiên Tổ chư vị đế tôn đã sớm đi trước một bước, chạy tới Đại Thiên Thế Giới rồi. Tiến vào không gian thông đạo, tiêu Trần đám người mặc dù nóng vội nhưng cũng không có biện pháp, tinh không hàm tốc độ đã lái đến nhanh nhất, thế nhưng là không gian thông đạo cũng không phải là nói trong nháy mắt liền có thể xuyên qua, cuối cùng lại gấp gáp, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trong khoang thuyền, đám người ngồi vây chung một chỗ, Cố Linh Giao tiểu nha đầu này tò mò hỏi, phu quân, không phải nói đế tôn phía dưới, không người có thể bằng vào tự thân xuyên qua không gian thông đạo sao? Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2349 Kinh khủng lan tràn Nguồn mê truyện audio com chiến trường chuyển dời đến đại thiên thế giới đã như thế triệt để phá vỡ chư vị đế tôn ngay từ đầu an bài một ngày sau đó đại thiên thế giới một bên không gian thông đạo lối vào nguyên bản nơi này cũng có một chút cường giả phụ trách trấn thủ nhưng mà những người này tu vi đều cũng không cao suy cho cùng cường giả chân chính nhóm đã sớm đi theo chư vị đế tôn cùng thiên tổ đi vào viêm phong giới mà lại nhìn những người này giống như cũng không chút nào khẩn trương hoặc có lẽ bọn hắn căn bản cũng không cho rằng đại thiên thế giới sẽ xuất hiện tà đạo võ giả bọn hắn ở đây càng nhiều bất quá là đưa đến ý nghĩa tượng trưng thôi ai cũng không biết viêm phong giới chiến sự như thế nào chư vị đế tôn có hay không cùng tạ tôn giao thủ đoán chừng bây giờ còn chưa có phần ra thắng bại đi không không vượt qua được luận làm sao viêm phong giới chiến sự hẳn là tác động đến không đến đại thiên thế giới đó là tự nhiên có thiên tổ cùng chư vị đế tôn trấn thủ tà đạo võ giả căn bản là tới không đến đại thiên thế giới trong doanh địa Đám người tụ ba tụ năm ngồi vây chung một chỗ, vừa tán gẫu lấy liên quan tới Viêm Phong giới chiến sự, một bên cũng là lòng tin trạng đầy chắc chắn tà đạo võ giả không thể nào xâm lấn Đại Thiên thế giới, tại Đại Thiên thế giới nhất định là an toàn. Bất quá không ai từng nghĩ tới, liền tại bọn hắn vừa dứt lời, đột nhiên, từ thông hướng Viêm Phong giới không gian thông đạo bên trong, một cổ huyết khí nhất trời chính là tản mát ra. Cảm thấy từ không gian thông đạo bên trong không tính tản mát ra nồng đậm huyết khí, trong lúc nhất thời, phụ trách thủ vệ không gian thông đạo đông đảo võ giả đều là sắc mặt đại biến. Những người này tu vi đều cũng không cao, như thế mới bị lưu tại nơi này thủ vệ không gian thông đạo, mà lúc này đối mặt chưa hề cảm thụ qua nồng đầm huyết khí, những người này triệt để ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía không gian thông đạo phương hướng, mà thực sự là dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một cái tà đạo võ giả không có dấu hiệu nào từ không gian thông đạo bên trong bay lượn mà ra. Tà đạo võ giả, nhìn thấy tên này tà đạo võ giả, đám người sắc mặt ngưng lại, ngay sau đó có chút không thể tin nói ngay mới vừa rồi bọn hắn còn tràn đầy tự tin nhận định tà đạo võ giả chắc chắn sẽ không xuất hiện tại đại thiên thế giới có ai nghĩ được lời này mới vừa vặn nói xong thế mà liền có một cái tà đạo võ giả thông qua không gian thông đạo phủ xuống đại thiên thế giới đáng chết cái này tà đạo võ giả là thế nào tiến vào không gian thông đạo rồi chư vị đế tôn cùng thiên tổ chẳng lẽ xuất thế chớ khẩn trương có lẽ là một cái cá lọc lưới đây trước tiên bắt giữ hắn lại nói tà đạo võ giả xuất hiện ở đây, đám người vừa bắt đầu tưởng rằng chư vị đế tôn cùng thiên tổ chiến bại, nhưng mà nghĩ lại lại cảm thấy không thể nào, như vậy dễ dàng như vậy liền chiến bại. Không cần biết vượt qua quan này là nguyên nhân gì, vì kế hoạch hôm nay hay là trước bắt giữ tên này tà đạo võ giả lại nói, nghe lời này, mọi người đều là cùng nhau gật đầu đáp, theo sau chính là chuẩn bị cùng nhau xuất thủ, trước cầm xuống tên này tà đạo võ giả lại nói. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị động thủ thời điểm, không gian thông đạo bên trong, một cái, hai tên, ba tên, càng ngày càng nhiều tà đạo võ giả lần lượt hiện thân nhìn lấy càng ngày càng nhiều tà đạo võ giả từ không gian thông đạo bên trong xuất hiện đám người trực tiếp trận trong mắt cái gì đó tình huống viêm phong giới đến cùng chuyện gì xảy ra thỉnh nếu như nói vừa rồi cái kia một cái tà đạo võ giả xuất hiện là trùng hợp là cá lọc lưới lời nói như vậy hiện nay nhiều như vậy tà đạo võ giả lần lượt xuất hiện tại đại thiên thế giới cái này hiển nhiên cũng không phải là trùng hợp nhất định là viêm phong giới xảy ra chuyện gì biến động từ trước đây nhẹ nhàng thoải mái đến lúc này phụ trách thủ vệ không gian thông đạo đông đảo võ giả, trên mặt đều là lộ ra lướt qua một cái ngưng trọng cùng vẻ hoảng sợ. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2350 Không có chút nhân tính nào. Nguồn Mê truyện audio com Bây giờ lại nghĩ đuổi theo tà thiên bọn hắn, cũng không phải lựa chọn tốt nhất, vì lẽ đó nghe quân vô nhai lời này, thiên tổ cũng là gật đầu tán đồng nói chiến trường đã không thể tránh từ viêm phong giới chuyển tới đại thiên thế giới, điểm này ai cũng không cải biến được, đã như vậy, đây cũng là chỉ có thể nghĩ biện pháp đem tổn thương giảm bớt đến ít nhất. Quân vô nhai đề nghị phong tỏa hợp thiên phủ, liền đem chiến trường khóa chặt tại hợp thiên phủ bên trong, đối với cái này, còn lại đế tôn tự nhiên là không có điều gì dị nghị, lúc này, tại chư vị đế tôn mệnh lệnh dưới, đại thiên thế giới rất nhiều cường giả cũng là nhau nhau hướng về hợp thiên phủ chạy tới. Tại chính thức khai chiến phía trước, đại thiên thế giới cần phong tỏa hợp thiên phủ, mặc khác hết khả năng đem hợp thiên phủ bên trong, hoặc là dân chúng chung quanh chuyển dời đến địa phương an toàn như thế mới có thể không cố kỵ chút nào trở tay một trận chiến vì lẽ đó tạm thời ở giữa đại thiên thế giới cũng không có dư thừa công phu đi chủ động đối với tà đạo một phương phát động công kích song phương một trước một sau đi tới hợp thiên phủ mà tà đạo một phương qua phía dưới cơ hồ có thể nói là một mảnh hỗn độn khắp nơi có thể thấy được có thành trì bị tàn sát vô số người chết tại tà đạo võ giả đồ đao phía dưới tiêu trần xuất lĩnh kiếm môn chúng cường giả đồng dạng tại hướng hợp thiên phủ bên trong chạy tới cái này một đường đi qua Tiêu Trần cũng là nhìn nhìn thấy mà giật mình. Đã sớm nghe nói tà đạo võ giả thị sát thành tính, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đối mặt hình ảnh như vậy, một bên cố linh giao tam nữ cũng là mặt lộ bi thống nói đã liên tiếp nhìn thấy bảy tám tòa thành trì bị tàn sát trống không, trong đó cơ hồ liền không có bất luận cái gì người sống, nghe cố linh giao lời này, tiêu trần im lặng thở dài. Đây chính là nhường tà đạo võ giả tiến vào đại thiên thế giới kết quả, phòng tuyến bị xé nứt, tà đạo võ giả ồ ạt xâm phạm đại thiên thế giới, đây chính là đại giới tà đạo võ giả lấy huyết khí tới nhanh chóng tăng cao tu vi, như thế bọn hắn thiết yếu muốn giết chóc. Tiêu Trần trầm giọng nói, tà đạo võ giả giết chóc, cùng bọn hắn phương pháp tu luyện có trực tiếp quan hệ, ngay tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, phía trước cách đó không xa, một tòa diện tích không lớn thành nhỏ, có huyết khí nồng nặc không ngừng truyền ra. Đáng chết. Cảm thấy những huyết khí này, không cần phải nói Tiêu Trần đều biết xảy ra chuyện gì, rất hiển nhiên là tà đạo võ giả lại bắt đầu đồ thành rồi. Thầm mắng một tiếng, Tiêu Trần lúc này liền là mang theo Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với mấy tên kiếm môn cường giả bay khỏi tinh không hạm, cấp tốc hướng về tòa thành nhỏ này chạy tới. Nhiều như vậy tà đạo võ giả, tự nhiên không thể nào một mực duy trì đội hình, ngược lại mục tiêu của bọn hắn đều là Hợp Thiên phủ, vì lẽ đó lúc này đại thiên thế giới các nơi, cơ hồ cũng có thể nhìn thấy tà đạo võ giả thân ảnh. Mà những cái này tà đạo võ giả, vừa hướng lấy Hợp Thiên phủ chạy tới, một bên nhưng là tùy ý đồ sát, tùy ý đồ thành bất quá lần này vừa lúc bị Tiêu Trần đụng vừa vặn, nói cái gì cũng muốn đem bọn hắn chém giết tại đây, một đường phi nhanh đến đây trên tòa thành nhỏ không, một cái tiêu Trần chính là nhìn thấy trong thành thảm trạng. Một đội này tà đạo võ giả số lượng cũng không nhiều, cũng liền ước chừng như vậy 7, 800 người, nhưng chính là mấy người như vậy, lúc này lại là làm cho cái này có mấy trăm ngàn nhân khẩu thành nhỏ, trong nháy mắt biến thành địa ngục. Phòng ốc sụp đổ, thi thể đầy đất, mà trên đường phố, những cái kia còn chưa có chết người, điên cuồng chạy thục mạng bất quá đối với bọn hắn tới nói, như vậy chạy trốn cơ hội là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Vốn cũng không có tu vi, cho dù có cũng thấp thương cảm, như thế, tại tà đạo võ giả trước mặt, căn bản cũng không có thể trốn được. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng với bi thống tiếng hô hoáng vang dội tất cả thành nhỏ, nhìn lấy tất cả những thứ này, tiêu trần tức giận mắng, thực sự là một đám súc sinh, động thủ, giết. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2351 Tà Minh Nguồn Mê truyện audio com Tiêu trần đám người xuất thủ cứu tòa này tiểu thành, mà những chuyện lạc vặt này người xuống, cũng là dựa theo tiêu trần phân phó, bắt đầu hướng kiếm phủ phương hướng rút lui, suy cho cùng nơi này chẳng mấy chốc sẽ bộc phát đại chiến, tiếp tục lưu lại nơi này, tự nhiên là không an toàn, mà lại, đối mặt tà đạo võ giả, những người bình thường này, cũng căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Giống như vậy sự tình, không chỉ chỉ là tiêu trần bọn hắn gặp phải, đau tuyệt, tiếu hiểu, lý thuận bọn hắn cũng đều là gặp, đồng thời cái này một đường đi qua, đám người cũng tận mắt chứng kiến đến tà đạo võ giả tàn nhẫn. Tự mình đem mọi người đưa ra bên ngoài thành, tiêu trần đưa mắt nhìn đại gia sau khi rời đi, mới lại lần nữa đạp bên trên tinh không hạm, tiếp tục hướng hợp thiên phủ chạy tới bất quá trải qua dọc theo con đường này sự tình về sau tiêu trần trong lòng cũng là thầm hạ quyết tâm nhất định phải thắng được một trận chiến này chính tà chi chiến nếu để cho tà đạo một phương chiến thắng tiêu trần khó có thể tưởng tượng cái này đại thiên thế giới sau cùng đến tột cùng sẽ như thế nào đến lúc đó sợ rằng tất cả đại thiên thế giới đều sẽ trở thành địa ngục đi không ai có thể chạy đi mà tránh xảy ra chuyện như vậy chỉ có đánh bại tà đạo võ giả mới có thể ngăn cản nhất định phải thắng ánh mắt xa xa nhìn về phía hợp thiên phủ phương hướng Tiêu Trần kiên định nói, một trận chiến này nhất định phải thắng, không thể bại. Đại thiên thế giới các đại thế lực người đều nhau nhau hướng về hợp thiên phủ chạy đến, mà cùng lúc đó, hợp thiên phủ cảnh nội, một tòa không biết tên sơn mạch, tà thiên, cùng với viêm đồng hai người dậm chân mà tới. Tòa trạng núi này cũng không có chút nào chỗ đặc biệt, rất bình thường, ra dáng sơn mạch, tại đại thiên thế giới không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng chỉ ít có hơn 10 vạn chỗ. Thế nhưng, tà thiên cùng viêm đồng cũng là tự mình đến đến nơi đây, không vì cái gì khác, cũng bởi vì con trai của tà thiên, tà mình trước kia liền bị phong ấn tại đây. Trước kia đã vô lực hồi thiên tà thiên, vì lưu lại cuối cùng hy vọng, không chỉ có cưỡng ép lưu lại nghi ngờ của mình tàn hồn, càng đem con của mình phong ấn, chỉ đợi sau này lại cơ hội quay về thế gian. Bây giờ tà thiên dựa vào cái kia một tia tàn hồn thành công phục sinh, như vậy hắn tự nhiên cũng muốn tới đây giải phong con của mình. Vô số năm thời gian trôi qua, tòa rặng núi này có lẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, căn bản nhìn không ra mảy may trước đây cái bóng, nhưng mà, tà thiên vẫn là rất mau tìm đến tà minh phong ấn chi địa trong sơn cốc sâu thẳm tà thiên chậm rãi đi tới trong sơn cốc vị trí trong tay chậm rãi kết ấn mà kèm theo tà thiên trong tay ấn quyết nắng ngay lập tức mặt đất chấn động đã rơi bốn phía mà đại địa cũng là chậm rãi bị xé nứt ra một tòa trong suốt quan tài chậm rãi từ lòng đất bay lên quan tài ống ánh trong suốt có thể thấy rất rõ tại trong quan tài có một cái dung mạo thanh niên tuấn tú yên tĩnh tại ngủ say hai mắt nhắm nghiền không có chút nào hơi thở toát ra tới giống như là đã chết đồng dạng bất quá cái này trong quan tài người nhưng không có chết chẳng qua là thông qua bí pháp, phong ấn sinh cơ của hắn cùng thần thức thôi, mà người này chính là Tà Thiên con trai độc nhất, Tà Minh. Đã nhiều năm như vậy, lại lần nữa nhìn thấy con của mình, dù là Tà Thiên cũng không khỏi có chút kích động kích động lên, đưa tay êm ái vuốt ve trong suốt hào quang, trong mắt tràn đầy sủng ái chi sắc nói: "Con ta, cha trở về rồi, lần này cha sẽ lại không thất bại." Phụ tử gặp lại, Tà Thiên trong lòng cảm xúc rất sâu, thoại âm rơi xuống, Tà Thiên cũng là bắt đầu giải trừ phong ấn, trước kia cái này phong ấn chính là đích thân hắn bố trí. Bây giờ muốn giải trừ, tự nhiên không phải vấn đề gì Rất nhanh, kèm theo tà thiên động tác, quan tài bốn phía, một đạo tắm bùa chú lăng không bay lên, ngay sau đó trực tiếp bốc cháy lên Kèm theo những phù triện này thiêu đốt tiêu thất, quan tài từ từ mở ra, sau nửa ngày, đã ngủ say không biết bao nhiêu năm tà minh cũng là chậm rãi mở hai mắt ra Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp